chương 71. Thích. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hứa gia huyền biết mình lại phạm sai lầm, tại tử dư giống như cười mà không phải cười bên trong ảo não buông tay ra. Ngoài xe ngựa đầu còn một trận tiếng ầm ỉ, tử dư nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ gặp bình vương phủ người ba chân bốn cẳng đỡ dậy bình vương thế tử, không biết cớ gì, bình vương thế tử bị nâng đỡ sau, liền cầm lấy tay áo lớn một mực che khuất mặt, cũng mặc kệ xe ngựa càng xe đoạn mất, bối rối tiến vào trong xe đi. Là cảm thấy quá mức mất, mất thể diện. Tử dư hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy Bình Vương Thế Tử rơi cực chướng tai gai mắt, nho nhỏ đồng tình một chút. Bình Vương Thế Tử vào kinh sau là một mực thật xui xẻo. Nàng ánh mắt liền lại chuyển tới cái kia đoạn mất càng xe bên trên, phát hiện càng xe vết đứt coi như chỉnh tề, cao mày. Hứa gia huyền gặp nàng nhìn đến xuất thần, cũng thăm dò thuận nàng ánh mắt nhìn lại. Hắn là cẩm y vệ, đối các loại chi tiết mẫn cảm nhất bất quá, nhiều khi liền là dựa vào loại này việc nhỏ không đáng kể đến phá được một cọc vụ án, cái kia càng xe một chút liền biết có kỳ quặc. Hắn đem rèm buông xuống, chính nhìn đến xuất thần tử dư trước mắt liền tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Hứa gia huyền gõ gõ xe vách, ra hiệu rời đi, tại tiếng vó ngựa vang lên lúc, hắn mới chậm rãi nói. Xe kia viên là người vì hư hao, chỉ sợ là cùng Bình Vương Thế tử có thù người làm. Và Bình Vương Thế tử có thù, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tam hoàng tử. Kinh nhắc nhở, Tử Dư rất nhanh liền liên tưởng đến Tam hoàng tử, nàng nhưng không có lên tiếng, đoan đoan chính chính ngồi, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hứa Gia Huyền khá lâu không nghe thấy đáp lại, gặp nàng nhàn nhạt thần sắc, biết nàng vì vừa rồi chính mình che miệng không khoái, ngượng ngùng không có lại lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ vẫn là chờ nàng bớt giận, hồi phủ rồi nói sao. Hai vợ chồng rời đi cửa cung đây là không phải, Bình Vương Thế tử trốn vào xe ngựa sau, Sở Trường hướng bên phải đau kéo tới lợi hại Thái Dương một vòng, dùng máu tươi trong lòng bàn tay liền thẳng tắp đâm vào trong mắt của hắn. Hắn vẫn là làm bị thương cái trán. Ngàn phòng vạn phòng, coi là rời nhà, cũng qua chính mình kiếp trước từ trên ngựa rơi xuống thời gian, coi là thương thế kia liền tránh đi kết quả hắn ở kinh thành vẫn là đã thương đầu. Hắn mặt lạnh lấy, cầm ra khăn gắt cao đè lại. Không biết là vết thương đau đớn, vẫn không thể nào tránh đi sự tình, nhưng hắn lúc này diện mục dữ tợn. Bình vương phủ hộ vệ trưởng cũng bò lên trên xe, muốn nhìn một chút chủ tử rơi thế nào, nhìn thấy máu tươi từ hắn khăn bên trong chảy ra, cả kinh liền muốn há mồm nói chuyện. Ngậm miệng. Nhanh truyền tin để cho người ta lại chuẩn bị xe, không được kêu người biết ta làm bị thương đầu. Bình vương thế tử kịp thời ngăn lại, thanh âm trầm đến có thế tích thủy, gọi người không rét mà run. Hộ vệ kia lại lộn nhào xuống xe. Bình vương thế tử tại thái tử đến đây hỏi thương thế thời điểm, ngữ khí nhàn nhạt nói không ngại. Chỉ là trên thân không khéo léo, không tốt dơ bẩn điện hạ mắt, còn xin điện hạ thứ tội, không thể cho điện hạ tạ ơn. Bình vương thế tử không lộ diện, thái tử cũng lười nhiều dây dưa, Hàng Huyên lo lắng vài câu, quay người hồi cung. Tính toán xính tam hoàng tử trong lòng không sai, trên mặt tuy là không hiện, nhưng bước chân nhẹ nhàng trực tiếp đạp xe đi. Bình vương thế tử một mực ngốc đến trở lại mới xe ngựa, mới cản trở mặt đổi xe, hắn coi là có thế trốn qua sự tình nhưng không có tránh thoát, mười phần bất an cùng không cam lòng rời đi kinh thành. Hôm nay là tử dư sinh nhật, thọ tin bản nhân không ở trong nhà, tân khách lại đã sớm lần lượt đi vào vũ an bá phủ xe ngựa lúc này cũng đã đến cửa tiểu lâm thị thiếp thân nha hoàng vung lên rèm cho người gác cổng đưa lên thiếp mời người gác cổng lật ra nhìn một chút còn thăm dò hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua đây là cực thất lễ sự tình gọi nha hoàng kia lúc này đổi sắc mặt trong lòng nổi lên bị lãnh đạm phẫn nộ lại là nghe được cái kia người gác cổng trước xin lỗi nói tiểu mới tự hồ nhìn thấy trong xe ngựa còn có người khác có thế cái này thiệp bên trên chỉ viết mời di thái thái cùng tiểu thiếu gia xin hỏi trong xe ngựa chính là cái nào mấy vị nhưng có thiệp nha hoàng nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ cái này người gác cổng có ý tứ gì tiểu lâm thị một lỗ tai liền nghe được không đối đến đem rèm vén cao một chút lộ ra dịu dàng khuôn mặt mỉm cười nói khi là gia mẫu cùng cháu gái nhóm người gác cổng là nhận ra tiểu lâm thị nhìn thấy nàng cung cung kính kính thi lễ sau đó khó xử nói ra. Di thái thái, không phải tiểu không biết tốt xấu, là tiểu được thiếu phu nhân lệnh, Vũ An bá phủ phàm là không có mời thiếp người, đều không được bỏ vào phủ. Ngài nhìn, có phải hay không lại đem khác thiếp mời cho tiểu nhìn xem, tiểu cũng tốt cho đi. Vũ An bá phủ không có mời thiếp người liền không được đi vào. Vũ An bá lão phu nhân nơi nào nghe không hiểu đây chính là nhắm vào mình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trực tiếp đẩy tiểu Lâm thị chính mình thò đầu ra mắng ngươi cái đồ không có mắt lão thân là tiên đế thân phong cáo mệnh các ngươi đây là ý gì lão phụ nhân cùng bác phụ thanh âm lại cao lại nhọn người gác cổng bị nàng nôn một mặt nước bọt liên tục không ngừng lui lại mấy bước nhưng lời nói vẫn là cái kia vài câu vị này lão phu nhân tiểu cũng chỉ là phụng mệnh làm việc còn xin ngài cái này quý nhân thông cảm tiểu không làm chủ được không thể thả ngài vào phủ tại song phương tranh chấp lúc, đằng sau lại lần lượt tới mấy chiếc xe ngựa, tiểu lâm thị nghe được bánh xe vượt trên mặt đất thanh âm, đi lôi kéo bà mẫu. Nào biết lại bị bà mẫu một thanh hất ra, còn đụng phải xe trên vách, đau đến nàng ngược lại rút khẩu khí. Nhậm nghiệp thần kêu lên nương thân, đem nàng đỡ ngồi xuống. Tiểu lâm thị nghe bên ngoài bà bà còn tại cùng người gác cổng lý luận thanh âm, nghĩ đến phía sau còn có người ta, vừa thẹn thùng vừa tức. Bà mẫu dựa vào cái gì tại nàng cháu trai trước cửa nhà ngang ngược càng rỡ, chỗ này cũng không phải Vũ An Bá phủ. Mà lại nàng nơi nào lại không biết Tử Dư đơn độc tại thiếp mời bên trên viết chính mình cùng nhi tử danh tự ý tứ, đây là cho nàng chỗ dựa, tại nói cho nhậm gia người, không có nàng uy võ hầu phủ căn bản sẽ không con mắt đi xem nhậm gia. Tử Dư gọi nàng gì ôm nhu nét mặt tươi cười liền hiện lên ở não hải, nàng nhắm lại mắt, rất nhanh lại lại mở ra một ngoại nhân khắp nơi vì nàng dự định, muốn đem nàng lôi ra vũng bùng, nếu như nàng lúc này lại khúng núng, cái kia không được rét lạnh cháu trai nàng dâu tâm. Nguyên bản cháu trai nàng dâu căn bản không cần muốn vì nàng gánh những này bêu danh. Nàng lại không biết tốt xấu, liền cùng những này nhậm gia người không có gì khác nhau. Một quen dịu dàng tiểu lâm thị biến sắc, lôi kéo nhi tử tay liền xuống xe. Vũ An bá lão phu nhân gặp nàng trực tiếp xuống xe, trong lòng giật mình, cũng muốn xuống xe theo, nào biết nghe được con dâu thế mà cùng cái kia người gác cổng đang nói. Làm phiền vị tiểu ca này, còn xin để cho người ta mang dẫn đường. Con dâu thế mà vứt xuống chính mình muốn đơn độc vào phủ, vũ an bá lão phu nhân cũng vội vàng loạn xuống xe ngựa, một thanh níu lại tiểu lâm thị cánh tay, đem người cho giật trở về. Tiểu lâm thị không xử trí, bị kéo tới suýt nữa muốn té ngã, hạ khắc trên mặt liền trùng điệp chịu một thanh. Vũ An bá lão phu nhân giận mắng. Ngươi cái bất hiếu sao tai họa. Phía sau thăm dò đang nhìn chuyện gì xảy ra các phu nhân đều mắt choáng váng. Người gác cổng cũng là bị Vũ An bá lão phu nhân mạnh mẽ làm cho sững sờ ngay tại chỗ. Cái này khắp kinh thành bên trong, cũng tìm không ra lợi hại như vậy, bên đường tay tác con dâu bà bà. Nương thân. Nhậm nghiệp thần đỡ mẫu thân, nhìn thấy mặt của nàng lúc này liền sưng đỏ, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Tiểu Lâm thị bụng mặt, cũng mộng một chút. Từ trong cung trở về tử dư cùng hứa gia huyền lại vừa vặn thấy cảnh này, hứa gia huyền liền xe ngựa đều không ngừng ổn liền nhảy xuống tới, tử dư bận biểu đi theo phía sau. Tiểu Lâm thị chịu bàn tay, vĩ khuất đến hốc mắt phím hồng, có thế nàng rất nhanh liền lại ngẩng đầu, không có đi nhìn tức giận đến toàn thân phát trung vũ an bá lão phu nhân, vẫn kiên định cùng người gác cổng nói. Làm phiền tiểu ca mời người mang dẫn đường. Người gác cổng ngây ngốc nga một tiếng, lúc này mới hoàn hồn, tức giận trừng mắt nhìn Vũ An Bá lão phu nhân. Đây không phải đang đánh di thái thái mặt, mà là tại đánh bọn hắn uy võ hầu phủ mặt. Lúc này, đám người sau lưng truyền đến lạnh lùng thanh âm. "Vì tự có ta dẫn đường." Vũ An Bá lão phu nhân vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn thân hình cao lớn liền đứng ở phía sau, ảnh tử cứ như vậy bao phủ tại đỉnh đầu nàng bên trên, giống như là mây đen áp đỉnh huống chi hứa gia huyền vốn là dáng dấp hung tướng lúc này mặt lạnh lấy nhìn nàng ánh mắt âm đức vô cùng như là la sát bàn vũ an bá lão phu nhân bị dọa đến suýt nửa chân nhũng ra muốn té ngồi trên mặt đất tử dư chạy tới gặp hứa gia huyền đã đi đỡ tiểu lâm thị không nói hai lời trực tiếp đi người gác cổng cầm cây chổi lại xông lên trước đối vũ an bá lão phu nhân dưới chân một trận quét từ đâu tới đồ chơi ô uế chúng ta hầu phủ địa người tới thác nước, ta muốn đích thân đem cái này hầu phủ trước cửa quét sạch sẽ, không có buồn nôn, còn gọi quý khách có thể hay không đặt chân. Mọi người đều biết Trần Gia biểu cô nương kiều diễm động lòng người, nói tới nói lui cũng là tế thanh tế khí, lại không nghĩ nàng cũng có mạnh mẽ một mặt. Trong tay cây chổi cùng mọc ra mắt, liền chuyên hướng Vũ An bá lão phu nhân dưới chân đi, đem Vũ An bá lão phu nhân đuổi kịp cùng qua phố chuột, không ngừng thét chói tai vang lên tán loạn người gác cổng đã đi bưng chậu nước ra tử dư thấy không chút nào phí sức đoạt lấy quay đầu liền toàn bác đến vũ an bá lão phu nhân trên thân thét lên phá vỡ uy võ hầu phủ ngõ trên không vũ an bá lão phu nhân giống con ướt sũng chật vật đứng ở nơi đó lớp vải lót mặt mũi tất cả đều ném đến một đám sạch tử dư cái này cách làm tuy có nhiều như vậy bất kính có thế phía sau các phu nhân lại thấy cực hả giận vũ an bá lão phu nhân tại trước cửa này khóc lóc ông sòng không đúng trước lại đưa tay liền đánh vũ an hầu thế tử gia gì hôm nay vẫn là người ta nàng dâu sinh nhật cũng không phải kiếm chuyện không có gọi người một trận loạn côn đánh đã rất cho mặt mũi vũ an bá lão phu nhân bị dội cho nước thép chói tai vang lên trốn vào xe người phu xe kia cũng bị dọa nơi nào còn dám lưu lại lúc này một điều đầu ngựa lôi kéo chật vật lão phu nhân chạy xa Hứa gia huyền gặp người rốt cục rời đi, sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một chút, gặp lại tiểu lâm thị nhất tay áo cản trở không cho hắn xem mặt, lửa giận lại lật tuôn ra không ngừng, không nói một lời vịnh tiểu lâm thị vào phủ. Tử dư liền trực tiếp lưu tại cửa, nâng đỡ quan, cười đi đến cạnh xe ngựa lần lượt nói thật có lỗi, nhường đám người chê cười. Tự nhiên hào phóng nói, chính mình là như thế cái tính xấu, thật sự là thô bỉ, hù dọa người, một hồi tự phạt ba chén một đám phu nhân đi xuống xe, nhưng không có một người cảm thấy nàng thật thô lỗ không có giáo dục, ngược lại cảm thấy cái này vũ an bá phủ thế tử phu nhân lại ngay thẳng bất quá. Các nàng tình nguyện cùng loại này tính tình người liên hệ, cũng không yêu cùng cả ngày đều có tâm địa gian dảo người liên hệ. Nhao nhao khen nàng minh lý hiểu chuyện, theo nàng cùng một chỗ tiến phủ. Tử dư cùng mấy vị này phu nhân cũng không quá quen biết, đem người đưa đến mời Yến Lâm lang Hiên sau, nói rõ với Lưu Thị cửa chuyện phát sinh, lại xin lỗi một tiếng trở về phòng đi thay quần áo. Tiểu Lâm Thị lúc này ngay tại Thanh Trúc Viện, hứa gia huyền đã phân phó Lý Mụ Mụ đi nấu trứng gà cho dì lăn mặt. Đợi đến trứng gà đưa tới thời điểm, Tử Dư cũng trở về đến phòng, kém mở nha hoàng, chính mình sắn tay áo tự mình cho Tiểu Lâm Thị lăn trứng gà. Tiểu Lâm Thị lúc trước chẳng qua là cảm thấy ủy khuất, thật không có quá lớn tâm tình chập chờn bây giờ bị ngoại sinh cùng cháu trai nàng dâu dạng này lo lắng, cũng nhịn không được nữa khóc thành tiếng. Hứa gia huyền ngồi tại trong ghế, không nói một lời, nghe được tiểu lâm thị tiếng khóc, một thanh sờ để ở trên bàn tú xuân đao, đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Tử dư gặp này vội nói. Trở về. Làm cái gì đi? Hắn như củ mặt âm trầm, không nói gì. Nàng một bên cho tiểu lâm thị lau nước mắt, một bên trừng hắn hôm nay ta sinh nhật, ngươi còn muốn đi đại khai sát giới không thành, đập mạnh bọn hắn còn tiện nghi bọn hắn. Ngồi xuống cho ta, cũng là không được đi. Tiểu lâm thị vốn là thương tâm, thế nhưng là nghe được tử dư nói như vậy, dọa đến bận biểu đi kéo nàng tay áo, nhưng nàng chớ vì chính mình cùng cháu trai náo loạn mâu thuẫn. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến, từ trước đến nay có sát thần chi danh cháu trai thế mà thật lại lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ, ông đau không có lên tiếng nàng mở to mắt, mười phần không dám tin. Tử dư lại lại giúp đỡ tiểu lâm thị tiêu sưng, chờ nhìn thấy gương mặt không còn như vậy đỏ thời điểm, mới buông xuống trứng gà, lôi kéo nàng tay ngồi xuống. Dì nghĩ đến cũng biết ta ý tứ, mà ta cũng biết gì trong nhà tình huống, nếu như dì là hạ quyết tâm, cái kia từ hôm nay nhi lên ngài trước hết ở tại hầu phủ đi. Tiểu lâm thị không nghĩ tới nàng lại là nhường nàng lưu lại, nhất thời không biết muốn tiếp cái gì tốt. Nhậm Nghiệp thần nghe được tỉnh tỉnh mê mê, mẫu thân ở nhà bị ngược đánh sự tình cũng không cảm kích, nhưng tổ mẫu cùng phụ thân đãi mẫu thân có khắc khe, khe khắc là biết đến, huống chi mới vừa rồi còn tận mắt nhìn đến tổ mẫu một bàn tay vỗ xuống tới. Hắn gặp mẫu thân không nói lời nào, đứng lên thẳng tắp hướng Tử Dư thi lễ nói ra. "Biểu tẩu, chúng ta lưu lại." Nghiệp thần nghe được nhi tử lại còn nói chúng ta tiểu lâm thị lúc này đi che miệng của hắn tử dư lại là cười tán thưởng gật đầu rất tốt chúng ta tứ ca nhi biết che chở mẫu thân lại lại ngược lại đi xem tiểu lâm thị tiểu lâm thị vừa dừng nước mắt lại bừng lên nhu nhược phụ nhân cũng kiên định nói vậy liền quấy rầy hứa gia huyền căng thẳng mặt lúc này mới xem như trầm tĩnh lại lý mụ mụ không cần phân phó lúc này liền nói muốn đi cho di thái thái thu thập khách viện cùng tất cả dụng cụ cái này ngay miệng có người đến bẩm nói tử dư ngoại tổ gia người đến tiểu lâm thì xóa đi hai mắt đẫm lệ đưa tay đẩy đẩy nàng ngươi nhanh đi chiêu đãi ta đầu này không có việc gì tử dư đành phải đi trước nên ngoại tổ mẫu trần lão phu nhân có chút thời gian không có gặp nàng trực tiếp liền đem người ôm vào trong ngực hô ai gia tử dư hai vị cửu mẫu cùng biểu ca biểu muội đều tới nhìn thấy nàng đều vui vẻ cười nói chúc mừng lời nói nàng đem người nghênh đến lâm lan hiên cái này liền muốn lưu lại người tiếp khách trần lão phu nhân thấy ngoại tôn nữ có lễ hào phóng chào hỏi khách khứa trong đầu an ủi lại thất lạc ngoại tôn nữ gả cho người lại lớn lên tiểu lâm thị sự tình có người thấy nhưng mọi người sẽ không ở chủ gia khắp nơi nói lung tung việc này rõ ràng là hứa gia cùng nhậm gia có mâu thuẫn người ta việc nhà tự nhiên không lắm miệng đợi đến tiểu lâm thị thu thập xong lại đắp phấn lúc đi ra người không biết chuyện cũng không nhìn ra dị dạng đều vô cùng náo nhiệt cho tử dư chúc sinh nhật sân khấu kịch một mực hát đến gần đây rơi cái này yến mới xem như tản tử dư bận rộn một ngày kỳ thật không có bao nhiêu thời gian bồi ngoại tổ mẫu đưa nàng rời đi thời điểm giảng yếu đem tiểu lâm thị sự tình nói rõ lại xin lỗi nói chờ ta ngày mai hai ngày rảnh rỗi về nhà thăm viếng ngoại tổ mẫu ngài có thế buồn bực ta trần lão phu nhân ha ha cười xuất ra một túi tiền nhỏ đưa cho nàng đây là ngươi ngoại tổ phụ đưa cho ngươi sinh nhật lễ hắn thế mà tại ngươi sinh nhật cho ngân phiếu quả thực không thể lại để cho người chê ngươi liền cầm lấy đi quay đầu về nhà đến lại đi muốn hắn mấy món đồ cổ tranh chữ không có dạng này lấy lệ người tử dư tiếp nhận ngân phiếu trong lòng ấm cực kỳ Kỳ thật ngoại tổ phụ chính là sợ nàng gặp được sự tình, chuẩn bị không ra, không có cái gì so cái này bạc càng tới thuận tiện. Nàng sâu phúc thi lễ cảm ơn, Trần Đại Thiếu Gia có chút lo âu cùng nàng nói. muội phu uống nhiều rượu, ngươi mau trở về nhìn xem. Tử dư như vậy cùng Trần Gia người quay qua, trở lại thanh trúc viện, biết được tiểu lâm thị tại khách viện ngủ lại, liền chuẩn bị đi phòng ngủ nhìn hứa gia huyền uống đến thế nào. Tiểu lâm thị ngay trước hắn mặt bị đánh, nàng sau lưng hắn nhìn thấy hắn một tay đã đẩy ra đao nếu không phải nàng quét qua đem quét ra vũ an bá lão phu nhân chỉ sợ hắn tại cửa ra vào liền đem người chặt nào biết đi phòng ngủ cũng không có nhìn thấy người lại hỏi một chút mới biết hắn tại tiểu thư phòng vừa rồi nàng trải qua thời điểm không có lưu ý đành phải quay người lại đi tiểu thư phòng lục thuận ngay tại trong thư phòng cho hắn báo cáo trần sở sở sự tình cái kia trần sở sở mỗi ngày đều sẽ vào thành đến tại một nhà trà hiên cùng ngoài khách sạn đầu lưu lại, phản phất là chờ cái gì người, thế nhưng là một mực không có phát hiện có người cùng với nàng chấp đầu. Hôm nay nàng lại là tiến vào khách sạn, thuộc hạ đánh dò xét, phát hiện là người nhà nàng tuyên bố muốn đem nàng bán đi kỹ viện bên trong, nàng hẳn là dọa đến không dám về nhà. Hứa gia huyền nghe vậy không có gì biểu lộ, chỉ nói thanh tiếp tục nhìn chầm chầm, tử dư liền tiến đến. Lục thuận lúc này lui ra ngoài, tử dư nghe được sang tị mùi rượu ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi làm sao uống nhiều như vậy hứa gia huyền đưa nàng kéo đến trong ngực dựa vào nàng không nói gì nàng biết hắn là phiền lòng tiểu lâm thị sự tình tiểu lâm thị qua nhiều năm như vậy trốn tránh hắn là sợ cho hắn thêm phiền phức mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả tiểu lâm thị tại nhâm gia tình cảnh làm sao lại không khó quá tự trách nàng cũng đi nhốt chặt cổ của hắn nói với hắn việc này chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, ngươi tin ta. Nàng hôm nay giữ gìn tiểu lâm thị dáng vẻ, hắn tận nhìn ở trong mắt, làm sao lại không tin nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy gắn bó, tốt hồi lâu không nói gì. Là hắn đánh vỡ trầm mặt. Hôm nay là ngươi sinh nhật, cho ngươi thêm tâm tư. Thế mà còn khách khí với nàng lên, nàng vẫy một cái mi, nhớ tới xuất cung lúc sự tình, ha ha cười hai tiếng ngươi cái này lại không sợ ta miệng quả đen. Bị phiên nợ cũ, hắn ôm nàng tay cứng đờ, giả ngu không tiếp lời gốc rạ. Đêm nay không cần phải phụ thân chỗ ấy dùng cơm, ngươi bồi khách nhân một ngày, buổi tối nên theo giúp ta. Ngươi lẫn lộn đầu đuôi, ta sinh nhật, nơi nào có ta theo ngươi lý. Hắn lại không để ý tới nàng sạch chính mình, cúi đầu liền đi hôn nàng môi. Mặt trời lặn sau, hứa gia huyền liền mang theo tử dư đi đình giữa hồ, đình bên trong phủ lên trắng gió màn trúc, lại đốt đi chậu than, bày một bàn món ngon cùng rượu. Tử dư nhìn xem trên bàn cái kia mấy bầu rượu, nghệ hắn một chút. Ngươi còn muốn uống đâu? Ngươi sinh nhật, tự nhiên là phải bồi ngươi uống mấy chén, ngươi nếu là say cũng không quan trọng, tả hữu là trong nhà. Tử dư liền nhìn xem rượu không nói chuyện. Bất quá hắn gọi mình đến trong đình giữa hồ dùng cơm tối, ngược lại là không nghĩ tới, mà bên ngoài hiển nhiên cũng là làm qua bố trí. Cầu khúc bên trên treo đầy đèn lồng, cái bóng trong nước, tựa như là tinh hà rơi vào nhân gian, giống như mộng ảo mỹ. Hắn thế mà còn hiểu đến hống người cao hứng. Hứa gia huyền đã kẹp một đũa thịt cá, trực tiếp đưa đến miệng nàng vừa nói. May mắn có thừa. Hắn nói các tường lời nói, tử dư coi là thật vừa mừng vừa sợ, há mồm đem chiếc kia thịt cá ăn. Hạ khắc hắn lại kẹp một món ăn, đưa đến miệng nàng bên cạnh. Nhiều phút nhiều thọ. Tiếp xuống, một bàn 12 đạo đồ ăn, đều bị hắn nói ra thành tựu, các loại ngụ ý tốt đều nói lượt. Nói xong lời cuối cùng một cái, là nhiều con nhiều cháu. Tử dư mắt sắc, một chút viết đến hắn đỏ lên bên tai, nhịn không được bật cười, dựa vào ngược lại trong ngực hắn. Nàng cũng dò xét đũa, kẹp cái kia đạo nhiều con nhiều cháu, trực tiếp liền nhét trong miệng hắn. Hứa gia huyền sững sờ. Nàng đã mỉm cười bưng cái cốc, kính hắn rượu. Tiếp xuống nên uống một chén. Hắn nắm lên chén rượu, tại muốn cúi đầu nhấp rượu thời điểm, gặp nàng trước nhấp một miếng, không biết nghĩ như thế nào thành thân đêm đó, uống rượu hợp cẩn thời điểm chính mình nhếch môi của nàng ấn. Trong lòng lúc này một mảnh kiều diễm. Hắn hiếp hiếp mắt, cũng không uống trong tay mình rượu, mà là cúi đầu đi giam giữ môi của nàng dùng mùi rượu hôn nhường hắn mê say không thôi, mút lấy nàng cái lưỡi làm sao cũng không chịu buông ra, trong tay hắn rượu hất tới trên người mình cũng không có phát giác. Tử dư bị hắn hôn đến thở không nổi, hứa gia huyền ở thời điểm này rốt cục buông nàng ra, lại là cho mình đổ đầy rượu, một ngụm nhấp tận lại lần nữa đi hôn nàng. Hắn tự hồ liền yêu dạng này trò chơi, nhìn xem bị hắn đổ rượu người ánh mắt mê ly, hai gò má giống như hoa đào cánh đồng dạng, kiều diễm mê người hắn say mê tại nàng đây loại này câu người phong tình bên trong bất tri bất giác đúng là đem cái kia mấy bầu rượu đều cho uống sạch sành xanh tử dư trong ngực hắn thở hào hển gặp hắn cũng hai mắt mê ly nhẹ nhàng đẩy hắn ngươi uống nhiều lắm nghe nói hắn buổi trưa trong bữa tiệc đem rượu đương nước uống vừa rồi lại uống đến vội vã như vậy cũng không biết say không có say hứa gia huyền tham luyến lại đi múc môi của nàng ngươi phu quân ngàn chén không say bên tai lại đột nhiên bịch một tiếng, là có cái gì nổ vang. Nàng chấn kinh bận biểu đẩy ra hắn, trên bầu trời lại vang lên vang dội tiếng thứ hai, hoa mỹ nhan sắc liền chiếu vào trên mặt nước. Nàng kinh nghi bất định, hứa gia huyền đã đem bên cạnh người màn trúc cuốn đi lên, trên bầu trời đủ mọi màu sắc pháo hoa liền toàn bộ chiếu ở trong mắt nàng. Thích không? Hắn từ phía sau nàng nhốt chặt nàng, hôn một cái nàng phát. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt bị tại sáng lạng pháo hoa bên trong sáng chói, trong lòng rung động hóa thành gợn sóng, tại nàng tâm hồ ở giữa nhộn nhạo. Nguyên lai hắn nói không cần hâm mộ thái tử, là như thế cái không cần hâm mộ à. Hắn thế mà cũng cho chính mình thả pháo hoa. Cái này cần tốn bao nhiêu khí lực mới có thể làm ra, vẫn là như vậy ngắn ngủi thời gian. Tử dư không hiểu hốc mắt chua chua. Thích, hứa gia huyền nghe vậy, trong lòng chưa từng có thỏa mãn, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Tử Dư xoay người, Hứa Gia Huyền liền thấy nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong có chính mình rõ ràng phản chiếu, nhìn xem nàng kiểm chân lên, yếu ớt mùi hương tại hắn chóp mũi càng phát ra nồng đậm, mà môi của nàng cũng càng ngày càng gần. Hắn nhắm mắt lại, Tử Dư môi muốn rơi xuống trước, lại là đột nhiên trước mắt trống không. Hứa Gia Huyền đông một tiếng ngã trên mặt đất, lớn như vậy một tiếng động tĩnh, hắn lại ngay cả hô đau đều không có còn xoay người ôm lấy băng ghế đá hô. Tiểu ngư, tử dư. Đã nói ngàn chén không say đâu. Ngày kế tiếp, hứa gia huyền mở mắt ra thời điểm, cái óc có chút đau. Hắn vô ý thức đi trước sờ người bên cạnh, lại sờ cái không, nghiêng đầu nhìn một cái trên giường nơi nào có người, cao mày ngồi dậy. Lý mụ mụ ngay tại nội thất chỉnh lý hắn hôm nay muốn mặc y phục, nghe được động tĩnh, bận biểu rót cốc nước đến bên giường, làm bộ muốn cho hắn ăn, nói ra thế tử gia hôm qua đến tột cùng uống bao nhiêu vẫn là thiếu phu nhân đem ngươi cổng về phòng hứa gia huyền hắn làm sao trở về phòng tác giả có lời muốn nói hứa gia huyền ta khẳng định là cầm nhầm kịch bản trả ta uy vũ bá khí tử dư huyền tỷ nhi ngoan đừng làm rộn tiểu trường chương càng chậm côn trùng ngày mai bắt đi hoa mắt chóng mặt giường của ta đang kêu gọi ta chương 72 Hắn ngây thơ không ngây thơ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 72 hứa gia huyền hồi tưởng lại tối hôm qua một điểm cuối cùng ký ức, che lấy cái trán quả muốn trên rỉ. Lý mụ mụ gặp hắn dạng này, tưởng rằng say rượu đau đầu, bận biểu đem trong tay cốc nước hướng trong miệng hắn góp, bị hắn một tay ngăn. Đang muốn nói chuyện, lại nghe được bên ngoài có động tĩnh. Nữ tử nhẹ tế thanh âm mơ hồ truyền trong tai, trong đó một cái là tử dư thiếu phu nhân cùng ai tại bên ngoài lý mụ mụ gặp hắn không uống nước đem cốc nước gác qua cao mấy bên trên là di thái thái di thái thái nghe nói thế tử gia tối hôm qua uống nhiều quá liền một sáng tới xem một chút kết quả ngày đây không phải mới tỉnh hứa gia huyền liền nhớ lại vừa rồi lý mụ mụ nói hắn là bị cổng trở về chẳng lẽ lại đã truyền khắp hầu phủ hắn mặt đen lên trở ngại mặt mũi lại không tốt thẳng hỏi lý mụ mụ, chỉ có thể muộn hồ lô đồng dạng xuống giường mặt rửa mặt. Cũng cũng may hôm nay không có tảo triều, hắn chậm chút đến nha môn cũng không ngại sự tình. Đợi đến đem con kia theo lên con khỉ túi thơm treo ở bên hông, hứa gia huyền lại đối tấm gương nhìn hai bên một chút, xác thực không có không ổn mới đi ra ngoài đầu. Tử dư hôm nay mặc kiện quả hồng đỏ váy áo, ngồi tại bên bàn tròn, đỏ tươi váy uy tại đất, như là hoa tươi đồng dạng tráng phóng nàng vốn là ngày thường xinh đẹp, mặc vào màu đỏ sắc điệu y phục, càng là thêm mười phần nhan sắc. Hứa gia huyền cúi đầu từ buông xuống mạng màng đi qua, nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Tử dư bị hắn gây nên chú ý, quay đầu liền gặp hắn mặc thân xanh đen y phục hàng ngày đi tới, bên hông rơi lấy vòng chụp ngọc bội nhẹ nhàng đụng chạm, phát ra dễ nghe thanh âm. Nàng đứng lên, từ trên xuống dưới dò xét hắn, gặp hắn hai nhãn thần sắc thanh minh, lúc này mới mỉm cười ngươi lên. Tiểu lâm thị cũng đứng lên, nhìn thấy cháu trai vẫn còn có chút câu thúc bất an, trầm thấp kêu lên thế tử gia. Vì còn cùng ta khách sáo không thành, hô gia huyền chính là. Hắn xem nhẹ tử dư dò xét ánh mắt, hướng tiểu lâm thị chắp tay thi lễ. Tiểu lâm thị bận biểu nghiêng thân, một hồi thật lâu mới hô tên của hắn. Rõ ràng là thân nhân, hai người ở chung lại sau so ngoại nhân còn mất tự nhiên, tử dư liền đi đem tiểu lâm thị viện ngồi xuống, hướng hứa gia huyền nói. Dì nói muốn đi cho hầu gia vấn an, thế tử này lại nếu là không ra khỏi cửa, liền cùng chúng ta cùng một chỗ. Tiểu lâm thì ở nhờ đến hầu phủ đến, về tình về lý, đều là muốn đi qua chính viện gặp một lần. Hứa gia huyền gật gật đầu, hỏi hai người dùng vô dụng điểm tâm, biết đều chờ đợi hắn đâu, sẽ sai người đem nhậm nghiệp thần cũng gọi qua, cùng một chỗ dùng điểm tâm hướng chính viện đi. Nhậm nghiệp thần tuổi còn nhỏ chút, thường nghe người ta nói hứa gia huyền hôm nay phá án, ngày mai lại bắt ai, luôn cảm thấy cái này biểu ca uy phong cực kỳ. Đối hứa gia huyền mang theo một loại sùng bái, có hắn đi vào, vẫn cuốn lấy hứa gia huyền nói chuyện, ngược lại là giảm sóc hắn cùng tiểu lâm thị nhiều năm như vậy không có liên hệ cái kia tia cảm giác xa lạ. Tiểu lâm thị muốn bị nói nhiều đồng dạng nhi tử thẹn chết, sợ cháu trai phiền, xử đến mấy lần ánh mắt, cũng không thể nhường hắn ngậm miệng, gấp đến độ còn kém dậm chân tử dư nhìn xem nhậm nghiệp thần nhìn hứa gia huyền lúc sáng tinh tinh mắt cảm thấy thú vị thế mà còn có người sùng bái cái này sát thần hứa gia huyền đương nhiên cũng phát giác được biểu đệ đối với mình không đồng dạng kính trọng rốt cục tại cái này biểu đệ trên thân tìm về nhiều như vậy tự tin bước chân đều dễ dàng rất nhiều mọi người đi tới chính viện thời điểm vừa vặn lại là gặp gỡ hứa gia thanh thỉnh an ra không tránh khỏi dừng lại nói mấy câu Tử dư kêu lên nhị đệ sau liền yên lặng đứng một bên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hứa gia thanh hôm nay tự hồ có chuyện gì gấp, nói mấy câu, liền vội vàng cáo từ. Tử dư đến trước cũng làm người ta đưa tin vào đến, lưu thị nghe được động tĩnh liền tiến lên đón, mời bọn họ gặp phòng. Hứa gia hằng vô cùng cao hứng chạy đến, trong tay ôm một vật, trực tiếp liền nhét vào tử dư trong ngực, sau đó lôi kéo nàng tay áo cười đến mười phần sáng lạng. Tẩu tẩu, hôm qua là của ngài sinh nhật, nhưng ngày hôm qua đều đang chiêu đãi khách nhân, ta không thể thấy ngài. Cho nên cho ngài sinh nhật lễ đưa chậm, ngài không nên tức giận. Hứa gia hằng là cái yêu cười tiểu hài, dáng dấp nhu thuận, tử dư cúi đầu đi trong ngực là chỉ đầu gỗ điêu thỏ, đưa tay đi nhéo nhéo mặt của hắn nói. Cám ơn hàng đệ, đây là ngươi điêu sao? Thật là dễ nhìn. Được khích lệ, hứa gia hằng ngại ngùng sờ lên cái óc tay nghề không tin, nhưng ta về sau sẽ tốt hơn, ta lại cho ngài điêu khắc càng đẹp mắt. Nho nhỏ thiếu niên trịnh trọng hứa hẹn, nhưng làm tất cả mọi người chọc cười, duy chỉ có hứa gia huyền liếc mắt ngắm trộn kế để kéo quá tử dư tay áo tay, vẫn là bị tử dư bóp qua gương mặt, mặt không biểu tình. Chính viện bên trong tiếng cười truyền tới, dưới chân vội vàng hứa gia thanh quay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng xanh giá trị, mơ hồ nhìn thấy trong viện mấy thân ảnh màu đỏ cái kia càng rõ ràng hơn xung quanh người tại trước gót chân nàng đều mất sắc hắn ánh mắt chớp động thu tầm mắt lại bộ pháp lộn xộn trở về viện tử lúc này đã đạp vào trở về trên đường bình vương thế tử thu được một cái khẩn cấp đưa tới tin tức đến báo người không người cẩn thận từng ly từng tí dòng lấy thần sắc hắn nói thế tử ngài phân phó tìm cái kia họ trần cô nương tự hồ là đem sự tình làm hư hại cầm tới tay ngân phiếu thế mà còn cho người thu về trong nhà nàng phụ huynh muốn bán nàng tiến kỹ viện gán nợ nàng dọa đến chạy đến ngài đặt mua cái gian phòng kia khách sạn ở lại chỉ sợ là muốn gặp ngài gặp hắn bình vương thế tử đối gương đồng chính cho vết thương một chút xíu bôi thuốc liền mỉa mai đều khinh thường một cái vừa vặn có thể sử dụng thô bỉ nữ tử thế mà còn hiểu đến buộc hắn hiện thân coi như hắn hiện thân nàng lại có thể nhận ra được sao hắn không nói gì, đến báo người suy nghĩ không thấu hắn ý tứ, đành phải lại hỏi. Thế tử, cái này trần sở sở là muốn làm sao xử trí? Giữ lại, chỉ sợ không tốt lắm. Bình vương thế tử nhìn xem trong gương khối kia vết máu, thần sắc âm trầm. Chút chuyện nhỏ này còn muốn đến hỏi ta chăng? Một cái vô dụng người, giữ lại làm gì? Người kia bận biểu xác nhận, bởi vì hắn không nhịn được thanh âm đều dọa ra một tay mồ hôi, quay người vừa muốn đi ra. Thiên là lúc này, Bình Vương Thế Tử lại đem hắn hô ngừng. Trở về, Hứa gia cái kia nhị thiếu gia hiện tại còn ở tại Uy Võ Hầu phủ sao? Đúng thế. Thế tử thế nhưng là có cái gì phân phó? Muốn để Di nương đi làm dỗ dành hắn làm cái gì sao? Di nương là hắn sớm an bài tại Hứa gia thanh bên người một nữ nhân, khi đó hắn còn không biết Chu Tử Dư sẽ gả cho Hứa gia Huyền. Hứa gia thanh bị di nương thế nhưng là hống đi hồn, chỉ là bởi vì nàng tiện tịch, chỉ dám đặt ở bên ngoài, vì bác mỹ nhân cười một tiếng bạc nước chảy đồng dạng hoa. Nhớ tới di nương hình dạng, hắn giật giật khóe miệng, nói ra. Mỹ nhân cũng không thể tặng không cho hứa nhị, hắn nên bồi thường báo, trần sở sở cứ như vậy bỏ, cũng cô phụ tâm tư của ta. Ngươi phái người đi buộc hứa gia thanh còn thiếu bạc, sau đó lại đem trần sở sở một chuyện nhường di nương nghĩ biện pháp truyền đến lỗ tai hắn bên trong đi, tốt nhất là cho hắn biết, hứa gia huyền từng cho trần sở sở một ngàn lượng bạc, nhưng bây giờ bạc nhưng không có. Chỉ cần hắn không phải xuẩn, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng trần sở sở đi lấp thiếu nợ. Hắn trước mặt người nghe vậy nghĩ một lát, lúc này vỗ tay một cái, kích động hô. Thế tử gia cao minh ngay tại cho trên vết thương thuốc bình vương thế tử bị mảnh nhiên cao giọng điều dọa đến tay rung một cái, miệng bình lại vừa vặn đụng vào tổn thương vẫy bên trên, vốn là không có khép lại vết thương thoáng chốc lại lần nữa chảy ra huyết đến, cái kia tổn thương nhìn xem tự hồ lại nặng. Cẩn thận từng ly từng tí sợ lưu sẹo bình vương thế tử. Quy võ hầu gần đây khí sắc tốt hơn nhiều, cùng tiểu lâm thì gặp mặt lúc, còn có chút cảm khái. Hứa gia huyền nghe phụ thân nói là hắn không có chiếu cố mẹ để thời điểm, đem mặt phía qua một bên, nhìn qua rơi xuống đầy viện ánh nắng xuất thần. Đợi đến từ chính viện lúc đi ra, tiểu lâm thị đưa tay cầm khăn lau lau khóe mắt, thở dài một tiếng dẫn nhi tử hồi khách viện. Hứa gia huyền bên kia trở về viện tử đổi quá y phục, liền cũng muốn đi lên nha, quay người ra xem xét, chỉ thấy tử dư đem kế đệ tặng con thỏ nhỏ đặt tại giường mấy bên trên. Nàng ghé vào giường trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai thỏ. Hắn nhìn xem mặt một tấm, tiến lên cũng không nói chuyện, tại nàng ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên đưa tay bóp một chút mặt của nàng. Trên gương mặt rất nhỏ gai đau gọi tử dư sững sờ. Hứa gia huyền cũng đã buông tay ra, cất bước đi lên phía trước, lưu nàng lại một mặt chẳng hiểu ra sao. Người này phạm tật bệnh gì? Ra cửa hứa gia huyền nắng vuốt đầu ngón tay, bên trên còn còn sót lại lấy nàng da thịt mịn màng xúc cảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm tay phụ đến sau lưng. Nhưng nàng một cái cô nương da tùy tiện bóp nam nhân khác mặt. Buổi trưa, lục hỷ đột nhiên chạy tới, cho tử dư đưa tới một cái hộp gấm nói ra. Đây là thế tử cố ý phân phó đưa về phủ. Tử dư mở ra xem, bên trong là một đôi dùng bạch ngọc làm thỏ. Nàng cầm lên trái xem phải xem, chạm trổ mười phần tinh xảo, dư quan lại quét đến còn tại giường mấy bên trên đặt vào con kia hơi có vẻ thô ráp đầu gỗ thỏ. Cuối cùng Minh Bạch hứa Gia Huyền trước khi ra cửa rút cái gì điên rồi. Hắn ngây thơ không ngây thơ à? Còn muốn cùng đứa bé sánh vai thấp sao? Nàng cầm thỏ, quả thực dở khóc dở cười. Buổi chiều hứa Gia Huyền trở về, Tử Dư nghe tiếng đi ra ngoài đón, mười phần thân mật đưa tay đi bóp bóp mặt của hắn. Phu quân trở về. Tác giả có lời muốn nói. Bá đạo tổng tài cá. Sủng ngươi sủng ngươi sủng ngươi, chỉ sủng ngươi hứa gia huyền. Giống như có chỗ nào không đúng. Tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Chương 73 Nhảy lên đầu lật ngói. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên ánh trăng đầu cành thời gian, toàn bộ đại địa đều khép tại trong yên tĩnh. Thanh trúc viện phòng trên chỉ còn lại phòng ngủ đốt ánh đèn, hứa gia huyền tại u ám tia sáng hạ hôn mặt của người trong ngực gò má, nhìn nàng trường tiệp rung động rung động, nhịn không được đem môi lại khắc ở phía trên, đồ nàng vui đùa ầm ĩ. Tử Dư bị hắn một trận giày vò, mệt đến hoảng, bị hắn nắm cả eo cùng không phải là của mình. Nàng đưa tay đẩy hắn mặt, đem đầu hướng xuống co lại, trực tiếp co lại đến trong chăn đi. Hứa Gia Huyền lại là bị tóc của nàng cọ đến ngứa, một thanh lại đem người lôi ra đến một chút, ngược lại không náo nàng, lẳng lặng nói: "Hôm nay trong cung, nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng." một ngày một đêm cũng không xuống tháp, uống một chút canh sâm. Nghe vậy, Tử Dư tại buồn ngủ bên trong mở mắt ra, lo âu hỏi: "Làm sao hảo hảo bệnh nặng rồi?" Hôm qua rời cung thời điểm, Ngô hoàng hậu tinh thần là không tốt lắm, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cũng không rõ ràng kỹ càng. Hứa Gia Huyền cũng không nói lên được, thái tử hôm nay cả ngày đều ở Không Ninh cung, liền hướng sự tình cũng không hỏi, ta xuất cung thời điểm bệ hạ tự hồ liền đi qua. Bên cạnh bệ hạ phục vụ, thần sắc đều so dĩ vãng cẩn thận. Nếu không phải cái đại sự gì, bọn hắn cũng không thể liền thở mạnh cũng không dám. Tử dư ngồi xuống, trên đầu vai chăn trượt xuống, thon trắng da thịt tại dưới đèn hiện ra bạch ngọc bình thường quan trạch. Hứa gia huyền thấy tinh nhãn đều nheo lại, trước người nàng mắt lạnh mới phản ứng được, bận biệu lại rụt trở về, lại nghe được hắn tiếng hít thở trở nên nặng nề lại lộn xộn nàng vừa cảm thấy nếu không tốt, đã bị hắn xoay người ngăn chặn, nhẹ nhàng nâng lấy nàng cái cầm, hôn vào xương quai xanh bên trên. Tiểu ngư, muốn đứa bé có được hay không, giống như ngươi, xinh đẹp quan tâm nữ hài nhi. Hài tử cũng không phải ta nói muốn liền muốn, này lại nói chính sự đâu. Nàng đẩy trán của hắn. Đầu lưỡi của hắn tại năm xưa vết thương cũ ngấn bên trên đảo qua, dẫn tới nàng run rẩy một hồi hắn lại thanh âm khàn khàn ngẩng đầu đến tìm nàng môi. Ngày mai ta giúp ngươi đi hỏi một chút thái tử, dù sao cũng so ngươi bây giờ đoán mạnh. Nàng còn muốn nói gì nữa, môi đã bị chặn lại, chỉ có thể phát ra bất mãn tiếng hừ hừ, vòng eo lại lần nữa bủng rủng, bị hắn chống lại trướng lại tê dại, nhìn không được đạp hắn một cước. Hắn chính mang lấy chân của nàng, một cước này trực tiếp liền đạp trên mặt, hứa gia huyền cũng không giận, cười khẽ một tiếng, cúi đầu cắn nàng mu bàn chân, phản phất là trừng phạt. Ngươi! Làm sao chỗ nào đều gặm, không chê bẩn sao? Hứa gia huyền cũng không cảm thấy, nàng chỗ nào đều là lại bạch lại trượt, liền cùng đậu hũ, còn mang theo hương. Tử dư lại đạp hắn, thật vất vả gọi hắn nới lỏng miệng, lại là giống đóa nhận mưa to gió lớn xâm nhập diễn tấu phù dung, bị hắn không biết mệt mỏi cuốn vào một đợt lại một đợt sóng triều bên trong. Thanh trúc viện một mảnh kiều diễm, đặt chân tại tiền viện hứa gia thanh lúc này chính hoang mang lo sợ. Chạng vạn tối thời điểm có người đánh lấy hắn bạn bè danh tự đưa tin tiến đến, hắn mở ra xem xét, là hắn lúc trước vì di nương chuột thân vay tiền tô lại bản. Lúc trước bất quá là cho mượn 200 lượng, bây giờ kỳ thật sớm trả sạch tiền vốn, có thế lợi tức vẫn còn thiếu 400 lượng. Qua ngày mai cái này 300 lượng còn không rõ, liền lại lại muốn tăng gấp đôi, biến thành 400 lượng hắn đem di nương chuột về sau, lại đặt mua tòa nhà, lại thêm nô bột cùng nàng dùng vật, nguyên bản là có thế trả nổi bạc cũng hết sạch. Trong nhà nhìn xem ngăn nắp, nhưng bạc đều bị hắn cha tại trắng trận bại xong, cái kia mấy trăm lượng đều là nương thân vụn trộn giấu đi cho hắn. Hứa gia thanh nhìn chầm chầm trong tay chứng từ, đột nhiên như bị điên đem đồ vật cho phá tan thành từng mảnh, còn chưa hết giận, đưa tay bên cạnh bát trà tạp cái vỡ nát. Hắn hiện tại muốn tới chỗ nào tìm bạc đi nếu là còn không lên bạc, bọn hắn thế tất lại muốn đi cầm di nương gán nợ đi. Việc này liền muốn huyên náo xôn xao, lại bị người nhìn thấy cái kia di nương bộ dáng. Vậy liền không chỉ chỉ là hắn thanh danh bừa bộn, toàn tâm toàn ý giúp đỡ đại ca của mình cũng sẽ. Hứa gia thanh rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng, thất bại ngồi vịt ở trong ghế. Hắn gã sai vặt dọa đến thẳng co lại đến góc tường, liền khuyên đều không dám động. Ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng, Hứa Gia Huyền liền tiến cung vào triều. Tan triều sau đó, trong lòng ghi nhớ lấy tối hôm qua đáp ứng Tử Dư sự tình, tìm cái đứng không đi vào thái tử trước mặt. "Điện hạ, thần thê hôm qua nghe nói nương nương phượng thể có việc gì, trong lòng mười phần lo lắng, gọi thần hỏi một chút kỹ càng." Hứa Gia Huyền trong lời nói cung kính có thừa, hành lễ động tác lại là qua loa cho xong. Thái tử Tinh một liếc nhìn hắn, Nho nhã khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Ta đã biết. Dứt lời, nhìn xem hứa gia huyền rửa tay lắng nghe bộ dáng kia, lại là chắp tay sau lưng đi, lưu hắn lại chậm rãi trầm mặt. Cái này thái tử, hứa gia huyền cắn răng, cười lạnh cũng muốn quay người rời đi, nào biết thủ phụ liền đứng sau lưng hắn, cũng không biết là lúc nào tới, thình lình dọa hắn nhảy một cái. Hắn đang muốn làm lễ, thủ phụ quay người, lạnh nhạt nói ngươi đi theo ta. Thái tử vứt xuống hứa gia huyền sau, đi không ninh cung. Cung nhân chính run run rẩy rẩy quỳ gối trước giường chân đạp cho ngô hoàng hậu uy nước canh, ngô hoàng hậu lại là không há mồm, gấp đến độ cung nhân đều quả muốn rơi lệ. Hoàng hậu lại không ăn, bệ hạ chỉ sợ cũng thật muốn mạng của các nàng. Vừa vặn lúc này có người hát vang thái tử điện hạ đến, thái tử kiến cung người thả bác dập đầu hành lễ, chính mình liền đưa tay đi lấy bác. Đi xuống đi hắn ngón tay thon dài cầm cái kia bát sứ bút canh trước thử một chút nhiệt độ sẽ chậm chậm đưa đến ngô hoàng hậu bên miệng đi nhưng vẫn là cùng cái kia cung nữ đồng dạng căn bản là uy không đi vào nước canh trực tiếp chảy xuống đến nhiễm ẩm ướt đệm chăn gối đầu thái tử chỉ có thể cầm chén buông xuống nhìn qua nhắm mắt lại ngô hoàng hậu nói nhi thần không biết mẫu hậu gặp sự tình gì nhưng mẫu hậu dạng này ra tấn chính mình nhi thần cũng chỉ có thể đi hỏi mẫu hậu người bên cạnh Hôm qua nhi thần tới thời điểm, mẫu hậu gương mặt có chút sưng đỏ, dạng như vậy không hề giống là va chạm, xem ra là người phía dưới hầu hạ không chu toàn. Nguyên bản còn từ từ nhắm hai mắt Ngô hoàng hậu nghe được câu này, bỗng nhiên liền mở ra, cứng đờ chuyển qua cổ, nhìn về phía thái tử ánh mắt mang theo hoảng sợ. Thái tử bị nàng ánh mắt này thấy trong lòng giật mình, còn hổ thẹn. Từ lúc hắn biết mình xuất thân, đối trước mắt có nuôi ân phụ nhân cảm tình liền hết sức phức tạp càng nhiều là ấy nấy. Ngô Hoàng hậu bây giờ dáng vẻ, nhưng hắn không thể không suy nghĩ nhiều, mới thả dạng này ngoan thoại. Dù sao bây giờ hắn vẫn đương quyền, Ngô Hoàng hậu cũng không phải là phạm vào bệnh điên, cho nên còn có cái gì có thể đưa nàng đánh bại. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có thể hướng chính mình thân thế bên trên hoài nghi, nhưng Ngô Hoàng hậu tổn thương, tự hồ lại giải thích không rõ. Ngô Hoàng hậu trầm mặt nhìn qua cái này chính mình một tay nuôi lớn hài tử, đúng là có sợ hãi bởi vì đây không phải con của nàng a hắn bây giờ cũng biết thân thế của mình nói lời như vậy tất nhiên sẽ ra chuyện năm đó chưa hẳn sẽ không bị lật ra đến cái kia đến lúc đó có thể hay không lại da liên tiếp thịt liên tiếp gân sở hữu chuyện của năm xưa đều bị mang ra ngoài ngô hoàng hậu nghĩ đến chính mình nhìn thấy đứa nhỏ này lần đầu tiên trong lòng vừa hung ác co lại thái tử trưởng thành phải phạt ai liền phạt ai đi. Nàng lại nhắm mắt lại. Thái tử tay hung hăng lắc một cái, hạ khắc cưỡng chế, lại lại cho nàng múc canh đưa đến bên miệng. Ngài hay là dùng một chút đi. Đúng là giống cầu khẩn. Ngô hoàng hậu hốc mắt chua chua, rốt cục trương miệng, khóe mắt có nước mắt hạ. Hai ngày này đến nay, hoàng hậu rốt cục lần thứ nhất nuốt xuống đồ vật, thái tử bận bịu lại lại nối tiếp bên trên mới một môi thẳng đến hơn phân nửa bát canh sâm tất cả đi xuống, mới dừng lại cầm chén gác qua cao mấy bên trên phân phó cung nhân. Gọi ngự thiện phòng chịu chút cháo, muốn chịu đến nát một chút. Cung nhân đã sớm vui đến phát khóc, trương công công càng là tại lau nước mắt, liên tục không ngừng ứng thanh một đường chạy ra ngoài. Minh Đức xử lý xong chính sự tới, liền gặp được ngô hoàng hậu đã ngồi dậy, mặc dù còn gặp suy yếu, muốn cung nhân viện, lại từng miếng từng miếng một mà ăn lấy thái tử cho ăn cháo hắn cuối cùng trong lòng một rộng. Đợi đến ngô hoàng hậu nằm ngủ, hai cha con đi ra tẩm điện, Minh Đức Đế thấp giọng hỏi hắn. Ngươi khuyên như thế nào được ngươi mẫu hậu dùng cơm? Thái tử miếng miếng môi, không có đem tự mình phát hiện sự tình đỡ ra, hời hợt trả lời. Bất quá là mẫu hậu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp một chút, nhi tử nói vài câu dễ nghe lời nói, liền dùng. Minh Đức Đế nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Đế vương liền nói ra. Như thế, trẫm liền đi về trước, ngươi cũng chú ý thân thể, chớ có chịu hỏng. Còn có tất cả sự tình muốn ngươi đi xử lý. Thái tử cười nhạt một tiếng, Minh Đức đế tại nhi tử tấm kia tương tự khuôn mặt bên trên, phản phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Không biết thế nào, nữ nhi hôm đó tại bãi săn đối với mình trách cứ lại quanh quẩn ở bên tai hắn nâng lên bước chân thu hồi lại có chút không được tự nhiên nói tỷ tỷ ngươi chỉ sợ vẫn là oán trẫm tiến cung đến cũng không tới gặp trẫm đồ vật thưởng đi xuống luôn luôn nên án lấy lễ đến đi một chuyến không phải bị những cái kia lắm miệng ngự sử bắt được cái chui lại được tự dưng sinh sự nhưng thật ra là nữ nhi tiến cung hắn nhất thời chột dạ không dám triệu người đến đây nhưng ở nhi tử trước mặt mặt mũi vẫn là phải đảm bảo một đảm bảo Thái tử chấp tay nói: "Vừa vặn nhi tử nghĩ ra cung đi hứa gia một chuyến, nhi tử sẽ nhắc nhở tỷ tỷ." Minh đức đế rốt cục cười, vỗ vỗ thái tử bả vai: "Mang nhiều chút hộ vệ, ta nhường hứa gia Huyền đi theo ngươi." Thái tử xác nhận cảm ơn, cung tiễn Minh đức đế, chính mình lại trở lại tẩm điện nhìn hoàng hậu, phân phó nói: "Các ngươi đến hầu hạ tốt, nếu là để cho ta phát hiện ai dám có lười biếng, liền theo cung quy xử trí." Ánh mắt càng là hướng Trương Công công nơi đó lạnh lùng đảo qua đi, dọa đến hắn một thân đều là mồ hôi lạnh. Ngô hoàng hậu Kỳ thật cũng không có ngủ, đang nghe thái tử tiếng bước chân rời xa sau, trở mình, bị hạ thủ chăm chú siết thành nắm đấm. Vừa rồi hưng vương sự tình mấy lần trong miệng nàng đảo quanh, có thế nàng vẫn không thể nào nói ra. Mà nàng cũng không thể nói ra, tuyệt đối không thể. Nếu không, cũng sẽ cho Ngô gia mang đến tai họa ngập đầu nàng tuyệt đối không thể lộ ra một tia ý. Thích công công là tại ngàn bước hành lang tìm tới hứa gia huyền, lúc này hắn một mặt trầm sắc, thủ phụ biểu lộ cũng nghiêm túc cực kỳ, nhưng đến đây thích công công do dự thật lớn sẽ mới lên trước đánh vỡ hai người dằn co đồng dạng tràn cảnh. Hứa phó sử, bệ hạ có chỉ, nhưng ngài đến đông cung đi. Vừa mới bị trần lão thái gia một trận thuyết giáo hứa gia huyền thần sắc dừng một chút. Làm sao hoàng đế nhường hắn đi đông cung? nhưng cũng vừa vặn lại cùng lão nhân này nói tiếp một hồi chỉ sợ muốn ầm ĩ lên tử dư lại được cùng hắn tức giận cái gì gọi là nhường hắn tự giải quyết cho tốt không phải đã giải thích trần sở sở một chuyện chân tướng không phải nắm lấy không há mồm hứa gia huyền cảm thấy mình vẫn là cùng trần gia người đều bác tự tương xung luôn luôn không thể bình tâm khí cùng nói lên vài câu liền ôm quyền nói tiếng cáo lui vội vàng đi đông cung Tại hầu phủ tử dư còn không biết thái tử muốn hướng chỗ này đến, đi khách viện bồi tiểu lâm thị nói chuyện. Tiểu lâm thị chính theo lên một đầu khăn giết thời gian, dưới cái khăn góc hoa sen đã theo một nửa, phấn diễm thịnh phóng, sinh động như thật. Tử dư cảm thấy mình đồ theo cũng được, nhưng gặp tiểu lâm thị, liền biết chính mình liền thật chỉ là cũng được hai chữ. Tiểu lâm thị bị nàng thổi phồng đến mức ngại ngùng, tinh tế thanh nói. Ngươi nếu là thích, ta cũng cho ngươi theo một cái, bất quá ta liền là cái này hoa sen theo thật tốt, khác cũng không thành. Vì ngài quá quá khiêm tốn hư, vậy ta đã có da mặt dày làm phiền ngài. Tiểu lâm thị gặp nàng nét mặt tươi cười như hoa, thật sự là nhan sắc tốt, đôi mắt tại nàng tại trên mặt chuyển mấy quyền, lại quét mắt nàng phình lên bộ ngực, không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười. Tốt. Vì cho ngài theo một cái xinh đẹp. Nhậm nghiệp thần này lại luyện qua chữ đại, lấy tới cho nương thân nhìn vừa nương thân tại hầu phủ bất quá hai ngày, liền khí sắc đều tốt, trong lòng cao hứng, nhưng cũng quở trách phụ thân vô tình, nhịn không được nói ra. Phụ thân là không phải lại nghe tổ mẫu suối dục, thế mà đến bây giờ cũng không có phái người đến hỏi một tiếng. Tiểu lâm thị bận biệu buông xuống đồ vật muốn đi che miệng hắn, hướng tử dư ấy nấy cười cười. Đến cùng tuổi tác nhỏ, không nín được lời nói. Tử dư cũng không thèm để ý, mà là nói biểu đệ chớ gấp tự nhiên sẽ có ngươi phụ thân minh bạch mẫu thân ngươi tầm quan trọng thời điểm trên mặt nàng cười tiểu lâm thị lại là nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia tàn khốc mím mím môi cũng cười trấn an nhi tử hết thảy nghe ngươi biểu ca cùng ngươi biểu tẩu ngươi hảo hảo ở tại chỗ này ở lại nhậm nghiệp thần rầu rĩ gật đầu nghĩ đến hôm nay nhìn sách có chỗ nào không hiểu liền mời bày ra nói nhị biểu ca văn thải tốt nhi tử vừa vặn có không hiểu có thể có thế đi hỏi một chút nhị biểu ca. Tiểu Lâm Thị đang muốn nói nhường hắn đừng quấy rầy người, tử dư đã gọi tới lục nhân. Ngươi mang tứ thiếu gia đến tiền viện đi. Nào biết nhậm nghiệp thần đi không quá nửa khắc liền trở lại, trên mặt đều là mồ hôi, đáng tiếc nói. Nhị biểu ca xuất phủ, cũng không biết lúc nào trở về. Từ trước đến nay trong nhà ở lại hứa gia thanh xuất phủ rồi. Tử dư hiếp hiếp mắt, thuận thế mượn cớ rời đi, chờ ra khách viện cửa, nàng đi vào bụi thúy trúc bên cạnh hỏi lục nhân. Nhìn xem hắn có phải hay không lại đi cái chỗ kia. Cô nương, ngày lúc trước không phải là không muốn hỏi cái này chuyện sao, không có buồn nôn cách ứng chính mình. Nếu không phải biết chỉ là trùng hợp, nô tỳ thật muốn xé nữ nhân kia mặt. Tử dư nghệ nàng một chút. Người kia là phụ mẫu sinh, ngươi xé người ta làm cái gì, nhiều không nói đạo lý. Ta vốn là không muốn hỏi, Thế nhưng là lâu như vậy, cho là hắn kiên kỵ lấy sẽ không lại đi, nhưng hôm nay lại đi, ngươi vẫn là lấy người đi nhìn xem. Liền sợ còn náo ra chút gì, đến lúc đó hứa sát thần còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Lục nhân nghe xong liền vui vẻ. Ngươi la như vậy hứa phó xử, hắn nghe được mới không biết muốn làm gì. Nhanh đi nhanh đi, còn bố trí ta. Nàng nhẹ nhàng bấm một cái lục nhân cánh tay, gọi lục nhân càng là ha ha cười, quay người đi. Mà lúc này hứa gia thanh xác thực ngay tại ôn nhu hương, nhìn qua chính một chút xíu cho mình lột phút quyết di nương xuất thần. Di nương đem một quyết đút tới trong miệng hắn, u oán nói. Nhị gia gần đây đều nói muốn ôn bài, cũng không tới nhìn ta, chẳng lẽ ghét bỏ ta. Hứa gia thanh trong lòng chính phiền não đâu, nghe được nàng như vậy, trước kia khẳng định là sẽ đi trấn an một trận, có thế này lại thấy thế nào gương mặt này thế nào cảm giác phập phòng không yên. Di nương đương nhiên phát giác được hắn không đúng, giả ra e sợ sợ dáng vẻ, đi nắm hắn tay, sau đó áp vào trên bụng. Nhị gia, ta nhiều sợ ngài sẽ một mực không đến, ta chỉ có thể một con tại chỗ này đợi, liền hài tử xuất thế, đều không gặp được cha. Hài tử? Cái gì hài tử? Hứa gia thanh suýt chút nữa thì bị lời này dọa đến hồn phi phách tán. Di nương sửng sốt một chút, hạ khắc liền che mặt khóc lên nhị gia đây là thế nào ngài không cao hứng sao thiếp có ngài cốt nhục a à. ngươi không phải uống qua tuyệt tử canh cho nên hắn cùng với nàng chưa từng có nghĩ đến việc này cấp trên thiếp thiếp là uống qua a à, nhưng đúng là mang thai đây nhất định là thượng thiên cho thiếp ban ân là thượng thiên đáng thương thiếp nhị gia nhị gia ngài không nên làm ta sợ ngài làm sao nhìn ta như vậy hứa gia thanh càng nghe Lỗ tai càng là ông ông tác hưởng. Hắn hôm nay ra là nghĩ đến đến xem Di Nương có bao nhiêu vàng bạc có thế cầm cố, dù sao hắn cho mua thêm không ít, không được trước còn một bộ phận hoãn một chút cũng tốt. Nào biết sấm sét giữa trời quan bình thường, nhưng hắn trợn tròn mắt. Hắn nhường một cái ngoại thất mang thai, đừng nói phụ thân mẫu thân muốn đánh chết hắn, cái kia đến lúc đó cũng sẽ không còn có quý nữ nguyện ý gả tới. Đừng nói ngoại thất. Cho dù là thông phòng tiên sinh hạ thứ trưởng tử, đó cũng là mất hết trong nhà mặt mũi sự tình. Hứa gia thanh bối rối đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đứa nhỏ này không thể lưu. Nhị gia, di nương kêu sợ hãi, nước mắt giống như là đoạn bất tuyến hạt châu đồng dạng rơi không ngừng. Đây là ngày cốt nhục A, à, ngài làm sao cái kia nhẫn tâm. Ta nhẫn tâm. Ta nhẫn tâm lúc trước liền nên giúp ngươi chuột thân, để ngươi vẫn như cũ lưu lạc tại trong phong trần không phải ta ngươi sớm bị người chà đạp ngươi còn dám nói ta nhẫn tâm ngươi đây là muốn để cho ta bị thế nhân cười nhạo bị trưởng bối đánh chết tươi mà lại vì ngươi ta hiện tại còn thiếu bạc người khác đều muốn đuổi kịp cửa ngươi cho ta tranh thủ thời gian rơi xuống không phải đến cùng ngươi không riêng hài tử chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó giữ được di nương trừng lớn mắt không dám tin nhìn xem hắn lắc đầu lẩm bẩm nói nhị gia ngài đang nói cái gì cái gì thiếu bạc Hứa Gia Thanh nói lộ miệng, tự giác không có mặt mũi, có thể tưởng tượng một hồi còn phải cầm đồ trang sức đi, liền nhẫn nại tính tình ngồi xuống nói. Lúc trước chuột ngươi ngoại gia đặt mua những vật này, tiêu hết ta tiếp xúc không ngừng, còn bên ngoài thiếu. Bây giờ những người kia nói cầm không được, liền muốn tới cửa tới tìm ta phụ mẫu muốn. Di nương bỗng nhiên lại lắc một cái. Nhị gia không phải là muốn đem di nương chống đỡ hồi cho bọn hắn đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó hứa gia thanh giận giữ mắng mỏ di nương lại vẫn thì thào nói ta hôm qua gặp phải một người muội muội trong nhà nghèo trên mặt nàng lại bị thương cho nên người trong nhà buộc muốn bán nàng đi những cái kia hạ đẳng kỷ viện nàng chạy trốn ra muốn tìm ân nhân cứu mạng nhưng cái kia ân nhân lại đáp ứng cho một ngàn lượng bạc lại thu về nàng nói lại muốn không đến bạc cũng chỉ có thể bị bắt về nhà nhị gia bọn họ có phải hay không sẽ cũng lại đến bắt ta trở về cái gì loạn thất bát tao hứa gia thanh tức giận vỗ bàn một cái chỉ gặp di nương đột nhiên đứng lên nói ta nhớ tới cái cô nương kia tựa hồ nói cái kia ân nhân là hầu phủ trưởng tử họ họ hứa lời vừa nói ra hai người bốn mắt tương đối đều nhìn thấy đáy mắt kinh ngạc hứa gia thanh nghĩ nghĩ toàn bộ kinh thành họ hứa hầu tước nhà chỉ có bọn hắn uy võ hầu phủ là hắn đại ca muốn cho người một ngàn lượng bạc. Nhưng lại thu hồi. Hắn mi tâm thình thịch nhảy một cái, đem di nương kéo tọa hạ hỏi. Mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, còn có thể tìm được cái cô nương kia sao? Cái gì gọi là nhị thiếu gia vụn trộn đi gặp cái kia trần sở sở? Tử dư trong phủ đợi gần nửa ngày, nghe được lục nhân thám thính như thế chuyện trở về. Nàng từ nắm vuốt tướng quân trên chân thịt mềm đệm, lục nhân nhìn thấy sắc nhọn vuốt mèo cứ như vậy lộ ra sắc bén cực kỳ cô nương mau buông tay chớ có một hồi bắt được ngài lục nhân tiến lên đem tướng quân ôm mở tại trên kệ vật nhỏ nhanh chóng bay xuống lại kỵ đến tướng quân trên lưng trong phòng bắt đầu trượt mèo tử dư kinh nghi bất định ngươi xác định là đi gặp trần sở sở rồi nô tỳ nào dám loạn báo đây là thám tử hồi mà nói tất nhiên không thể sai chẳng lẽ trần sở sở là hứa gia thanh làm ra quỷ hứa gia thanh là hứa gia nhân lại cùng hứa gia huyền coi như thân cận chẳng lẽ nghe hắn khi còn bé sự tình náo loạn tình cảnh như vậy thế nhưng là dụng ý ở đâu bên cạnh hắn vốn là có một cái cùng với nàng dáng dấp có chút tương tự nữ tử tử dư nghĩ đến một trận ác hàng ánh mắt trầm xuống ngươi đi nhường thám tử lại dò xét hứa gia thanh gần đây đều đã làm những gì lại gặp người nào còn có hắn đến tột cùng làm sao tìm được bên trên trần sở sở chuyện quan trọng vô cự tế lục nhân xác nhận lại lần nữa đi làm việc này không nghĩ mới đi đến hành lang bên trên liền gặp phải hứa gia huyền mang theo vị khí vũ hiên ngang thiếu niên tế xem xét quay đầu liền hướng trong phòng chạy cô nương điện hạ thái tử điện hạ tới tử dư bỗng nhiên đứng người lên đi ra ngoài hai bước sau đó lại mím mím môi một lần nữa tại trên giường ngồi xuống, cũng không ra ngoài nên. Rất nhanh, hứa gia huyền liền dẫn thái tử vào phòng, mà trong viện cái khác nha hoàng cũng đã bị phái đến phía sau không cho tùy ý đi lại. Vừa rồi thái tử đã sớm nhìn thấy lục nhân quay đầu liền chạy đến bẩm báo, thế nhưng là sảnh đường bên trong không có một ai, hắn ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía buồn trong. Hứa gia huyền nguyên lai tưởng rằng tử dư sẽ ra ngoài nghênh nhân đâu, kết quả không thấy, trong lòng liền vui vẻ. Mặc dù tử dư là trải qua ra tay giúp thái tử, có thế này lại lại không ra gặp người, xem ra vẫn là sinh thái tử lần trước tính toán bọn hắn khí. Có thế nhìn thấy thái tử nín nhịn, hắn làm sao không thoải mái. Hắn liền hướng thái tử chấp tay một cái. Thần đi xem một chút, có lẽ tử dư là ngủ thiếp đi. Đang khi nói chuyện, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Thái tử khóe miệng giật một cái, cái này sát thần, cũng không biết che lấp một chút sao động lòng người tại người khác địa bàn, vốn là đã làm sai trước, lần trước lại là tử dư tại minh đức đế trước mặt mạo hiểm phát tác mới bỏ qua săn bắn trên trận sự tình. Hắn liền là xem ở trưởng tỷ trên mặt, cũng phải nhẫn nhẫn cái này tỷ phu. Hứa gia huyền bước nhanh liền đi vào nội thất. Thăm dò từ giày đặt mạng màng đi đến nhìn, tử dư từ êm đẹp ngồi tại trên giường đâu, thấy hắn còn mỉm cười. Hắn đi lên trước, cúi đầu dò xét nàng thần sắc. Thái tử tới. À, nàng không hề lo lắng nga một tiếng hứa gia huyền lại hỏi ngươi không đi gặp gặp nếu là không thấy nàng mắt sắc nhìn thấy hắn đáy mắt ý cười đứng lên đương nhiên là muốn gặp hứa gia huyền một nghẹn còn tưởng rằng nàng không đi đâu hắn liền để đường có chút không mò ra tâm tư của nàng nhưng mà nàng còn chưa có đi ra thái tử đầu tiên là nhìn thấy trong phòng này một cái kỳ cảnh tỷ tỷ của hắn nuôi con kia anh Vũ, chính cưỡi tại một con mèo cấp trên, từ Tây Thứ Giang chạy tới. Quy Phong lẩm lẩm, đứng tại mèo trên lưng hô hào giá, thái tử nhìn chầm chầm nó nhìn, nhưng có lần trước bị nó mổ một ngụm giáo huấn, này lại là chỉ nhìn bất động. Vật nhỏ không coi ai ra gì, cưỡi tướng quân hùng dũng oai vệ đi qua chân hắn một bên, còn hướng nội thất đi. Thái tử Hắn bị một con chim không nhìn rồi. Vừa vặn tử dư ra, nhìn thấy tướng quân tứ chi đều muốn rung lên, đem cái này vừa khôi phục khỏe mạnh liền làm yêu tiểu gia hỏa mò được đầu vai. Ngươi đừng dày vò tướng quân. Sau đó mới hướng thái tử cái kia đi. Thái tử gặp tỷ tỷ tới, bận biểu đứng người lên, hướng nàng cuối thấp thi lễ. Tử dư lại là tránh đi, ngồi vào hắn ra tay. Hứa gia huyền cũng đang muốn ngồi, tử dư nghĩ nghĩ, lại đứng người lên hướng hắn nói. Ta nói với hắn vài câu thể đã lời nói. Hứa Gia Huyền liền tấm mặt, Tử Dư mượn tay áo lớn che chắn, đi nắm chặt lại hắn tay, cầm chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn. Hứa Gia Huyền miếng miếng môi, đến cùng là rời đi. Đây là hắn vợ, sao có thể làm lấy ngoại nhân mặt Phật ý của nàng. Tử Dư liền tiễn hắn tới cửa, sau đó hướng hắn ấy nấy cười cười, đóng cửa lại. Hứa Gia Huyền nhìn chầm chầm cánh cửa, quay người nhìn sân. Trong viện trồng hai viên cây lê, bây giờ đã thấy nụ hoa, lại không lâu, sợ sẽ là tuyết trắng che cành xanh cái kia loại Mỹ. Hắn nhìn chầm chầm viện tử xuất thần một lát, cảm thấy có chút đơn điệu. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng vỗ bàn thanh âm, hắn bị kinh ngạc một chút, quay đầu ánh mắt lấp lóe không yên nhìn xem bên trong. Cái này hai tỷ đệ trong phòng nói cái gì, làm sao còn vỗ bàn. Thế nhưng là hắn không nhưng nghe không thấy, còn nhìn không thấy bên trong là làm sao tình hình chẳng lẽ lại thái tử còn hướng tử dư phát cái gì tính tình không thành. Lần trước hắn liền muốn bóp nàng tới. Hứa gia huyền nghĩ nghĩ, đi ra vũ lan, ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà. Vừa đề khí, phi thân dẫm ở mỹ nhân dựa vào mượn lực, lại đào bên trên mái hiên cực nhanh nhẹn liền lên nóc nhà. Hắn giống con mèo con, không có chút nào âm thanh dẫm lên mảnh ngói, tại sảnh đường phía trên vị trí đi để lộ một mảnh ngói hắn cuối người nhìn trộn có phải hay không thái tử lại khi dễ hắn người, không có chú ý tới tiếng hành lang bên trên có người bước nhanh đi tới. Hứa gia thanh nói hết lời mới nói thông lục thuận nhường hắn đến nhị môn chờ lấy, có việc gấp nhất định phải hiện tại trước cùng huynh trưởng giảng, nào biết mới ngừng đến nhị môn trước, liền thấy nóc nhà nằm sấp hứa gia huyền. Làm tặc đồng dạng. Hứa gia thanh trong lòng lo lắng, cũng không nghĩ nhiều, thấy người tự nhiên là Dương Thanh. Đại ca, ngươi làm sao bên trên nóc nhà? Đệ đệ tìm ngươi có chuyện quan trọng. Vừa hướng thái tử chụp cái bàn tử dư nghe được thanh âm, ngẩng đầu một cái, liền thấy đỉnh đầu có cái sáng loáng địa động. Hứa gia huyền. Tác giả có lời muốn nói. Hứa sát thần. Hứa gia thanh, ngươi lạnh. Tử dư. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Tiểu trường chương, A A Đác. Chương 74 đồ đần, lại bị lừa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 74 hứa gia huyền từ để lộ cái kia động nhìn thấy tử dư ngửa đầu, cười như không cười nhìn mình chăm chăm. Hắn bận biểu đem mảnh nói lại đóng trở về, lưu loát từ nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Hứa gia thanh vừa vui vừa vội đi tiến lên, hướng hắn vừa chắp tay. Đệ đệ có chuyện quan trọng cùng đại ca nói. Chuyện quan trọng gì? không phải đem hắn tại trên nóc nhà nghe lén cho ồn ào ra. Hắn nhàn nhạt quét không có nhãn lực kình đường đệ một chút, cửa phía sau liền mở ra. Hứa gia thanh thấy đi ra thân ảnh màu xanh nước biển, bận biệu lại vái chào lễ hô. Đại tẩu. Hứa gia huyền lưng kéo căng thẳng tắp, xoay mặt hướng tử dư nói. Nóc nhà tựa hồ là lọt, phải gọi công tượng đến bổ sung. Ta từ dưới đáy nhìn xem không quá lớn, liền một hai phiến ngó sự tình, cũng đừng phiền phức kêu nữa, thế tử gia thân thủ tốt lại đến đi một lần chính là. Tử dư hướng hắn mỉm cười, cười không ngừng đến hứa gia huyền tê cả gia đầu, cũng không dám nói một chữ không. Là hắn không có lý. Tiểu ngư tin được tay nghề ta, tự nhiên không có vấn đề. Nghe được câu này, tử dư mới xem như hài lòng, cười cười nhìn về phía mặt một thân màu thiên thanh áo cà sa hứa gia thanh. Nhị đệ tới, vào nhà bên trong ngồi, có chuyện gì, trong phòng cùng ngươi ca ca nói. Vào nhà. Hứa gia huyền nhìn về phía sảnh đường, phát hiện không thấy thái tử thân ảnh, cực lớn có thể là bị tử dư hô đi vào nội thất hoặc chỗ khác. Hứa gia thanh lại mẫn cảm phát giác được tử dư nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ có dấu cái gì. Hắn ổn định tâm thần, lại nhìn kỹ, nữ tử trước mắt đàn môi dương nhẹ, một đôi nhìn xem cặp mắt đào hoa của ngươi lại thanh tịnh trong vắt bất quá cho dù là một trương cực mềm mại đáng yêu khuôn mặt tại ngươi cùng nàng đối mặt thời điểm lại chỉ cảm thấy mị mà không diễm bạch ngọc hoàng mỹ hứa gia thanh bận bịu thấp đầu như thế quấy rầy anh trai chị dâu trong phòng lúc này còn không có dân trà ngược lại là nhìn không ra có người đến qua vết tích vào nhà sau hứa gia huyền nghiêng đầu quét mắt yên lặng bên trong ngủ tử dư đang chờ người đi lên trà sau tìm lấy cớ về sau vừa đi huynh đệ các ngươi nói chuyện. Nào biết nàng mới đứng lên, hứa gia thanh lại là đột nhiên hướng phía hai người một quỳ. Trùng điệp một tiếng, muốn gặp là dùng khí lực lớn đến đâu. Tử dư cao mày, nghĩ đến lục nhân lúc trước mang tới tin tức. Hứa gia huyền đứng người lên, kinh nghi bất định muốn đi đem người kéo lên. Làm cái gì vậy? Đệ đệ xin lỗi anh trai chị dâu. Hứa gia thanh không nguyện ý, quỳ cũng không bắt đầu ngươi nói gì vậy? Tử dư tinh tế dò xét hứa gia thanh thần sắc, từ hắn đỏ bừng khóe mắt lại nhìn thấy trong mắt của hắn đi, bên trong có việc gấp, lại không hướng hắn trên mặt hiện ra cái chủng loại kia hoảng sợ. Đây là muốn chơi trò xiết gì? Nàng liền nhẹ nhàng đi kéo hứa gia huyền. Đã nhị đệ có lời muốn nói, thế tử hay là gọi hắn nói đến đi. Hứa gia huyền cũng cảm thấy kỳ quặc. Mặc dù bọn hắn đích tôn kỳ thật cùng nhị phòng đã sơ viễn, cứ việc không có phân gia, phân đồ vật phủ cùng phân gia không có gì khác biệt, nhưng hắn cùng cái này đệ đệ tình nghĩa là không cạn. Hắn ổn định lại tâm thần, tại phỏng đoán có phải là hắn hay không cái kia không đáng tin cậy nhị thúc lại khó xử cái gì, trầm giọng nói. Ngươi lại nói. Hứa gia thanh chậm chậm thần, gục đầu xuống, tận lực nhường huynh trưởng nhìn không thấy nét mặt của mình. Huynh trưởng là cẩm y vệ, ánh mắt độc ác, vạn không dám gọi phát giác được có khác tâm tư hứa gia thanh ấp a à ấp úng tự hồ là khó mà mở miệng ta hơn nửa ngày mới tính nói thành câu đệ đệ tại bên ngoài nuôi cái ngoại thất bây giờ nói còn có thai ngươi nói cái gì hứa gia huyền tất cao thanh âm trước mặt lại biết lễ nho nhã bất quá đường đệ thế mà làm xuống loại này hủy thanh danh sự tình đến hắn làm sao có thể không khiếp sợ hứa gia thanh đem đầu đều nhanh muốn chôn đến trước ngực nàng lúc trước là đã uống qua thuốc cũng không thể sinh dục, lại tự dưng náo loạn việc này ra. Ngươi hồ đồ. Hứa gia huyền chỉ một ngón tay, tức giận đến lại phất tay áo, ngồi trở lại đến trong ghế, trầm mặt nhìn chầm chầm đã lau nước mắt đường đệ nhìn. Năm nay liền là khoa khảo, lấy của ngươi sáng suốt, hoặc là liền cao trung. Đến lúc đó tiền đồ như gấm, ngươi lại cứ làm ra loại này tự hủy thanh danh sự tình đến, cái này truyền đi, ngay tiếp theo muội muội của ngươi đều muốn bị người nhìn xuống một chút thế gia đệ tử bên trong, nơi nào liền có chưa lập gia đình nuôi ngoại thất. Đệ đệ biết sai rồi, vốn định liền muốn đoạn mất, là hôm nay mới biết được nàng có thai. Mà lại, mà lại di nương nàng, ta lúc đầu gặp nàng thời điểm, chỉ cảm thấy nàng ôm nhu lại số khổ, khi đó lại là đệ đệ bị phụ thân đã thương tâm thời điểm, di nương lại lớn lên xinh đẹp nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền cho nàng chuột thân. Nhưng là về sau huynh trưởng cưới tẩu tử vào cửa, đệ đệ phát hiện phát hiện di nương cùng tẩu tử có mấy phần giống nhau hứa gia thanh nói xong đầu dập đầu trên đất cả người đều đang phát run hứa gia huyền đầu tiên là sững sờ không dám tin nhìn về phía tử dư hạ khắc nổi giận đứng lên một cước liền đem đường đệ đạp thành cái lăng đất hồ lô ngươi cái đồ hỗn trướng không phải đại ca ta cùng di di đã có hơn nửa năm lúc ấy ngươi nói liên tục thân đều chưa từng đệ đệ cũng không biết tẩu tử bộ dạng dài ngắn thế nào hắn càng giải thích liền để hứa gia huyền càng cảm thấy lên cơn giận dữ khóe mắt đều đỏ lên vì tức hiện ra dữ tận tới ngươi nói đã có hơn nửa năm cho dù ngươi có hơn nửa năm vậy ta lại hỏi ngươi vì cái gì tại ngay từ đầu không nói về sau ngươi phát hiện ngươi có hay không lại đi qua nàng mang thai là bao lâu nếu như thời gian ngắn như vậy thì là tử dư gã tới sau hắn còn có đi cái kia liền cái cái tên đều lên không được mặt bàn di nương nơi đó. Hai huynh đệ náo loạn lên, tử dư vẫn tỉnh táo ngồi tại cái ghế, nhìn chầm chầm vào hứa gia thanh nhìn. Nàng nguyên lai tưởng rằng hứa gia thanh sẽ vì kia cái gì trần sở sở đến, cho dù không phải bên ngoài, nhưng cũng có quan hệ. Thế nhưng là hắn lại là đến thẳng thắng. Nhưng nàng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, có thế hắn gặp trần sở sở đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại một chữ không đề cập tới. Hứa gia thanh đầu kia bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ khóc liên tục nói là hắn hồ đồ, nhưng di nương đã mang ba tháng, hắn về sau là không còn quá khứ. Dạng này tính tính thời gian, ngược lại là tại hứa gia huyền thành thân trước liền không tới nơi đó đi. Hứa gia huyền sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi bây giờ đến ta trước mặt khóc là muốn làm gì? là muốn lưu lại ngươi cái kia con hoang cho dù nhị thúc nguyện ý nhận vậy cũng phải nhìn ta phụ thân có nhận hay không một cái cùng tử dư tướng mạo tương tự nữ tử sinh ra hài tử hội trưởng cái dạng gì hắn không dám nghĩ nhưng kia rốt cuộc lại là hứa gia huyết mạch trẻ con vô tội sai là cái này không rõ ràng hứa gia thanh hứa gia thanh tiến lên bắt lấy đường huynh bào bày đại ca đệ đệ cũng không có chủ ý mới đến tìm đại ca thương nghị. Còn có là đệ đệ vì di nương cho mượn không ít bạc, bây giờ đòi nợ đều muốn ép lên cửa, chỉ sợ sẽ còn đem di nương bắt đi. Đến lúc đó, mọi chuyện cần thiết chỉ sợ đều sẽ gọi người biết được. Nghe đến đó, tử dư cuối cùng là trước náo minh bạch hứa gia thanh tại sao tới thẳng thắng. Hóa ra là bị dồn vào đường cùng. Hứa gia huyền trừng lớn mắt, một chuyện chưa xong lại dẫn ra một kiện khác chuyện hồ đồ đến gọi hắn nhịn không được lại tung chân đá một cước. Ngươi thật là tốt. Tổ tông mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Hứa gia thanh bị một tia lực đạo cũng không lưu lại, trực tiếp đạp trúng lồng ngực, nôn một nguồn máu ra. Tiếp tục đánh xuống, làm không liền muốn xảy ra nhân mạng, mà lại thái tử còn tại bên trong đâu, không có mất mặt. Tử dư rốt cục đi khuyên can nói ra. Trước đừng tức giận. Đã thiếu người bạc, đó chính là chúng ta bên này không có lý là bao nhiêu bạc chúng ta trước cho trả về phần cái kia di nương cái gì hoặc là trước gọi đến trước mặt đến xem lại nói đại tẩu đại ân đại đức đệ đệ suốt đời khó quên hứa gia thanh trên mặt lại là huyết lại là nước mắt chật vật không ngừng dập đầu tử dư thật sự là ở trên người hắn nhìn không ra cái gì đến nghĩ đến trước tiên đem người đều lủng trên tay đến lúc đó nhất định có thể lộ ra mánh khóe lại có Việc này xác thực ám muội, còn phải mệt mỏi nàng phu quân đi theo mất mặt, làm sao cũng không có khả năng thật nhìn xem việc này bị bóc ra. Liền là sự tình quá trùng hợp, làm sao lại có một người dáng dấp cùng nàng tương tự nữ tử theo Hứa Gia Thanh, thiên ai không gặp, liền gặp gỡ Hứa Gia Thanh. Cái kia loại bị người trưởng khống lấy cảm giác quỷ dị tái khởi, nhưng nàng đánh giật mình, ôm cánh tay bốn phía nhìn một chút. Hứa Gia Huyền quay đầu liền gặp nàng sắc mặt không tốt mặt đỏ thắm gò má hiện ra tái nhợt đến, đưa tay đi đưa nàng kéo đến bên người. Việc này vẫn là đến nói cho phụ thân, ngươi đừng lo lắng, sẽ có biện pháp giải quyết. Nàng lo lắng cũng không phải là việc này không giải quyết được. Hứa gia huyền liền một tay cùng sách gà con đồng dạng, đem hứa gia thanh như vậy cái đại nam nhân cầm lên đến, lạnh lùng nói. Đem mặt tẩy một chút, cùng ta đến chính viện đi. Đợi đến hai người ra cửa, tử dư vẫn là không có đè xuống trong lòng loại quỷ dị cất bước hướng bên trong ngủ đi mới vừa đi vào liền gặp được thái tử trong tay tại thưởng thức một cái thứ gì vật nhỏ đứng tại trên kệ chuyển đầu nhìn nó tướng quân thì miễn cưỡng ghé vào trên bệ cửa sổ phơi nắng đang nhìn cái gì đâu tử dư hỏi một tiếng dọa đến thái tử bận bịu đem đồ vật lùi về trong tay áo nàng lại là nghe được răng rắc một tiếng thái tử sắc mặt cũng thay đổi bận biểu lấy thêm ra đến, phát hiện bởi vì chính mình vừa căng thẳng, cái kia vái chào lễ đầu gỗ hoa hoa tay bị hắn đặt tại giường trên mặt, thế mà án đoạn mất. Quá! Hắn còn nói phải trả cho tử dư. Tử dư thấy nàng bảo vệ tốt mấy năm tiểu búp bê thế mà cứ như vậy nát trong tay hắn, cũng là sững sờ, hạ khắc thở dài đưa tay đi lấy tới nhìn hai bên một chút. Còn có thể lại xây một chút. Thật là thái tử khẩn trương trên mặt lộ ra nét mừng còn muốn hỏi nhiều bị nàng phái đi ra lục nhân lại là tại như thế biết công phu liền trở lại tử dư đành phải lại đem thái tử vứt xuống đi trước xử lý chuyện khẩn yếu thái tử thấy nàng quay người rời đi bóng lưng ánh mắt ảm đạm rất nhiều vừa quay đầu liền lại nhìn thấy giường bên trên cao mấy bên trên thả ba con thỏ hai con ngọc một con đầu gỗ loại tổ hợp này hết sức kỳ quái hắn liền đứng lên không người nghiên cứu. Lục nhân bên kia đi được thở nặng, lau mặt một cái trên má mồ hôi nói ra. Cô nương, nhị thiếu gia trở về phủ đi, cái kia di nương nơi đó xảy ra chuyện. Bên kia thám tử tại nhị thiếu gia vừa đi không bao lâu, cái kia di nương ở giữa độc, thám tử chỉ có thể hiện thân, sợ cô nương bên này cảm thấy người còn có khác tác dụng, giúp đỡ bức chút độc ra, lại cũng chỉ có nửa cái mạng. Mà lại, mà lại, độc kia là cái kia trần sở sở hạ trần sở sở biết mình hạ chính là độc dược dọa đến hôn mê hai hồi sau đó mới nói là nhị thiếu gia nói với nàng đây là rơi thai thuốc không muốn để cho di nương sinh hạ hài tử chỉ cần nàng rơi xuống di nương thai nhị thiếu gia liền cho nàng ngàn lượng bạc ngàn lượng bạc mọi chuyện cần thiết đều đi theo liền tại cùng một chỗ hóa ra hứa gia thanh là muốn giết người diệt khẩu sau đó muốn đem chịu tội đều đẩy lên trần sở sở trên thân cho nên hắn một mực không có đề trần sở sở cho dù cuối cùng náo ra đến hắn cũng có thể một mực chắc chắn liền là phân phó rơi thai không có khác vừa rồi hứa gia thanh cũng chưa hề nói thiếu bao nhiêu bạc hắn muốn chỉ là có người có thể ngoại trừ di nương chuyện như vậy mới nhất là giữ bí mật trần sở sở thế mà thành đao trong tay của hắn nhưng trần sở sở là thế nào hội kiến nàng tử dư nghĩ đến mấu chốt hỏi nàng nhị thiếu gia làm sao biết cái này trần sở sở cái kia di nương nói ra được nói ngẫu nhiên gặp gỡ lại có cái kia di nương khi biết chính mình trúng độc sau hận độc nhị thiếu gia nói hắn làm sao lại đùa nghịch một chiêu này rõ ràng không nên là như vậy không nên là như vậy không nên là loại nào tử dư trong lòng rung lên chẳng lẽ di nương dẫn trần sở sở đi gặp hứa gia thanh là vốn là muốn nhường hứa gia thanh lợi dụng trần sở sở đối hứa gia huyền cái gọi là ân tình tới làm văn chương bởi vì trần sở sở có thế cầm tới hứa gia tiền vừa vặn hứa gia thanh thiếu tiền đây là muốn huyên náo nàng cùng hứa gia huyền không bình yên dạng này mới là thiết hạ trần sở sở tác dụng nhưng di nương không nghĩ tới hứa gia thanh thế mà nhẫn tâm đến muốn giết nàng trần sở sở ngược lại thành nàng bùa đòi mạng Di Nương có vấn đề. Tuyệt đối đừng nhường nàng chết rồi, để cho người ta hỏi nàng đến tục cùng là ai ở sau lưng sai sử nàng tới gần nhị thiếu gia, ngươi nói cho nàng, nàng nói ra liền có mệnh có thể sống. Tử dư đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, rốt cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ. Tất cả mọi thứ chính là có người ở sau lưng khống chế, khống chế di nương người cùng khống chế trần sở sở người tuyệt đối là cùng là một người. Lục nhân gặp nàng lo lắng, liên tục không ngừng lại ra bên ngoài chạy. Tử Dư liền lại trở về trong phòng cùng thái tử nói muốn đi một chuyến chính viện, nhanh chóng đi tìm Hứa gia Huyền. Vừa vặn Uy Võ hầu ngay tại thẩm Hứa gia thanh bạc sự tình, nàng liền đem người hô lên, đem hết thảy nói cho hắn biết. Hứa gia Huyền nghe được ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng nghe ra một cái khác mấu chốt tới. Người bên này người phản ứng ngược lại là nhanh, đây không phải chầm chậm một ngày hai ngày rồi ngươi một mực biết cái này di nương tồn tại. Tử dư tại hắn trầm giọng ép hỏi bên trong rất vô tội nháy nháy mắt. Phu quân, nhà chính nóc nhà vẫn chờ phu quân đi sửa đâu. Hứa gia huyền. Hắn tại sao lại bị nàng ăn gắt gao? Phiền muộn đến cứng lên cổ. Không sửa, kéo thanh. Tử dư liếc mắt cười một tiếng, nhìn hai bên một chút không có người tại, điểm lấy chân tại hắn cái cầm ấn xuống một cái hôn, nói khẽ, Đồ đần. Lại bị lừa. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Gia Huyền, không cho phép lại như vậy cưng chiều nói chuyện với ta. Tử Dư. Đồ đần, đồ đần, đại đồ đần, Hứa Gia Huyền đè lại trái tim, làm sao còn muốn lại nghe, thật là thơm, cảm ơn tiểu thiên sứ 19792118 ném lôi hôm nay đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Chương 75. Cái này chày gỗ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rộn rộn ràng ràng đường đi vội vàng đi qua một nhóm người Trang điểm giống như phổ thông bách tính Như nghiêm túc xem xét Liền có thể phát hiện từng cái lưng hùng vai gấu Nhóm người này phân tán Tiến vào ngõ nhỏ Lại tụ tập đến một chỗ không đáng chú ý tứ hợp viện trước Thiên hộ là nơi này Một vị mặt phơi đen nhánh nam tử hướng người đầu lĩnh một giọng nói Lỗ binh tả hữu nhìn nhìn lại chỗ này hàng xóm đều nửa mở cửa, có thể nghe được mơ hồ tiếng nói chuyện, không biết nhà ai nuôi gà cùng chó đều tản bộ ra, ngay tại cái này ngõ nhỏ vui chơi. Gõ cửa. Lỗ binh liên tục xác nhận, mới phân phó một tiếng, cái kia đóng chặt cửa lại kẹt kẹt mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mở cửa chính là nam trấn phủ tư Mạc Chính Thanh. Mạc Chính Thanh đánh giá bọn hắn vài lần, nghi người tránh ra đạo lỗ binh mang theo năm sáu tên thủ hạ đều tiến viện tử, bên cạnh hướng nhà chính hỏi vừa đi. Thẩm đến thế nào? Mặt chính thanh tướng mạo thiên nho nhã, nói chuyện cũng chậm rãi. Cấp trên nói muốn giữ lại mệnh, lại mới bước độc ra, liền còn mấy khẩu khí đỉnh lấy, không dám dùng hình. Vậy nếu không có hỏi ra đồ vật tới? Lỗ binh giật giật khóe miệng, trong lòng mắng thanh nam trấn phủ tư quả nhiên đều là không có quyết đoán, cái này mặc chính thanh cũng một bộ đàn bà dáng vẻ trách không được phó sứ để bọn hắn đi một chuyến lỗ binh trực tiếp liền đi phòng trên trong phòng có một cổ mùi máu tươi cùng cái gì trộn lẫn hương vị đập vào mặt gọi người khó chịu bên trong có một cái đã khóc đến thẳng ở hơi thiếu nữ chính là tuổi trẻ dáng người đẩy đà đáng tiếc trên mặt có vết sẹo hủy dung nơi hẻo lánh bên trong còn cột mấy cái hôn mê người hầu mùi máu tươi nồng nặc nhất địa phương liền là đi đến đi trên giường. Thúc dục nôn lại bị lấy máu di nương đã thoi thóp nằm ở nơi đó, mặt trắng như tờ giấy. Lỗ binh tiến lên xem xét, còn lui về sau một bước, liên tục dò xét cái kia khuôn mặt hướng trên mặt đất phi một ngụm. Nương cái điệu tây bì, tên vương bác đảng nào tìm đến. Mặt chính thanh mặt không biểu tình đứng tại bên cạnh, lỗ binh mắng một câu, phân phó người. Đem mặt cho lão tử cho bịt kính không có tra tấn thời điểm có kinh nhần cảm giác. Cái này cùng bọn hắn đầu phu nhân gián dấp cũng quá giống. Rất nhanh liền có người làm theo, còn cầm dây thường tới. Mặt thiên hộ vẫn là ra ngoài đi, các ngươi nam trấn phủ tư từ trước đến nay bất thiện dùng hình, nhìn xem chỉ sợ cũng không thoải mái. Lỗ binh xoay mặt hướng hắn cười hắc hắc, biểu lộ có mấy phần âm trầm. Mặt chính thanh khóe mặt giật một cái, chỉ nói ra. Cấp trên muốn người sống dứt lời cũng không đợi lỗ binh ứng thanh trực tiếp xoay người rời đi đi vào viện tử một gốc cây tiền trạm lấy xuất thần rất nhanh trong phòng liền phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên tiếng kêu kia vừa vang lên liền bị đoạn mất hẳn là bị người bịt miệng lại mặt chính thanh không nhìn về phía phòng mà là quét một vòng bốn phía lỗ tai giật giật trong phòng thỉnh thoảng phát ra buồn buồn gọi còn có lỗ binh thẩm vấn giọng hỏi rất nhanh cái thanh âm kia rốt cục cũng ngừng lại Mạc Chính Thanh biết kết quả ra, mặc dù không biết là tốt là xấu. Tại hắn chuẩn bị vào xem tình huống lúc, dưới tay hắn một bách hộ từ bên ngoài mà tới. Đã đi theo, bọn hắn biết được bắt trấn phủ tư người đến thẩm, quả nhiên không yên lòng nghĩ đến diệt khẩu, nhưng chúng ta vây quá chặt chẽ, chỉ có thể rút lui. Đi theo. Nơi đó đầu thẩm không có thẩm ra, cũng không quan trọng. Mạc Chính Thanh liền cũng không vào nhà, mà là đi ra ngoài. Bách hộ biết hắn muốn đi báo cáo, liền thay thế vị trí của hắn, đứng dưới tàn cây. Chẳng được bao lâu, lỗ binh mang người mặt mũi tràn đầy vui mừng cũng đi tới. Hắn không thấy mặt chính thanh, ngược lại là nhìn thấy dưới tay hắn người, hỏi một tiếng, nghe nói là mặt chính thanh là có chuyện quan trọng đi trước hợp thành bẩm. Hắn nghĩ tới hỏi ra kết quả, liền không nhiều để ý tới, cáo từ một tiếng, mang người đi. Hứa gia huyền còn muốn xử lý đường đệ gây ra sự tình, tử dư trước hết trở về phòng. Thái tử cũng không nghĩ tới xuất cung một chuyến, thế mà lại gặp gỡ hứa gia ra chuyện như vậy, gặp lại tử dư tới, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đến cùng là của người khác việc xấu trong nhà, huống chi vừa rồi tỷ tỷ mới hướng hắn chụp cái bàn. Tử dư chậm rãi đi đến giường xuôi theo ngồi xuống, nhìn thấy trong tay hắn nắm chặt hứa gia huyền tặng thỏ ngọc tử, ánh mắt liền trên tay hắn đảo quanh. Thái tử bận biệu đem thỏ ngọc tử buông xuống nói, mới nhàm chán, cảm thấy cái này còn rất tinh xảo. Tử dư, hứa gia huyền tặng. Lời này kém chút nhường thái tử bị nước bọt bị nghẹn. Hứa sát thần thế mà lại đưa vật như vậy hống người cao hứng. Một chút cũng không giống. Trong nhà những chuyện này để ngươi chê cười, lại vừa vặn cũng có dấu vết để lại, có lẽ có thể tìm được ngày đó tại săn bắn trận muốn hại ta nhóm người. Tử dư trước khi đi tại bên ngoài nói chuyện mà nói hắn có nghe được, cũng phỏng đoán đến có thể là có liên hệ gì. Thái tử lúc này một chút cũng không kinh hãi, lại muốn vất vả tỷ tỷ. Thái tử không cần phải khách khí. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, xưng hô ở giữa cũng không có tỷ đệ thân mật, thậm chí không ngẩn mắt thấy hắn, gọi thái tử trong lòng biết vậy chẳng làm. Hắn miếm miếm môi, đứng dậy, vẫy lên áo choàng lại là hướng nàng quỳ xuống tới. Tử dư không nhúc nhích tí nào, thái tử quỳ đến thẳng tắp, trong miệng ấy nấy mà nói. Trưởng tỷ như mẹ, đệ đệ nên kính trọng. Ban đầu là đệ đệ bị ma quỷ ám ảnh, mới làm xuống như thế tính toán, đệ đệ ở đây cho tỷ tỷ chịu tội. Tử dư nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, cái kia ánh nắng tự hồ cũng đâm vào trong mắt nàng, nhưng nàng hốc mắt lại chát vừa chua. Nàng trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn. Thái tử còn tại quỳ ở nơi đó, lại kêu lên tỷ tỷ nàng đến cùng là quay sang, một tay lấy hắn kéo lên, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Ngươi là nam tử, chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, càng là một nước trữ quân, uy nghiêm từ bỏ. Cái kia tỷ tỷ thế nhưng là tha thứ ta. Tử dư lại không nói chuyện, thái tử đứng tại trước mặt nàng, trong mắt vui vẻ theo nàng trầm mặt lại từ từ tán đi, ánh mắt đều ảm đạm. Ngay tại hắn thất lạc thời điểm, nghe được tử dư nói đừng đứng ta trước mặt cản hết, ngồi. Chỉ là một câu như vậy, thái tử trên mặt liền nhiễm cười, lúc này ngồi vào khác một bên. Ngươi xuất cung đến, còn có cái gì chuyện quan trọng? Mặc dù tử dư vẫn là một bộ nhàn nhạt thần sắc, nhưng thái tử có thể nghe ra trong giọng nói của nàng mềm mại rất nhiều, trong lòng càng là vui vẻ, trước đêm phụ hoàng giao phó nói đến. Chờ trong nhà chuyện, ta liền tiến cung tạ ơn. Minh Đức Đế là muốn gặp nàng, nàng hiểu được, chỉ là náo loạn cái kia một trận, nàng đối người phụ thân này bao nhiêu là có chút trái tim băng giá. Đế vương gia, lại là đối người tha thứ sủng ái, vị kia đến cùng là thiên hạ chi chủ, gặp được liên quan đến hoàng quyền cùng khả năng uy hiếp được chuyện của hắn, hắn phản ứng đầu tiên liền chỉ có nghi kỵ. Nàng thấy rõ ràng, cho nên đối đế vương tâm tư càng phai nhạt. Húng chi còn có huệ hòa phía trước, huệ hòa công chúa liền mẹ đẻ một lần cuối cũng không có nhìn thấy, bây giờ còn vây ở hoàng tự bên trong chịu khổ. Ai biết nàng có thể hay không lại là hạ cái huệ hòa. Thái tử hiểu được cảm thụ của nàng, ngày đó hắn lại làm sao không trái tim băng giá. Hắn liền không còn nói chuyện này, thần sắc cũng chậm chậm trở nên trịnh trọng, cùng nàng nói đến hoàng hậu. Hoàng hậu, chỉ sợ là biết chuyện năm đó, nàng bệnh đến kỳ quặc, lại cũng không phải là cái gọi là bệnh cũ. Ngày đó ngươi sau khi đi, ta đi thăm viếng, trên mặt nàng có sưng đỏ, kia là tay tác vết tích. Mà lại, nàng tại ngươi còn tại khôn ninh cung thời điểm, từng vụn trộn rời đi một đoạn thời gian, chỉ là ta đầu này ra không được hướng đi của nàng. Tử dư con ngươi hơi co lại, cao mày nói. Trách không được hôm đó ta rời cung thời điểm, hoàng hậu nương nương cũng không ra gặp nhau. Là bởi vì không tiện gặp nhau. Thế nhưng là nàng vụn trộn đi gặp ai? Cấm trong cung ai có thể tùy ý đi lại? lại có là Ngươi xác định nương nương biết giữa chúng ta sự tình Hẳn là biết đến Hôm đó tại sang bắn trận thời điểm Ngươi đập ra tới cứu ta Ta dưới tình thế cấp bách hô ngươi một tiếng Phụ hoàng nghe thấy được mà Mẫu hậu bên người chết người cung nữ kia Ta biết nàng hiểu môi ngữ Lúc nhỏ ta còn từng quấn quá nàng nhường dạy ta Thu tuệ hiểu môi ngữ Tử dư lại nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nhìn về phía thái tử, chỉ gặp hắn gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thu tuệ có thể là mẫu hậu giết, vì không tiếp tục để người khác biết bí mật này. Tử dư toàn thân mềm nhũng, nghĩ tới ngày đó gặp hoàng hậu, cho nàng phượng hoàng trâm cài tóc thời điểm thần sắc có chút kỳ quái, nói những lời kia bây giờ suy nghĩ một chút tự hồ lại có khác biệt ý tứ. Nương nương nàng. Không hận sao. Vẫn còn một mực đại thái tử như đã xuất, cũng đãi nàng vạn phần tốt, còn bảo thủ bọn hắn tỷ đệ thân phận. Thái tử trầm mặt. Hắn cũng không biết hoàng hậu đến tột cùng có hận hay không, lại hoặc là nơi này đầu còn có khác nguyên nhân. Hắn trấn an còn tại kiếp sợ tỷ tỷ. Việc này sẽ chậm chậm ra đi. Nàng tại ta có nuôi ân, nhiều năm như vậy từng ly từng tí, nếu như muốn hại ta sớm nên hại. Tử dư siết chặt thấm mồ hôi tay, thật lâu mới gật gật đầu, trong lòng làm sao cũng còn bình tĩnh không được. Này tế, lục nhân đến bẩm mạc chính thanh tới. Tử dư bận biệu lại giữ vững tinh thần, nhưng hắn trực tiếp tiến đến bẩm lời nói. Mạc chính thanh biết thái tử xuất cung, nhìn thấy hắn thời điểm cũng không kinh ngạc, hướng hai người gặp qua lễ sau đem sự tình trước sau đều nói đến. Thuộc hạ nghĩ bọn họ khẳng định phải phái người đến dò xét, xung quanh đều chôn người, vận khí khá tốt, đụng phải. Đã lấy người đi đi theo, nhưng người kia chạy thẳng tới ra khỏi thành là từ nam thành cửa ra ngoài đi quan đạo ra khỏi thành nhưng thám tử cẩn thận đi theo ngàn vạn không thể ném đi nam thành cửa đi ra địa phương là hướng nơi nào dưới mắt cũng không tốt hạ phán định thái tử lúc này nói nam thành đi ra ngoài địa phương nhỏ là bảo định hà giang đại địa mới có thể đến sơn tây sơn đông càng xa chính là hà nam nếu như tỷ tỷ cho rằng săn bắn một chuyện cùng người này tương quan, hắn ra khỏi thành nếu là chỉ tới Bảo Định Hà Giang, liền rất kỳ quái, bởi vì tham gia săn bắn đều là quan ở Kinh Thành. Nơi nào sẽ muốn ra khỏi thành đưa tin? Chẳng lẽ là cố ý mê hoặc, tránh né truy tung? Nhưng mà tử dư lại là rung lên, lúc này, có người cất cao giọng nói. Hà Nam Tử dư đứng lên, nhìn thấy hứa gia huyền nhanh chân đi tiến đến, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu. Dưới chân hắn sinh phong, đi vào trước gót chân nàng, lôi kéo nàng lại tọa hạ. Lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể đi Hà Nam, cũng chỉ có một người là từ Hà Nam đến, lại trùng hợp tại mấy ngày nay rời kinh. Bình Vương Thế Tử Bình Vương Đất Phong ngay tại Hà Nam. Tử Dư cũng nghĩ đến, cho nên mới giật mình như vậy. Nàng nhớ tới Bình Vương Thế Tử tấm kia vô hại mặt, làm sao cũng không thể liên tưởng đến cùng một chỗ. Thái tử nhíu nhíu mày, hôm đó hắn còn đưa Bình Vương Thế tử xuất cung, mà lại hắn nơi nào bản lãnh lớn như vậy. Bình Vương toàn gia đều khúng núm, đây là giả heo ăn thịt hổ. Mạc Chính Thanh đứng ở một bên phỏng đoán lấy hứa gia huyền lời nói, xác thực tính đi tính lại, Bình Vương Thế tử hiềm nghi lớn nhất, bất quá chưa tới cuối cùng đều không tốt hạ phán đoán. Đám người còn ở lại chỗ này cái phỏng đoán bên trong trầm tư, lỗ binh chậm mạc chính thanh một bước đi vào hầu phủ cầu kiến hứa gia huyền gặp thái tử cùng mạc chính thanh đều tại liền xoay người ra ngoài nhốt tấm bình phong cửa tại sảnh đường gặp lỗ binh lỗ binh hứng thú bừng bừng đến vừa chắp tay liền không kịp chờ đợi nói phó sứ hỏi ra mạc chính thanh nam trấn phủ tư đám kia nương nhóm nhi có thể bàn bạc chuyện gì liền tra tấn cũng không biết huyết đều không dám nhìn hứa gia huyền nghe vậy mắt nhìn phòng trong, lạnh lùng thoa hắn một chút, ra hiệu hắn ngậm miệng. Nhưng Nam Bắc Trấn phủ tư từ trước đến nay là không hợp nhau, huống chi Mạc Chính Thanh cũng không về hứa gia huyền quản, trước kia lỗ binh bọn hắn có một số việc cùng Nam Trấn phủ tư hợp tác, không ăn ít thua thiệt, lúc này hắn thật vất vả bắt được một cơ hội mở mày mở mặt, cũng không phải nói thống khoái. Lỗ binh hoàn toàn không có minh bạch cấp trên ý tứ, nói tiếp. Hắn còn sợ ta nhóm đem người chơi chết. Hằng hái nhi nói lên đầu muốn lưu người. Bọn hắn cấp trên nếu là có năng lực, không chính mình đến, mời chúng ta đi còn kỹ kỹ oai oai, thật sự là một cái nương nhóm mang một đám nương nhóm. Bên ngoài thanh âm rõ ràng truyền đến, mặt chính thanh một lấy khuôn mặt, tử dư nghe được câu kia một cái nương nhóm mang theo một đám nương nhóm, cuốn lên khóe miệng cười cười. Thái tử nhìn xem tỷ tỷ, nghe được bên ngoài còn tại miệng như treo sông, đưa tay đi đem con kia thỏ ngọc tử lại bắt được lòng bàn tay, giả ý thưởng thức tránh đi cái này xấu hổ hứa gia huyền rốt cục nhịn không được xoa mi tâm nói ngậm miệng đừng nói cái này có không có đúng đúng mặc kệ đám kia nương nhóm lỗ binh rốt cục kéo quá lời này cùng hứa gia huyền nói phó sứ cái kia nữ cũng không có mang mang thai liền là thiết cốt bộ chờ lấy nhị thiếu gia chui đâu cái kia nữ cuối cùng chịu không được chiêu đã xác nhận là tứ hoàng tử còn nói ra tứ hoàng tử không ít việc ngầm sự tình. Hứa gia huyền nghe được bọn hắn bức cung bức ra cái tứ hoàng tử, cùng mặt chính thanh chỗ ấy ra được hoàn toàn trái ngược, vỗ đầu một cái. Lỗ binh cái này chày gỗ. Hắn mặt mo đều vứt sạch. Tác giả có lời muốn nói. Hứa gia huyền. Mau mau cút, đều heo đồng đội. Bộ ngày hôm qua đổi mới gần nhất quyệt canh đoạn không được ý tứ, đến trận hồng bao mưa hừng hực vui chương 76. Cho hắn vuốt lông. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 76 lỗ binh bị nhà mình cấp trên một cước đạp ra ngoài thời điểm còn mộng, đứng tại cửa hơn nửa ngày, cũng không có minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng may lục hỷ cơ linh, trước hết mời hắn đến tiền viện ngồi, trở lại nghe ngóng, sau đó đem chủ tử phát cáo mà nói từ đầu chí cuối nói. Thế tử nói, Nam Trấn Phủ Tư đã trước một bước ra ra lại là bị người nhanh chân đến trước lỗ binh hai mắt trừng trừng trách không được phó sứ tức giận hóa ra bị người trước đoạt công lao là cái kia mạc chính thanh nghe góc tường sau đó vượt lên trước báo lên hắn lúc đi ra mạc chính thanh liền đi tiểu nhân lỗ binh tức giận đến xì một ngụn quay người rời đi hầu phủ hứa gia huyền lúc này trở lại phòng trong vừa nhấc mắt liền gặp được tử dư cười như không cười nhìn xem chính mình vừa rồi lỗ binh những cái kia bất kính mà nói nàng khẳng định nghe được miệng hắn giật giật đến cùng là muốn giữ gìn thuộc hạ mặt mũi người kia đã xác nhận ra tứ điện hạ lời khai bên trong cũng trong lời có ý sâu xa nghĩ đến là đối tứ điện hạ rõ như lòng bàn tay cũng càng tốt xác minh đây chính là bình vương phụ tử đang trang thần làm quỷ hơn phân nữa là muốn để các hoàng tử lời đầu tiên mình nội đấu loạn thành một bầy hắn có thể thu ngư ông thủ lợi lại vừa vặn cho chúng ta một lần tương kế tựu kế cơ hội. Hứa Gia Huyền đem thuộc hạ bị lừa bịp một chuyện chuyển hóa thành mưu kế, Tử Dư dắt khóe miệng cười cười. Cũng may mà bắt Trấn phủ Tư còn có cái hứa sát thần không phải toàn bộ nhờ ngoan lệ cùng chém chém giết giết, xem như hữu dũng hữu mưu, không phải cái nhóm này chỉ biết làm mang lực đấu hung ác, sớm bị người một nồi đạp. Tử Dư cũng có chút đồng tình Hứa Gia Huyền. Lần trước Lỗ Binh cũng là trúng kế của người khác gặp rắc rối là hắn mang theo tới cửa xin lỗi, mới không có nhường nàng ngoại tổ phụ tại hoàng đế nơi đó cáo ngự hình. Nàng cũng không có đem lỗ binh lời nói để trong lòng đầu đi, tả hữu nàng là nương nhóm, về phần mạch chính thanh muốn làm sao đi thu thập người báo thù riêng, nàng liền mặc kệ. Nàng nói ra, thế tử kế này có thể thực hiện, hiện tại không thích hợp đánh cỏ động rắn, tối thiểu muốn ồn ào minh bạch bình vương thế tử hoặc là bình vương cử động lần này ý đồ. Một cái phiên vương, âm thầm mưu đồ các hoàng tử, đương nhiên là ý đồ không tốt. Cũng không rõ ràng cái này ý đồ không tốt bên trong, bọn hắn cấp giấu như thế nào thực lực. Thông qua chuyện lúc trước, tử dư là lo lắng, dù sao bọn hắn những người này đều bị gài bẫy. Nếu như không phải ra như thế cái trần sở sở, chỉ sợ còn chưa ra ra thanh. Chỉ là cái này sơ hở lộ đến quá nhanh. Nhưng nàng lại cảm thấy không quá giống là lúc trước cái kia loại cục trong cục người thiết kế khôn khéo cùng thâm trầm có phải hay không còn có cái gì nàng không biết thái tử cuối cùng là thưởng thức đủ ở trong tay thỏ đưa nó nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn hứa đồng tri lời nói rất đúng nhưng cũng gấp không được chúng ta bây giờ liền tứ đệ sự tình cho đẩy lên đi ngược lại sẽ có một loại nơi đây không bạc cảm giác sợ là sẽ phải gọi đối phương lại lên cảnh giác hứa gia huyền cũng đã tại cái này thời gian ngắn nghĩ đến cũng có đối sách nói ra tứ điện hạ nếu là tại thủy vận bên trên động tay chân, chúng ta nhường chuyện xảy ra chính là, cái này vốn là cần phải thời gian đi bố cục. Vừa vặn bệ hạ bây giờ hận chết tham ô đại thần, trên tay của ta có một nhóm danh sách, có thể đem ngòi nổ dẫn dắt quá khứ. Ngược lại là mọi chuyện đều dự định tốt. Thái tử suy tư một lát, gật đầu nói. Vô cùng tốt, kỹ càng sẽ cùng biết tiếng cung lúc lại cho ta nói. Ta nên trở về cung đã ra không ít canh giờ. Hứa gia huyền muốn đưa, tử dư lại tại lúc này nói. Mạc thiên hộ, làm phiền ngươi hộ tống điện hạ hồi cung. Không dám, cái này vốn là thuộc hạ chức trách. Tiếng trầm mặt mạc chính thanh chấp tay, lại hướng hứa gia huyền thi lễ, theo thái tử rời đi. Thái tử trước khi đi mắt nhìn trên bàn con kia thỏ ngọc tử. Vật nhỏ tại tử dư sau khi trở về liền bị nàng khóa bên trên dây xích, lúc này gặp người đều đi, dơ lên chân hướng hô tiểu ngư. Thả, thả. Tử dư thấy nó vừa rồi yên tĩnh nhu thuận, liền theo nó. Vừa mới buông ra, nó liền bay đến bệ cửa sổ cùng tướng quân cùng một chỗ, nàng dứt khoát mở cửa sổ, nhưng hai con vật nhỏ đều ra ngoài vừa đi. Hứa gia huyền rốt cục có thể nghĩ khẩu khí, đến bên người nàng ngồi xuống. Dùng hình, cái kia di nương. Hơn phân nữa là sống không được, ngươi không cần lo lắng nàng có cái gì tốt lo lắng không phải liền là cùng nàng dung mạo na ná trong lòng ngươi cách ứng hứa gia huyền sắc mặt lúc này liền chìm xuống dưới là bị nàng nói trúng huynh đệ từng theo như thế một nữ tử có cẩu thả lại thường thường trong phủ nhìn thấy nàng có cái gì khác phán đoán hắn lại không thể cậy mở đối phương đầu đi xem hắn đương nhiên sẽ để ý cùng không thoải mái tử dư hai mắt khẽ công đưa tay đi vòng cổ của hắn đem chính mình treo ở trên người hắn. Hắn thuận thế liền đem người ôm đến ngồi trên đùi, chính mình không nói lời nào, cũng không cho nàng nói chuyện, cúi đầu hôn nàng môi. Hắn giống như là tìm an ủi tịch cúng con, một trận mang theo nồng đậm lòng ham chiếm hữu hôn sâu sau lại đem vùi đầu tại nàng cái cổ ở giữa nhẹ ngửi, thật lâu không phải cũng buông nàng ra, eo đều bị hắn bóp chua. Rốt cục, hắn từ ôm hương Nguyễn Ngọc bên trong ngẩng đầu. Nhị đệ còn tại phụ thân nơi đó vấn đề này cũng nên nói cho phụ thân một tiếng cho hắn biết muốn thế nào xử lý là phạt là khác tự nhiên là do trưởng bối làm chủ tử dư từ hắn dưới đầu gối đến xoay người đi trong tủ treo quần áo lật ra một trương tiểu ngạch ngân phiếu ra hứa gia huyền xử lý quần áo ngẩng đầu chỉ thấy nàng đem ngân phiếu đưa tới nói cái kia trần sở sở đáng hận cũng đáng thương trong nhà nàng người muốn bán đứng nàng trở về chỉ sợ cũng không có đường sống ngươi người đi nhà nàng mua nàng hắn không nhúc nhích ánh mắt lấp lóe không yên ngươi còn mua nàng làm cái gì phát cái này thiện tâm làm cái gì trần sở sở cho dù là bị lừa gạt làm xuống việc này cũng là bởi vì nàng lòng có tham niệm cho dù không có việc này người nhà nàng muốn bán nàng vẫn là đến bán cho nên nàng hạ tràng đều là giống nhau làm ra chuyện như vậy hắn cảm thấy tuyệt không đáng thương Bất quá là trở về nàng vốn là nên đối mặt sự tình. Tử Dư đem tiền nhét trong tay hắn. 50 lượng, người nhà bọn họ khẳng định bán. Ta muốn đem Thúy Hồng thả ra phủ, nhưng nàng giúp ta quản ngoại tổ mẫu cho trang tử cửa hàng, Trần Sở Sở ngay tại trước gót chân nàng hỗ trợ hầu hạ đi. Hứa Gia Huyền hay là không muốn. Nàng liền cười, tiến đến hắn trước mặt nói. Coi như mua cho ngươi cái giáo huấn để ngươi nhớ kỹ về sau chớ có tái phạm choáng váng. Hứa Gia Huyền, hắn cắn răng đem tiền hướng trong tay áo bịt lại. Một thanh ôm eo của nàng hung hăng hôn nàng trương này tổng gọi người gọi thua thiệt miệng. Buông ra thời điểm, còn mặt lạnh lấy hừ cười một tiếng. Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Tử Dư sau lưng hắn cười đến nhánh hoa run rẩy. Lại khó nuôi, thiên hắn còn muốn nuôi a? À. Hứa Gia Thanh còn quỳ gối chính viện trong viện đã lung lay sắp đổ, trắng răng kiên trì. Hứa gia huyền nhanh chân đi tiến đến, một chút liền đối đầu đường đệ ấy nấy lại chờ đợi ánh mắt, thần sắc hắn lạnh lùng, trực tiếp vượt qua quá khứ, một chữ cũng không có cùng đối phương nói. Theo chính viện cửa phòng chốt mở âm thanh, hứa gia thanh một trái tim chìm nổi không chừng, khẩn trương đến trước mắt đều có chút hắt. Không biết lại là nhịn bao lâu. Chờ đợi thời gian như là một thanh liệt hỏa, không ngừng thiêu nướng hắn loại này dày vò cơ hồ có thể phá hủy ý chí của một người. Rốt cục, hứa gia thanh lại nghe được tiếng mở cửa, cùng với một tiếng phụ thân chớ có quá mệt nhọc, hứa gia huyền đi ra. Hứa gia thanh rốt cục nhịn không được, tại hắn trải qua thời điểm, quỳ đi hai bước hô. Đại ca Hứa gia huyền nhìn xem cái này nho nhã đường đệ, lại một lần nữa minh bạch cái gì gọi là lòng người khó dò, nhìn quen ngoan độc cùng ngươi lừa ta gạt sự tình, hắn bây giờ suy nghĩ một chút đường đệ những thủ đoạn này cũng là kinh hãi đây chính là đọc sách thánh hiền người hắn nhắm lại mắt lạnh nhạt nói về sau ngươi tự giải quyết cho tốt nếu như không phải di nương thân phận đặc thù chỉ bằng hứa gia thanh giết người một chuyện hắn tất yếu mang theo người đến hoàng đế trước mặt thỉnh tội bây giờ cũng chỉ có thể nói là hứa gia thanh may mắn dứt lời hắn liền không tiếp tục để ý người còn muốn nói điều gì đường đệ bước nhanh rời đi vi võ hầu bên người phục vụ gã sai vặt đem người hô đi vào không bao lâu hứa gia thanh liền bị người viện rời đi trở lại khách viện thu dọn đồ đạc có hầu phủ thị vệ đi theo hắn ra phủ mà hứa gia huyền lúc này đi tiểu lâm thị khách viện nhậm nghiệp thần đang đứng tại trong đình viện luyện chữ thiếu niên dáng người thẳng tắp hết sức chăm chú liền hứa gia huyền đi tới đều không có phát giác Hứa Gia Huyền đứng tại hắn bên cạnh nhìn mấy lần, phát hiện hắn là đang luyện quán các thể, đây là tham gia khoa cử người chắc chắn sẽ thư pháp, điền bài thi cùng về sau làm quan sớ đều là dùng quán các thể. Ngược lại là viết 10 phần tinh tế. Nhậm nghiệp thần bị bỏ ra bóng ma giật mình, tay run một cái. Hứa Gia Huyền mắt thấy một giọt mực đậm muốn rớt xuống trên giấy, nhanh chóng đưa tay ngăn cản một chút. Ai nha, biểu ca, làm bẩn tay của ngươi bất quá một điểm nửa điểm mực nước ngươi tiếp tục hắn không thèm để ý dời tay đi vào trong tiểu lâm thị nghe được cháu trai thanh âm liên tục không ngừng đi tới hứa gia huyền mím mím môi vẫn là hướng gì lộ ra nhàn nhạt cười đến có thể là cực ít tại mặt người trước cười nét mặt của hắn liền nhìn cứng ngắc cổ quái còn xin gì lấy người đánh chậu nước đến cho cháu trai sạch rửa tay tiểu lâm thị bận biểu ứng lôi kéo hắn vào nhà ngồi hắn ngồi xuống, nhìn thấy trên cái bàn tròn đặt vào theo lều, phía trên là khối bích màu xanh vải, theo lên nụ hoa chớm nở hoa sen. gì làm sao không nghỉ ngơi một chút. Hắn sạch qua tay, hướng tiểu lâm thị nói. Tiểu lâm thị biết hắn là nhìn thấy theo dạng, miếm môi cười một tiếng. Cái này cả ngày có người hầu hạ, cũng không có tạp vụ, không theo hoa làm cái gì. Đây là cho tử dư theo. Hả? Hứa gia huyền nghe vậy, đưa tay lại muốn đi cầm, lại bị tiểu lâm thị trước một bước lấy ra, thần bí cười nói. Chờ theo tốt ngươi lại nhìn. Hắn tại vì mang theo thâm ý trong tươi cười không nghĩ ra, không rõ một phương theo khăn còn không cho nhìn. Bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng, nhấp một ngụm trà, nói ra. Hai ngày này có vũ an bá phủ người hầu tại đầu hẻm ngó giáo giác, lại không dám đi vào, bọn hắn một ngày không chính thức tới cửa nhận lỗi, cháu trai chỗ này liền sẽ không kinh xuất tha thứ hắn ngữ khí lăng lệ ánh mắt cùng một chỗ chìm xuống dưới đằng đằng sát khí tiểu lâm thì thấy mi tâm nhảy một cái nhưng trong lòng thì cảm kích hốc mắt ửng đỏ ta là không quan trọng chính là sợ hài tử bị ủy khuất hắn là nhậm gia con trai trưởng đến cùng vẫn là phải nhậm gia giúp đỡ nhiều năm như vậy đến nàng ngoại trừ sợ cho hứa gia huyền thêm phiền phức cũng có triển vọng hài tử nhẫn nại lấy một cái không có gia tộc ủng hộ nam tử muốn toàn bộ nhờ chính mình xông ra một con đường đến, còn muốn tại triều đình bên trong lăn lộn, ngẫm lại cũng khó khăn. Hứa gia huyền kinh thường nói, nhậm gia bây giờ là cái thứ gì, chỉ còn lại cái này một cái bá phủ tước vị, liền là cái cái thùng rỗng, ngài còn trông cậy vào bọn hắn có thể cho thần ca nhi chuẩn bị cái gì. Không có đem thần ca nhi lại hố. Tiểu lâm thị bôi nước mắt nói là, nhưng nhi tử nếu là bởi vì nàng bị nhậm gia chán ghét mà vứt bỏ, nàng vẫn là phải ấy nấy. Hứa gia huyền thở dài một tiếng. Cái này tước vị, là bệ hạ xem ở phụ thân năm đó công lao, là xem ở cùng bọn hắn là quan hệ thông gia phân thượng mới bảo vệ, chuyển qua nhậm gia nhị phòng trên đầu, nếu không, nơi nào còn có cái gì vũ an bá phủ. Nương thân, ta không có thèm cái gì tước vị, ta có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần cao trung, nhi tử liền có năng lực che chở nương thân nhậm nghiệp thần không biết lúc nào tiến đến, vỗ bộ ngực ưng thuận hứa hẹn. Tiểu lâm thị giận hắn một chút. Liền miệng ngươi khí lớn, bây giờ liền cái tú tài cũng còn không phải đâu. Nhậm nghiệp thần nhíu mày, hứa gia huyền ra hiệu hắn tới, đưa tay vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Vậy ngươi phải nhớ kỹ hôm nay mà nói, không phải ta liền tự tay đánh gãy chân của ngươi. Hắn buông lời uy hiếp, nhậm nghiệp thần rụt lại, lại nặng nặng gật đầu giữ cho ta tay có thế đi thi là được nhưng làm hai người đều chọc cười tiểu lâm thị nói buổi tối muốn cho hai vợ chồng xuống bếp hứa gia huyền cũng liền không trở về nhà trực tiếp sai người đem tử dư mời tới tử dư tới thời điểm thấp thỏm trước nói cho hắn một việc vật nhỏ cùng tướng quân không biết chạy thế nào đến phụ thân trong phòng ngã phụ thân một cái đồ cổ bình hoa đến đưa tin người nói phụ thân muốn khóa bọn chúng một đêm ta cũng không phải đau lòng vật nhỏ, chính là sợ tiểu gia hỏa kia ngược lại huyên náo phụ thân không được sống yên ổn. Vật nhỏ bình thường nói nhiều, đối không quen thuộc người, hai câu là có thể đem nhân khí đến đỉnh đầu bốc khói. Nhưng chớ đem nàng cha chồng khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hứa gia huyền sững sờ, nghĩ nghĩ nói. Chờ sử dụng hết cơm tối, ta đi tìm phụ thân năn nỉ một chút. Con kia chim đúng là sẽ gây chuyện, còn làm cho người ta phiền. Tử Dư thở vào, đi theo Tiểu Lâm Thị đi tới trù, còn cho chính phòng đưa mấy cái tự mình làm đồ ăn. Hứa Gia Huyền trong bữa tiệc cao hứng, còn uống mấy chén, nhưng cũng liền là mấy chén liền ngừng lại. Tử Dư sinh nhật bị nàng cổng về phòng tai nạn xấu hổ còn tại trước mắt, vạn không còn dám mê rượu. Đợi đến dùng qua cơm, Hứa Gia Huyền liền mang theo Tử Dư đi chính viện. Thế nhưng là mới đi quá tường viện, hai người nghe được có nho nhỏ tiếng nói chuyện ngươi lại hô hai tiếng nghe một chút. Không hô. Ngoan, hô cho ngươi ăn. Không hô không hô. Cái kia gọi không hô, vô cùng có đặc sắc thanh âm không phải vật nhỏ là ai. Hai người đều sửng sốt một chút, hạ khắc liền kịp phản ứng, đây là uy võ hầu đang trêu chọc vật nhỏ nói chuyện đi. Tường viện này đối, tự hồ là tiểu thư phòng cửa sổ. Hai người đang nghĩ ngợi, lại truyền tới uy võ hầu hống dụ vật nhỏ mở miệng thanh âm liền hô một tiếng hồng chi nhanh hô vật nhỏ sát thần hai vợ chồng hứa gia huyền liền đi cầm tử dư tay trực tiếp trở về xa chính viện hắn mới thanh âm hơi câm nói hồng chi là phụ thân chữ nhiều như vậy năm ngoại trừ bệ hạ cũng chỉ có mẫu thân sẽ hô từ lúc mẫu thân qua đời phụ thân lại tại trong nhà sợ là khá lâu không nghe thấy phụ thân là tại tưởng niệm mẫu thân hắn đi. Tử dư bước chân dừng lại, khó được nhìn thấy hắn cảm xúc xa xúc dáng vẻ, liền đứng vững ở nơi đó, hướng hắn nói. Ngươi thấp một chút thân. Hứa gia huyền không rõ ràng cho lắm, loan liễu yêu, nào biết nàng liền ôm lấy bả vai hắn. Mẫu thân nhất định là vì ngươi cùng phụ thân kiêu ngạo. Hắn nhắm lại mắt, cả trái tim đều bởi vì nàng rung động, muốn gọi nàng danh tự, lại là thanh âm xương mắt tại cổ họng lung bên trong một chữ đều cũng không nói ra được chính là tại hắn cảm động thời điểm lại phát hiện đỉnh đầu rơi xuống một tay còn sờ lên động tác kia có điểm giống nàng bình thường cho tướng quân vào đầu vuốt lông thời điểm hắn giật mình ở nơi đó bên tai nghe được nàng cười nhẹ hắn hoắt một chút liền đem nàng bế lên sau đó khiêng đến trên bờ vai cắn răng nói chu tử dư ngươi là càng phát ra lớn gan rồi hắn là A Miu vẫn là A Chó, muốn nàng cho vuốt lông sao. Tử Dư bị hắn dọa đến kêu to, bị khiêng đi vài bước, lại ha 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 cười to. Hứa gia huyền miệng bên trong mắng lấy ngươi nhất định phải chết, khóe miệng lại cao cao dơ lên. Tác giả có lời muốn nói. Hừ ta là mẹ ruột, tiếng nổ, sát thần cái này không trong mật thêm dầu. Chương 77 Một núi không thể chứa hai hổ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đêm qua hồ nháo nửa đêm tử dư sáng sớm nhường lục nhân ấn thật lớn sẽ eo mới uể oải đứng dậy đi tắm rửa lục nhân viện nhà mình cô nương chậm rãi cô được trong nước trắng nõn trên da thịt mập mờ dấu nhường nàng đều ngại ngùng nhìn nhiều lại có chút đau lòng cầm khăn nhẹ nhàng xoa nắng thế tử cũng không biết thương yêu lấy cô nương đâu nháo trò liền là một thân dấu hôm kia còn không có tiêu liền đi theo đánh trận, vết thương cũ chưa tốt lại thêm mới tổn thương. Nghe tỳ nữ ví von, tử dư thế mà còn cảm thấy chính là như vậy chuyện. Hứa gia huyền đến cùng là luyện võ, tổng cho người ta tinh lực vô cùng vô tận ảo giác, buổi sáng trước khi ra cửa, nghe nói còn đánh một bộ quyền. Đợi đến trang điểm tốt, tử dư muốn tới chính viện đi. Một là thỉnh an, hai là muốn đi theo lưu thị bên người quản sự, thứ ba mau mau đến xem lưu tại chính viện vật nhỏ, không biết lại gặp rắc rối không có. Xuyên qua lá mới giảng ra thúy bụi trúc, tử dư mới tiến chính viện đại môn, liền gặp được lưu thị đứng tại vũ lan hạ nhìn quanh, mặt có lo lắng. Nàng trong tim khẽ động, dưới chân liền nhanh một chút, lưu thị quả nhiên chào đón. Có thế sẽ chờ ngươi đến. Thế nhưng là có cái gì nóng nảy sự tình. Tử dư cảm thấy không tốt, lưu thị quả nhiên là đợi nàng. Lưu Thị nắm chặt lại nàng tay, đưa nàng kéo đến lùng cây chuối tây dưới cây, giảm thấp xuống vừa nói. Chỉ sợ quá sẽ ngươi nhị thẩm nương sẽ tới hỏi nhị thiếu gia sự tình. Buổi tối hôm qua nàng liền lặng lẽ tìm đến một lần, cũng không biết là nơi nào nghe nói nhị thiếu gia dời ra ngoài. Ta đầu này cũng không tiện nói gì, chỉ nói là nhị thiếu gia tự hồ là gây họa gì sự tình. Cái kia nhị thẩm nương tìm ta thì có ích lợi gì? Ta cùng nhị đệ là thúc tẩu, vốn là nên tránh hiềm nghi, nàng cái này ba ba lại tìm đến, không phải gọi người chế dễu. Lại là loại sự tình này, mẫn thị là gấp ván đầu không thành, nàng liền sẽ không tự mình đi hỏi hứa gia thanh à. Lưu thị thấy mặt nàng bên trên có không khoái, thở dài một tiếng. Ta liền sợ nàng sẽ không rõ ràng, ngươi nhị thẩm nương là cái vừa sốt ruột liền cái gì đều quên bén người, sẽ chỉ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tử dư lại là nghĩ đến cái gì, cười cười không thể trêu vào chúng ta tránh chính là ngài nếu có thì giờ rảnh đi với ta huyền linh quang ở hai ngày đi đi huyền linh quang lưu thị không ngờ đến tử dư sẽ muốn cùng chính mình đi ra cửa đúng nàng gật đầu vành tay bên trên mượt mà trân châu khuyên tai cũng nhẹ nhàng đẳng xuất đẹp mắt đường cong trước đó vài ngày ta sinh nhật ngoại tổ mẫu tới ta cũng không thể thật tốt chiêu đãi vừa vặn gì cũng trong nhà làm khách ngày ngày buồn bực trong sân cũng không thú vị. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đến huyền Linh Quang ở lại hai ngày, vừa vặn nhường phụ thân cũng đi ra ngoài giải sầu một chút. Đến lúc đó quản ai đến, bọn hắn đều không cần để ý tới. Huống chi hứa gia huyền buổi sáng tại bên tai nàng tựa hồ nói nhậm gia đầu kia sắp người đến. Hơn phân nữa là hắn làm cái gì? Đi cái kia non xanh nước biết địa phương, lưu thị là động tâm. Nàng gã vào hầu phủ sau, liền khắp nơi cẩn thận, sợ có một tia không đoan trang hoặc là gọi người lợi dụng sự tình, cho dù là đi ra ngoài dân hương cũng làm mấy ngày gần đây hồi. Cái này, Lưu Thị do dự, hơn nửa ngày cũng không nói tốt hay là không tốt. Tử dư lôi kéo nàng tay nũng nịu tựa như lắc lắc. Chỉ cần ta thuyết phục phụ thân đi ra ngoài, ngài liền theo cùng một chỗ thành sao. Lưu Thị cuối cùng gật đầu. Sảnh đường bên trong, Quy Võ Hầu đã sớm ngồi ở chỗ đó uống trà, hoặc trận chiến liền dựa vào nơi tay bên. Tối hôm qua hứa gia huyền để cho người ta đem vật nhỏ đồng giá đỡ đưa tới, bây giờ nó liền bị treo ở bên bàn bên trên, nhìn thấy tử dư cặp kia đậu đỏ mắt đều sáng lên, dắt cuốn họng liền hô. Tiểu ngư Tử dư nghe được thanh âm của nó, bước chân dừng lại. Làm sao đều câm đến biến tiếng. Vật nhỏ cao hứng phải bay, lại bị dây xích một chút níu lại, đáng thương chỉ có thể lại đứng trở về. Liên Thanh gọi nàng, Tử Dư khóe miệng giật giật, nghĩ thầm tối hôm qua vật nhỏ là bị buộc nói bao nhiêu lời. Nhưng mà nàng cha chồng thẳng nhiên ngồi ở nơi đó, nếu không phải tối hôm qua chính tai nghe thấy, cũng sẽ không tin tưởng uy võ hầu tự mình còn có như thế một mặt. Nàng thu hồi suy nghĩ, trước cho trưởng bối phúc lễ vấn an, chậm rãi mới nói ra. Hôm qua vật nhỏ nát phụ thân mến yêu vật, là nó không đúng con dâu thay nó cùng phụ thân nhận lỗi. Quy võ hầu ngược lại công và tư rõ ràng dáng vẻ, nói. Người thay nó thường cái gì lễ, nó chính mình xông tai họa, để nó bản thân bị phạt. Để nó lại quan ta chỗ này mấy ngày. Tử dư suýt nữa muốn nói không, bận biểu đem lời ép đến cái lưỡi dưới, ngược lại nói muốn đi huyền linh quan ở sự tình. Quy võ hầu nghe thần sắc nhàn nhạt. Các ngươi đi chính là, mà người mẫu thân cũng đi giải sầu một chút. Huyền chân tử đạo trưởng là người cao nhân đắc đạo, nghe một chút hắn giảng kinh, cũng hữu ích chỗ. Hàng ngày là hắn không có ý định đi. Tử dư biết cha chồng khẳng định là như thế này trả lời, chỉ cười nói. Thế nhưng là ngày không đi, mẫu thân làm sao có thể yên lòng đi theo cùng một chỗ ra ngoài, huống chi còn muốn ở lại mấy ngày. Lưu ngài một người trong nhà, chỉ sợ có người muốn nói này nói kia, mẫu thân càng thêm không muốn đi lưu thị không nghĩ tới tử dư sẽ đem mình lấy ra nói lo lắng đến quả muốn đi lên che miệng của nàng vội nói thiếp thân ngay tại trong phủ bồi tiếp hầu gia nhưng mà nàng cái này thận trọng bộ dáng rơi ở trong mắt uy võ hầu trong lòng đột nhiên có chút không dễ chịu hắn nhìn xem lưu thị cái này cũng bồi chính mình thật lâu phụ nhân trong ấn tượng chính mình đúng là ngay cả mang nàng lúc ra cửa đều không có hắn nghĩ đến thần sắc khẽ biến ngẩng đầu đi xem con dâu chỉ gặp mặt một thân đỏ chót thiếu nữ dáng tươi cười chân thành tuổi trẻ khuôn mặt bên trên hào quang bức người hắn lại nhìn về phía lưu thị năm đó lưu thị gả hắn thời điểm cũng là cùng con dâu như thế cái niên kỹ đi lúc kia nàng cũng là xinh đẹp phải gọi người nhìn xem liền vui vẻ bây giờ lại là khóe mắt đều dài tế văn trong mắt cũng không có ngay từ đầu gả cho hắn lúc cái kia loại sáng là thời gian tiêu ma nàng mỹ lệ có thế lại là cái gì làm nàng trở nên càng ngày càng nặng mặt, chỉ tuân thủ nghiêm ngặt lề thói của bình thường, cẩn thận hầu hạ chính mình, thêm một cái lời không dám nói. Quy võ hầu đột nhiên phát hiện chính mình đối vị này kế thất quá mức không chú ý. Trước kia bận biểu chính vụ, nhưng tại nhà về sau chính là cái gì đều không quan tâm, nếu như không có lưu thị, cái này nhà lại sẽ như thế nào? Quy võ hầu thế mà lập tức cũng tưởng tượng không ra, trong trí nhớ hiện lên nhiều nhất, chính là lưu thị gã vào cửa sau nhiều tại hắn trước mặt nói trưởng tử hôm nay làm cái gì, lại có cái gì tiến bộ. Cho dù là trưởng tử cầm ná cao su đánh xuống một cái quả, nàng đều sẽ cao hứng cùng mình nói. Về phần ấu tử trưởng thành hết thảy, hắn tự hồ lại không có cái gì ấn tượng, khiến cho hắn giật mình là, ấu tử rõ ràng ngay tại hắn trước mặt lớn lên. Tử dư gặp cha chồng ánh mắt chớp động không chừng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lông mày lại càng nhăn càng chặt nàng liền lặng yên đứng ở nơi đó, chỉ chờ quyết đoán. An tĩnh sảnh đường bên trong vang lên uy võ hầu thanh âm. Ngươi! Nghĩ đi sao? Hắn nhìn về phía lưu thị, đứng tại bên cạnh tay chân lún cúng lưu thị đột nhiên liền hốc mắt đỏ lên. Lưu thị cũng là thông minh, biết con dâu đây là tại giúp mình, trong lòng cảm kích, cũng bởi vì uy võ hầu một câu nhận lấy khích lệ bình thường, trọng trọng gật đầu. Thiếp thân nghĩ. Quy võ hầu thấy được nàng liền hai mắt đẫm lệ đều rơi xuống, trong lòng càng phát ra băng khoăn, cúi đầu nhìn một chút chính mình áo tròn rỗng nửa bên. Lưu thị theo hắn ánh mắt cũng hướng xuống đi xem, trong lòng co lại, bận biệu lại lắc đầu. Nhưng thiếp thân càng muốn canh giữ ở hầu gia bên người. Ân, vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Đại lang nàng dâu, xuất hành một chuyện, ngươi chuẩn bị tốt. Lưu thị sững sờ, tử dư đã vui vẻ khẽ chào lễ xác nhận, nói ra. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay thời tiết cũng tốt, con dâu trở về phu quân liền chuẩn bị xuất phát. quy Võ Hầu gật gật đầu, nàng liền thi lễ cáo lui, xuống dưới chuẩn bị. Vật nhỏ gặp nàng muốn đi, lại sốt ruột quơ giá đỡ hô tiểu ngư, Tử Dư quay đầu so cái im lặng thủ thế, vật nhỏ liền cúi đầu. Tiểu ngư không cần nó nữa. Tử Dư lại là đang nghĩ, vì cha chồng tốt, liền để vật nhỏ này ở lại đi tả hữu là nó phạm sai lầm nên phạt hung hăng phạt một lần còn nhìn nó có dám hay không kêu căng ương bướng đến đâu trở lại thanh trúc viện nàng đem lục hỷ gọi tới tặng cho đưa tin cho hứa gia huyền hứa gia huyền lúc này lại là ngay tại bắc trấn phủ tư bên trong thần sắc nhàn nhạt nghe lỗ binh bẩm báo phó sứ nhậm gia đại lão gia hai huynh đệ đã bị ném đến hình bộ đại lao này lại sợ là đang khóc thiên đập đất đâu hứa gia huyền chuyển động chén trà trong tay cười nhạo một tiếng khóc thiên đập đất hữu dụng lợi dụng chức vụ chi tiện thả đi khấu tạc đây chính là đại tội bọn hắn sợ rằng sẽ kêu oan nói không biết cái gì khấu tạc hình bộ đầu kia ra được chỉ cần không có liên quan chính là vô tội lỗ binh cảm thấy cái này cũng không nhốt được bao lâu dù sao cũng là muốn gán tội cho người khác hứa gia huyền trong đầu càng khinh thường có tội vô tội cảm kích không biết rõ tình hình, tự nhiên là hắn định đoạt. Không phải, hắn thật sự là bạch đương cái này cẩm y vệ. Tại nhâm gia huynh đệ bị giam tiếng đại lao sau, Vũ An bá lão phu nhân rất nhanh cũng nhận được tin tức, kém chút không có gấp ngất đi, nắm lấy tới báo tin gã sai vặt một sức lực quơ hỏi. Cái gì gọi là cố tình vi phạm? Ta nhi làm sao biết pháp phạm pháp? Cả sai vặt cũng sợ hãi đến không được, bắt người chính là hình bộ, mặc dù so ra kém cẩm y vệ, nhưng đó cũng là phạm vào đại án quan viên mới có thể bị hình bộ câu bắt đầu. Lão phu nhân, nô tỳ cũng không biết a, à, chỉ biết là bọn hắn đến năm thành binh mã tư nha môn, đem đang muốn bên trên kém đại lão gia cùng bá gia cho bắt đi. Còn hái được bọn hắn mũ quan cùng quan phục. Thế mà liền quan phục đều thoát, lão phu nhân một chút ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có ra một hơi, dẫu môi nói. Nhanh, mang ta đi hình bộ đại lao, ta mau mau đến xem, ta mau mau đến xem. Đây là nàng hai cái con trai trưởng, hai cái con trai trưởng A. Mới có cái kia sao tai họa nhị nhi tức phụ dám ngỗ nghịch, tiếp lấy liền ra chuyện như vậy, cái kia sao tai họa thật sự là rời nhà cũng thắt lấy bọn hắn. Vũ An bá lão phu nhân còn không có ý thức được việc này đến tục cùng là thế nào cái phát tích, bị nha hoàng vịnh miệng bên trong một mực mắng lấy sao tai họa, một bên run run rảy rẩy muốn đi thay quần áo. Hứa gia huyền là thu được tử dư nói muốn tới huyền Linh Quang ở sự tình trở về phủ, trở lại viện tử liền gặp được nàng đã phân phó người tại thu dọn đồ đạc. Làm sao đột nhiên nói muốn đi huyền Linh Quang, phụ thân làm sao có thể đáp ứng đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc đến nỗi ngay cả đau đều không có cởi xuống, trực tiếp đưa nàng kéo đến trong ngực, hữu lực cánh tay dán chặt lấy nàng bên hông, nhiệt độ từ lẫn nhau y phục thấu tới. Gọi tử dư nhớ tới tối hôm qua hắn cũng là như thế dùng sức ôm nàng eo gò má nàng hơi bỏng đưa tay đẩy hắn ta nói ra ngươi không nên tức giận làm sao còn nhấc lên tức giận không tức giận ngươi có thế để cho phụ thân đi ra ngoài giải sầu một chút ta cao hứng cũng không kịp hứa gia huyền ôm nàng cảm khái tử dư mím mím môi vậy ta đã nói ta là tại phụ thân trước mặt xin chỉ thị hắn nhường mang theo mẹ kế đi ra ngoài chính là ta nói không có hắn mẹ kế cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị người nói nhàn thoại. Hắn liền đáp ứng. Hắn động tác lúc này liền cứng đờ, cúi đầu nhìn nàng, chớp động ánh mắt tựa hồ là không dám tin. Tử dư liền biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, cùng hắn thẳng tắp nhìn nhau, thẳng thắn nói. Ta biết trong lòng ngươi đối mẹ kế có cách ứng, ngươi cảm thấy mẹ kế chiếm mẫu thân vị trí, cũng tức giận phụ thân sớm tái giá. Có thế chuyện ngày hôm qua chứng minh thực tế minh, phụ thân nhiều năm như vậy đến cũng không có quên mẫu thân, chẳng lẽ những này không đầy đủ chứng minh phụ thân đãi mẫu thân tâm. Cái kia lại cùng ngươi hôm nay đề việc này có liên quan gì? Hứa gia huyền hít vào một hơi, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Có thế nhiều năm như vậy đến, ngươi tự hỏi mẹ kế đợi ngươi, đãi phụ thân như thế nào, thế nhưng là 10 năm như một ngày kính cẩn cẩn thận. Ta là gặp qua nàng quản gia, nếu như nàng thực tình tùng ý xấu, sớm mấy năm, tại ngươi cánh chim không gió thời điểm liền có thể ly gián ngươi cùng phụ thân. Có thế nàng cũng không có, cho nên hầu phủ mới có thể bình yên, ngươi cùng phụ thân đều có thể một lòng tại bên ngoài bận rộn. Những này chính là nàng công lao, ngươi không thể xem nhẹ. Lại có, hứa gia huyền, ngươi nói cho ta, ngươi không hy vọng phụ thân có thể khôi phục lại tinh thần, không muốn suốt ngày trong phòng uống rượu hoang phế qua ngày sau. Có một câu tục ngữ nói, trân quý người trước mắt, mẫu thân đã qua đời chúng ta người sống sẽ tưởng niệm cùng đau lòng nhưng hôm nay phụ thân còn tại ngươi trước mặt ngươi thân là nhi tử càng nên trân quý tử dư nói một hơi rất nhiều hứa gia huyền sắc mặt vẫn là xanh xám chậm rãi buông nàng ra ngồi vào bên bàn tròn lý mụ mụ tại nội thất bận rộn tại hai vợ chồng lúc nói chuyện liền lặng lẽ đi vào mạng phía sau rèm nghe được tử dư nói những lời này cảm khái thở dài một tiếng gặp từ nhỏ nuôi lớn thế tử tự hồ lại phạm bướng bỉnh tọa hạ không để ý tới người, do dự mãi vẫn là không có ra ngoài. Nàng vẫn tin tưởng thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân trẻ tuổi, tới nhà mới mấy ngày, liền đã trông nom việc nhà bên trong hết thảy thấy rõ ràng minh bạch, không còn so thiếu phu nhân càng thông huệ. Huống chi cái kia Lưu thị vốn là phu nhân trước kia lúc còn sống, đem thế tử giao phó cho nàng, như thế mười mấy năm qua, Lưu thị cũng đều làm được đối phu nhân hứa hẹn duy chỉ có là thế tử buông xuống không thôi. Lý Mụ Mụ quay người lại tiếp tục thu thập, Hứa Gia Huyền ngồi ở chỗ đó giữ im lặng, Tử Dư nên nói đều nói rồi, liền cũng quay người tiến nội thất nhìn xem đồ vật chuẩn bị đến thế nào. Dù sao việc này tại Hứa Gia Huyền trong lòng có hơn 10 năm gai, một mực đâm vào trong lòng, lại hoặc là chính hắn cũng có ý thức đến, chỉ là cái kia bướng bỉnh con lừa đồng dạng tính tình cho phép, nhưng hắn lạnh lùng cự tuyệt lưu thị kỳ thật tính cách của hắn liền là hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn. Nếu như không phải nàng hôm nay nói lưu thị không dễ dàng, vi võ hầu chỉ sợ cũng hoàn toàn không nghĩ tới lưu thị đều bỏ ra cái gì, nếu là bà mẫu chọn người, lại là đại phụ tử đều tốt, nàng đương nhiên hy vọng người một nhà đều mỹ mãn. Tử dư đi làm việc lục, hứa gia huyền ngồi ở chỗ đó trầm tư, thẳng đến nên khi xuất phát, hắn vẫn là một chữ chưa nói. Tử dư cũng không để ý tới hắn, dù sao là quen thuộc hắn khó chịu tính tình, trực tiếp sai người đi chính viện còn có khách viện, nói cho hai vị trưởng bối hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng có thể xuất phát. Nàng dẫn theo váy đi ra cửa, hứa gia huyền tại nàng muốn ra nhị tiếng cửa lúc này mới đứng người lên, bước nhanh đi theo. Mãi cho đến cửa Thùy Hoa, nhìn thấy phụ thân chống đỡ ngoặt, gần như vậy lộ trình đã đủ số đại hãng, hắn bước lên phía trước đi nâng, lại là bị phụ thân tay một khung ngăn ta lại không có già đến đi không được cái nào dùng ngươi đỡ dứt lời chính mình kiên trì lên xe ngựa vẫn như cũ không muốn bất luận kẻ nào đỡ lưu thị theo sát lấy đi lên liền gặp được uy võ hầu dựa vào xe vách thở nặng lưu thị cầm khăn muốn cho hắn lau mồ hôi hắn ngược lại là vừa nhấc tay áo chính mình cho xóa điểm khó được lộ cái cười nói vẫn là già rồi liền là không muốn gọi bọn hắn lo lắng lưu thị hốc mắt phát nhiệt nghĩ đến huyền linh quan bậc thang, lại đánh trống lui quân. Nếu không, chúng ta vẫn là trong nhà đi. Nói bậy bạ gì đó, ta thế nhưng là nói không giữ lời, mà lại. Người trước kia nói với ta quá, nghĩ đi huyền linh quan cho hình nương thêm đèn trong, ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi, đều là gia huyền tiểu tử này chính mình đi. Chúng ta cùng một chỗ đi. Vừa nói như vậy xong, Lưu Thị đã yên lặng rơi lệ hứa gia hằng tại bên cạnh đưa quá cha mẹ lên xe cung cung kính kính hướng huynh trưởng tẩu tẩu thi lễ cũng quay người đạp bên trên một chiếc xe ngựa khác tiểu lâm thị cũng sớm đi vào cửa thùy hoa nhìn thấy uy võ hầu lên xe cái này cũng theo sát lấy đến phía sau xe ngựa đi căn bản không có hỏi vì sao đột nhiên muốn tới huyền linh quang tại hầu phủ ở mấy ngày nàng liền phát hiện tử dư là cái vô cùng có chủ ý người đi theo người ngoại sinh này nàng dâu đi khẳng định không có sai Hứa Gia Huyền trên tử dư xe thời điểm, còn đứng ở trước xe, vi võ hầu gã sai vặt sách lấy anh vũ giá đỡ tới đưa đến trên tay nàng nói. Hầu gia nói, tiểu trừng đại giới, cũng sợ thiếu phu nhân ngươi đau lòng, nói lúc này trước hết tha nó. Hầu gia còn nói, người một nhà, không nói hai nhà lời nói, về sau thiếu phu nhân có cái gì, một mực cùng hắn nói thẳng. Tử dư mặt đỏ lên, biết mình làm hết thảy kỳ thật đều bị cha chồng xem thấu, có chút chột dạ cười cười, lại cố ý dương cao giọng âm hướng phía trước đầu hô. Con dâu cẩn tuân dạy bảo. Quy võ hầu trong xe nghe được, cười nhạo một tiếng, đưa tay hướng ra ngoài hư điểm một chút. Ngươi nhìn, gia huyền cái này nàng dâu, so với hắn còn hoành, còn dám lớn nhỏ thanh hô trở về. Người ta rõ ràng là mời ngài. Lưu thị xoa xoa khóe mắt, giúp đỡ lấy cho tử dư cho thấy cõi lòng. Quy võ hầu tiếng cười liền truyền đến bên ngoài, hứa gia huyền nghe yên lặng nhìn sang trên tử dư lập tức sau xe tại ngoài cửa sổ xe nói ta đưa các ngươi quá khứ lập tức gọi người dắt tới ngựa bảo hộ ở một bên ra phủ trần lão phu nhân thu được ngoại tôn nữ gửi thư cũng vô cùng cao hứng thu thập xong đồ vật muốn ra cửa còn mang lên ba cái tôn nhi còn có tôn nữ trùng trùng điệp điệp đến cửa thành đi tử dư nhìn thấy ngoại tổ mẫu xa giá lúc này liền bỏ xe ngựa của mình cũng không cần hứa gia huyền nâng nhảy xuống xe lại nhảy ra ngoài tổ mẫu trên xe. Ngoại tổ mẫu, ta nghĩ ngài. Nàng lao thẳng tới tiếng lão nhân trong ngực. Lão nhân ôm trong miệng nàng ngoan ngoãn hô không ngừng, cười trêu nói. Ngươi làm sao lấy chồng mấy ngày, cùng cái gia tựa như con khỉ, ngươi trượng phu cũng không nhìn lấy điểm viện điểm, té làm sao bây giờ. Lúc nói lời này, còn vén màn cửa sổ lên, ghét bỏ nhìn hứa gia huyền một chút đang tới đến ngoài cửa sổ hứa gia huyền. Tử dư gặp hắn vô tội lại chọc người ngại, có một chút như vậy đau lòng hắn, liền lôi kéo lão nhân cánh tay buông xuống rèm. Tôn nữ cũng không phải yếu đuối, cũng không phải ngoại tổ phụ trong phòng những cái kia dễ nát đồ của ngọc khí, sợ cái gì quẳng. Trần Oánh Ngọc ngay tại trong xe ngựa, đột nhiên thấy được nàng trên cổ lộ ra một cái điểm đỏ điểm, y thanh. Biểu tỷ, ngươi cổ bị côn trùng bò lên sao? làm sao đỏ lên cùng một chỗ đều tím bầm tử dư sững sờ bận bịu đưa tay che khuất trần lão phu nhân nhìn xem gò má nàng đỏ bừng ha 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 cười to hướng ra ngoài hô cũng không chính là mới đầu xuân côn trùng liền đều đi ra về sau chuẩn bị cái một cái vợt hung hăng đập tới hứa gia huyền nghe bên trong mắng hắn là trùng khóe miệng kéo một cái đến trần gia người vẫn là chán ghét như vậy quay người rời đi đi cưỡi lên ngựa nhưng nghe đến trong xe ngựa truyền tới tiếng cười đùa hắn ngồi ở trên ngựa đột nhiên có loại hình độc ảnh đơn cảm giác hứa gia huyền hộ tống gia quyến ra khỏi thành nhậm gia sự tình liền gọi lỗ binh nhìn chằm chằm chút dùng cơm trưa lỗ binh đến hình bộ phụ cận trượt vòng trùng hợp như vậy nhìn thấy vũ an bá lão phu nhân bị hình bộ người chạy ra khóc đến thanh âm đều câm trong miệng hắn chật chật hai tiếng sớm tại lần trước liền nên chơi chết nhậm gia những này cháu con rùa, đâu còn muốn phó sứ lại cái này phía sau lại thao nhiều như vậy tâm. Hắn đứng ở một bên, nhìn xem vũ an bá lão phu nhân bị chửi nói lại khóc liền ngươi cũng bắt lấy đi, dọa đến quay người đem giày đều chạy mất, quả muốn chụp chân cười. Nhìn qua nhậm gia náo nhiệt, hắn liền lại nói bóng nói gió thăm dò được hình bộ bây giờ còn không có thẩm vấn, nói phải chờ đợi báo cáo bệ hạ tái thẩm. Đến lúc đó bởi vì là nhậm gia, bệ hạ hơn phân nữa là muốn chuyển tới cẩm y vệ bên trong tới, lúc kia hắn mới hảo hảo chào hỏi bọn hắn. Lỗ binh âm tiếu rời đi, thế mà ngay tại trên phố lớn gặp được Mạc Chính Thanh. Mạc Chính Thanh cưỡi ngựa, nhìn phương hướng kia là xuất cung đến, hắn nghĩ tới hôm qua bị cướp công, cố ý dục ngựa tiến lên tạm biệt hắn một chút. Nhưng hắn không thể không ghiềm ngựa. Cái này ghiềm lại ngựa, Mạc Chính Thanh trong tay áo thế mà rơi xuống một cái toàn thân trắng như tuyết đồ vật hắn kinh hãi, thế mà trực tiếp đi theo lăn xuống ngựa, liền vì tiếp được đoàn kia đồ vật. Lỗ Binh bị động tác của hắn thấy choáng, nghĩ thầm là cái quái gì, lại định thần nhìn lại, phát hiện là chỉ thỏ ngọc tử. Mạc Chính Thanh còn cẩn thận từng ly từng tí cầm tay áo xoa xoa, phản phất là sợ lên bụi. Lỗ Binh lập tức cười ha ha. Nương nhóm. Thế mà bên đường bưng lấy cái cô nương gia mới thưởng thức đồ vật. Mạc Chính Thanh nghe được câu này mặt không biểu tình quay sang, đột nhiên nhấc chân liền đá lỗ binh ngựa. Ngựa chấn kinh, vừa nhấc móng trước, kém chút đem lỗ binh cho té xuống. Lỗ binh sắc mặt tái xanh, mặt chính thanh đã đem thỏ ngọc tử đạp đến trong ngực, lạnh lùng trở về câu. Chày gỗ. Nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi, lưu lại tốt hồi lâu mới phản ứng được lỗ binh tại nguyên chỗ qua qua hô to. Ngươi mắng ai chày gỗ? Ngươi cái gầy cao chày cán bột còn không bằng chày gỗ đâu. Nhưng mà, lỗ binh không biết là, con kia thỏ ngọc tử tại tử dư một đám đi vào huyền thanh xem thời điểm, liền cho đưa tới. Mặt chính thanh bưng lấy thỏ, ngay trước hứa gia huyền mặt cùng với nàng cáo trạng. Thái tử điện hạ nói đưa ngài, vừa rồi tới thời điểm, gặp được lỗ thiên hộ, còn suýt nữa bị hắn kinh ngạc ngựa ngã. Hứa gia huyền trầm mặt, nhìn xem cái kia thỏ, nhìn nhìn lại tử dư, lại nhìn xem mặt chính thanh, trong lòng mắng lỗ binh cái chày gỗ lại trêu chọc nam trấn phủ tư người làm cái gì còn có thái tử cũng đưa con thỏ đến xem náo nhiệt gì một núi không thể chứa hai hổ thỏ cũng không được hắn đang nghĩ ngợi tử dư lại là nâng thỏ hướng hắn cười hít mắt hỏi xem được không hắn một cái giật mình bật thốt lên đẹp mắt tác giả có lời muốn nói hứa gia huyền phi 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 không dễ nhìn. Hôm nay đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon nha. Chương 78 Không thân ngu sao mà không thân A. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 78 Những người kia chính là muốn xem mạng người như cỏ rác A, con của ta A. Làm sao như vậy số khổ A. Vũ An bá lão phu nhân chạy mất giày sau trở về phủ, liền bắt đầu ghé vào bàn bên trên gào khóc. Việc này cũng kinh động đến Vũ An Bá phủ xuất giá nữ nhi, vội vàng đuổi đến về nhà ngoại, vào cửa liền nghe được mẫu thân tiếng khóc, cả Kinh Mi tâm trực nhảy viện mẫu thân hỏi tình huống. Thế nhưng là Vũ An Bá lão phu nhân tới tới lui lui đều như vậy vài câu, nửa ngày cũng nói không rõ, cuối cùng vẫn là bên người nàng phục vụ đem sự tình từ đầu chí cuối nói đến. Ta lúc đầu liền nói không nên nhìn tại cái gì Lâm gia trên mặt mũi cưới cái kia sao tai họa, đặt vào cùng là huân quý đích nữ không cưới cưới cái gì thanh lưu người ta thứ nữ. Từ nàng tiến phủ, trong nhà liền không có tốt hơn A, à, tỷ tỷ nàng vừa chết, nàng càng là chỗ ít lợi gì cũng không có. Vũ An bá lão phu nhân ở nơi đó khóc không ngừng, nhưng miệng bên trong những lời này, lại là nhắc nhở tiêu nhậm thị. Vị này nhà gã đi cô nải nải, gã một cái lục phẩm quan võ, bây giờ ngay tại vệ sở, là vệ quốc công thủ hạ một chi giáo úy. Bất quá như thế mấy năm, không có một chút thực công, cùng nhậm gia hai huynh đệ đồng dạng không có chuyển quá vị nhi nhưng tiêu nhậm thị là cái tinh minh nói tiếp mẫu thân ngài lúc này quan khóc có làm được cái gì ngài nên đi tìm lâm thị nha ngài quên hứa gia là ai nhà tìm lâm thị nàng đều cho ta quản dung mạo liền nhà đều không trở lại mang theo nhậm nghiệp thần cái kia bất hiếu nút ở uy võ hầu phủ đây là muốn nắm ta lão thái bà ta còn đi tìm nàng Nhị tẩu làm sao lại ở đến uy võ hầu phủ? Tiêu Nhậm thị bị mẫu thân lời này giật nảy mình, lại hỏi bên người lão nhân phục vụ. Nghe qua sau lúc này gấp đến độ đối với mẫu thân phàn nàng. Ngài hồ đồ a, ngài hồ đồ a, ngài làm sao có thể tại hầu phủ cửa quạt nàng cái tác, cái kia hứa gia huyền sát thần danh hào là hô hào chơi phải không? Khó được nàng cùng hầu phủ đi lại, lúc này ngài liền nên bưng lấy nàng, cung cấp nàng ngài ngược lại còn tại hầu phủ trước mặt khó xử nàng, ngài liền không ngẫm lại vì cái gì cái kia hầu phủ cô dâu muốn ngăn lấy không cho ngài đi vào, ngài có biết hay không cẩm y vệ tai mắt trải rộng, chỉ sợ hầu phủ đã biết lâm thị ở nhà bị khắc khe, khe thắt sự tình. Nữ nhi tại đại tẩu sau khi chết liên tục cùng ngài nói, không thể lại dùng như thế một bộ biện pháp tha mài con dâu, sẽ xảy ra chuyện. Đại ca sự tình mới qua bao lâu? Làm không tốt, đại ca nhị ca việc này, liền là cái kia hứa sát thần làm. Tiêu nhậm thị gấp đến độ thẳng đảo quanh, dứt lời lại che miệng lại, bốn phía nhìn một chút, cái kia cẩn thận bộ dáng gọi vũ an bá lão phu nhân cũng khẩn trương đến quên khóc. Hứa gia, bọn hắn là muốn vu hãm sao? Cái này còn có vương pháp sao? Tiêu nhậm thị bận biệu lại đi che mẫu thân miệng, dậm chân nói. Ta nhìn tám thành là ta trở về gọi phu quân hỏi thăm một chút hứa phó sử gần đây đều đang làm cái gì, ngày đầu này mau mau chuẩn bị lễ vật, sau đó đem nhị tẩu tẩu tiếp về nhà đến, cho dù không phải người làm ra, đi một chút hứa gia phương pháp cũng so ngày hiện tại chỉ ở nhà bên trong khóc đến tốt. Vũ An bá lão phu nhân suýt nữa không có bị nữ nhi bẩn thiểu nghẹn đến mắt trợn trắng, mà lại muốn nàng đi hầu phủ tiếp cái kia tiện phụ về nhà. Nàng không đi. Lúc xế chiều, Vũ An bá lão phu nhân lại là cùng nữ nhi đứng tại đại môn đóng chặt uy võ hầu phủ trước mặt sững sờ. Làm sao trùng hợp như vậy, bọn hắn một nhà đều ra cửa. Tiêu nhậm thì biết mình đoán đúng, tức giận đến đều nghĩ lại nói mẫu thân vài câu, nào biết soạt một chậu nước trực tiếp bát đến các nàng dưới chân, để các nàng chật vật rời đi trước. Lúc này hứa gia huyền ngay tại tử dư trong sân nhỏ trang ván giường. Huyền chân tử đem ván giường thu sau, mặc dù có gọi tiểu đạo đồng nhóm đến lại lấy ra phơi nắng, thế nhưng là phơi tốt vẫn là lại khó chịu mấy ngày, cái này lại phơi nắng đến trưa mới tính tốt. Tử dư an vị ở bên trong thời gian bàn vuông một bên, cầm dùng vật nhỏ bị túng rơi lông đuôi làm thành đùa chim chơi, vật nhỏ một hồi đem cái kia tiếng tâm ngậm nhét cánh, xuống Mỹ trượt hai vòng, một hồi nghỉ cắm hồi cái đuôi bên trên, ngược lại là chính mình chơi đến cao hứng. Hứa gia huyền cất kỹ ván giường, vỗ vỗ, nghe được thanh âm, coi như hài lòng. Đây bền chắc. Hắn lần này buổi trưa liền không nói lời nào, tử dư nghe vậy hô lục nhân đi đem giường chiếu, hỏi hắn. Ngươi nửa lần buổi trưa không tại trấn phủ tư, quan trọng sao? Hắn làm sao nghe được đều là muốn đuổi người đi ý tứ, trầm mặt ngồi vào bên cạnh bàn, chính mình đi rót chén nước nói. Lúc đầu buổi tối liền có kém sự tình, ba ngày là nhàn rỗi. Buổi tối có kém sự tình. Nhiều như vậy thời gian, hắn đều không có ra công sai không giống trước kia ba ngày hai đầu không ở kinh thành còn tưởng rằng hoàng đế không sẽ phái hắn xuất ngoại kém chỉ ở trong kinh thành duy trì trật tự liền có thể tử dư là có chút kinh ngạc đi làm cái gì nguy hiểm không nàng tại lo lắng chính mình hứa gia huyền thần sắc cuối cùng chậm chậm cũng không phải nhiều nguy hiểm liền là đi đem ở kinh thành bên ngoài một tổ chạy trốn khấu tặc cho cầm bên ngoài kinh thành nơi nào sẽ có khấu tặc đương năm quân là chết sao nàng không chút nào tin tưởng nàng xưa nay thông minh hứa gia huyền biết là không gạt được nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng liền là khấu tặc đuổi theo hồi tại hợp thành đầy lâu ám sát ta chính là một nhóm khả năng còn dính đến thủy vận hắn một câu bên trong ẩn dấu mấy đạo huyền cơ tử dư chỉ có thể chậm rãi cân nhắc hợp thành đầy lâu ám sát là tam hoàng tử làm thủy vận một chuyện bên trên lại là tứ hoàng tử làm hắn đem hai sự tình dắt đến một khối chuẩn bị muốn quấy cái lông trời lỡ đất a thù riêng công thù cùng một chỗ báo nàng rốt cục có chút hiểu được hứa gia huyền cái này sát thần danh hào là thế nào tới người ta cắn hắn một cái hắn liền muốn người mệnh vậy ngươi phải chú ý an toàn nếu không gọi mặt chính thanh cũng mang một số người đi theo đi dù sao liên lụy đến tứ hoàng tử thái tử đầu kia cũng tốt càng hiểu một chút. Hứa gia huyền gật gật đầu. Tự nhiên, ta rời kinh thời điểm, đã phái người nói cho thái tử. Đây là kém vụ sự tình, cũng liên quan đến trữ quân một vị, tử dư chỉ có thể là căn dặn hắn. Đừng một vị đồ nghịch hung ác, bảo trọng mình mới là trọng yếu. Đây là hôm nay nghe được nàng ấm nhất tâm mà nói, hứa gia huyền kìm lòng không được nghĩ đi đưa tay nắm nắm nàng, muốn nói cho nàng chuyện hôm nay, kỳ thật nàng là đúng. Nào biết lại là nghe được nàng nói. Dù sao huyền chân tử đạo trưởng miệng quả đen, thật sợ ngươi cho ta sung hỉ xông ra cái gì mau bệnh tới. Hứa gia huyền thoáng chốc trừng mắt ngược lại kiên, sở hữu cảm động đều cho chó ăn, hoắt một chút đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Tử dư lại tại này tế cười ha ha lên tiếng, liền lục nhân đều che miệng cười. Đi tới cửa hứa gia huyền biết mình lại bị đùa nghịch, tức giận đến cũng không quay đầu lại, còn đi ra ngoài. Tử dư sau lưng hắn hô. Phu quân, xem chừng ngươi phải bận rộn mấy ngày, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, việc phải làm trọng yếu. Đi ra cửa phòng hứa gia huyền liền khí thông thông chạy về đến, đi vào trước gót chân nàng không nói hai lời liền chụp lấy nàng cái cầm, cúi đầu tại miệng nàng trên môi cắn một cái. Tử dư đau đến ngược lại rút khẩu khí, hắn vẫn còn duỗi đầu lưỡi đi liếm bị hắn khai ra đến huyết châu chờ ta trở lại lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Bị cắn, còn phải bị uy hiếp, tử dư nháy nháy mắt, tại hắn buông tay ra sau nói. Ngươi thật không còn thân một hồi. Lục nhân kém chút không có bị nhà mình cô nương khô chết, bụng mặt vọt ra phòng, thuận tay đem vật nhỏ cũng cho vớt đi. Hứa gia huyền cứng cổ, nhìn xem nàng dơ lên khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng môi mê người, tiếng thoái lưỡng nan. Nàng mấy ngày nay đều muốn phản, cả ngày thay đổi biện pháp đùa hắn thân chẳng phải yếu thế rồi thế nhưng là không thân xác thực lại có mấy ngày không thể nhìn thấy nàng tử dư lại lần nữa cười ngược lại tại hắn mặt đen lên thời điểm đứng người lên dẫm lên giày của hắn câu cổ của hắn đưa lên môi thơm đồ đần không thân ngu sao mà không thân a hắn đột nhiên liền không kiểm soát một thanh túng nàng cánh tay đưa nàng chống đỡ tại cái kia bác bảo trên kệ đùa đuổi theo đầu lưỡi của nàng hồi lâu đều không bỏ được buông ra. Tử dư bị hắn đặt tại bác bảo đỡ cùng giữa ngực ở giữa cái kia chật chội trong không gian, hôn kịch liệt lại triền miên, cảm giác đến có chút những cái kia kích thích, đãi đôi môi được thả thời điểm còn tại dư vị độc thuộc về hắn loại này ngang ngược. Có đôi khi, hắn loại này lỗ mãn không ôm nhu, nhưng cũng làm cho lòng người động. Đi thôi, sớm đi trở về. Hứa gia huyền lúc này mới cầm đao, rút cục xuống núi. Mà tử dư đánh tới nước, một lần nữa lên miệng son, muốn đi gặp huyền chân tử, muốn cùng hắn nói mình gần đây cảm thấy cảm giác quỷ dị. Có khả năng hay không, cũng có như vậy cái có thể dự báo hậu sự người tồn tại. Mặt trời ngã về Tây, trời xa kinh thành bình vương thế tử một nhóm chính đến một chỗ dịch trạm, tìm nơi ngủ trọ tu chỉnh. Mấy ngày nay bình vương thế tử đều mang theo trong người tấm gương, nhất thời liền lấy ra đến xem vết sẹo, thế nhưng là lại thế nào nhìn vậy cũng là một đường vết rách tổn thương càng thêm tổn thương liền vị trí đều không kém một tơ một hào bình vương thế tử nhìn qua sau nổi giận đem tấm gương lại một ném tâm phúc thấy không dám lên trước ngược lại là hắn đem người gọi tới hỏi sự tình di nương sự tình không có tin tức mới nhất đưa tới sao tâm phúc không người thấp thỏm nói thuộc hạ coi là không có tin tức mới là tốt nhất tin tức Di nương đã đem sự tình đưa tại Tứ hoàng tử trên thân, cũng không có một ngày hai mệnh năng sống, liền người của Cẩm y vệ đều rời đi, chắc hẳn cái kia hứa sát thần kìm nén xấu muốn chơi chết Tứ hoàng tử đâu. Kia là hoàng tử, ngươi nói chơi chết liền chơi chết. Hứa Gia Huyền cũng không như ngươi vậy ngu. Người kia bị mắng đem đầu lại thấp đi, nói ra: "Thế tử, cái này phía sau còn có Thái tử a, Hứa Gia Huyền khẳng định phải cùng Thái tử nói." thái tử mới là nhất âm tàn cái kia. Bình vương thế tử lại là giận dữ mắng mỏ một câu, tam hoàng tử tứ hoàng tử hạ bao nhiêu lần ngán chân cũng không có lộng lấy thái tử, đó mới là lợi hại người, liền sợ có phải hay không thái tử phát giác được cái gì. Trong lòng của hắn vẫn là bất an. Hứa gia thanh so với hắn nghĩ muốn thông minh, thế mà còn lên giết di nương tâm tư, đến cùng là hứa gia cốt nhục, trong xương đều ngoan lệ đây. Kết quả là dự định hắn một bàn kế hoạch, kém chút còn gọi hắn bại lộ. Làm sao có thể an tâm? Tâm Phúc cũng không có pháp nói tiếp, dù sao nói cái gì đều là sai, lúc này vẫn là ngậm miệng đảm bảo bình an tốt. Chính là lúc này, có người thu được một phong dùng bồ câu đưa tin, nhanh chóng cầm tới Bình Vương Thế Tử trước mặt. Bình Vương Thế Tử mở ra xem xét, trên đó viết Nam Bắc Trấn Phủ Tư đêm nay xảy ra thành bắt giặc cỏ. Cái này bên ngoài kinh thành 50 dặm cũng không có khả năng có giặc cỏ, bắt cái gì giặt cỏ hơn nữa còn là không hợp nhau nam bắt hai trấn phủ tư hắn nhìn đến đây trầm tư một lát cảm thấy mình hay là quá lo lắng chỉ cần hắn tiếp xuống nhìn nhóm này giặt cỏ sẽ dẫn ra sự tình gì đến liền biết chính mình thiết bộ thành hoặc không thành bình vương thế tử để cho người ta đốt đi tinh chậm rãi trong phòng dạo bước tới tới lui lui suy nghĩ hồi lâu mới ổn định lại tâm thần phải xử lý vết thương người tới lấy thuốc đến một cái phục vụ liền đưa lên thuốc, muốn nói điều gì, bình vương thế tử lấy tới vừa gãy cái nắp, lại không nghĩ tay trượt, cái kia bạch ngọc bình thuốc liền lăn đến trên mặt đất. Người tới đưa tay tiếp cũng không có nhận ở. Bình vương thế tử nhìn thấy thuốc rơi mất, vải đầy mặt đất, mắng. Xuẩn tài. Không biết làm sao phục vụ sao. Lấy thêm một bình. Người kia lại là quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói. Thế tử, đi ra ngoài vốn là mang theo ít, những ngày này ngài dùng đến nhanh, đây là cuối cùng non nửa bình. Cuối cùng non nửa bình. Bình vương thế tử nhìn xem thuốc dưới đất phấn, vung tay lên đem chén trà cho quảng. Cút. Người kia dọa đến lộn nhào đi, bình vương thế tử đem người đều đuổi đi, do dự hồi lâu, đến cùng vẫn là ngồi xổm người xuống muốn đi đem phía trên nhất tầng kia thuốc bột cho cầm bốc lên tới. Có thể sử dụng một điểm là một điểm có thế nào biết cúi đầu xuống, phát hiện thuốc bột bên trên có dấu chân tử. Hắn mặt đều tái rồi. Ai dẫm? Nhìn mấy lần, phát hiện cái kia dấu giày có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên liền nhấc chân nhìn một chút đáy giày của mình, nhìn thấy phía trên còn mang theo thuốc bột màu nâu. Cắn răng một cái, vẫn là ngồi sổng người xuống nghỉ phá một tầng sạch sẽ. Chính thổi mạnh, vừa rồi hạ nhân đi mà quay lại, vui vẻ mang theo cái cùng vừa rồi đồng dạng bạch ngọc cái bình chạy vào. Thế tử, ngài lúc trước thưởng thái hộ vệ một bình, cái kia còn có lưu một. Nữa, người tới nhìn xem ngay tại phá trên mặt đất bột phấn bình vương thế tử, tiếng nói chuyện từ lớn biến thành nhỏ, sau đó cùng bình vương thế tử hai hai nhìn nhau, trong phòng đột nhiên xuất hiện yên tĩnh. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới ngủ ngon nha. Chương 79 nhất thời lỡ tay. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm dần khuya, kinh thành vùng ngoại ô núi đồi liên miên một mảnh, tại cái này trong đêm tối, giống như là một đầu cự thú bò lỗng ngổn. Xuyên qua núi đồi gió gào thét ở bên tai, liền như là thú rống. Hứa gia huyền biết nơi này đã đã lâu, phía trước có một cái thôn trang nhỏ, ngày thường cái kia trong thôn trang người nam cày nữ dệt, nhìn xem cùng người bình thường không khác. Nhưng những người này bên trong, có một ít là giặt cỏ, có mấy cái như vậy là tam hoàng tử nuôi sát thủ, làm đầu lĩnh, mang theo những người này tận làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà lại những người này có thể tự do vào thành, còn có thể từ bên ngoài thu lại tin tức, tam hoàng tử cũng coi là nhọc lòng, mới chậm rãi lũng như thế khối địa phương. Lúc trước hứa gia huyền không có phát tác trả thù, là cảm thấy các hoàng tử đến cùng là minh đức đế nhi tử hoàng đế đã đối tam hoàng tử tiểu trừng đại giới chính mình lấy thêm nắm vuốt không thả chính là không biết nặng nhẹ có bức hiếp hoàng đế chi ngại hắn lại không phải người ngu khẳng định nguyện lui nhường một bước cũng không gọi đế vương nghi kỵ chính mình nhưng vừa vặn bình vương thế tử đưa lý do thái tử nhất định phải ra mặt đi xử lý loại này báo ám sát mối thù thời gian hắn cũng sẽ không bạch bạch bỏ mặt hứa gia huyền dẫn một đám tìm phục tại thôn trang nhỏ bên ngoài chờ lấy người ngủ say cảnh giới tính thấp nhất thời điểm động thủ. Mạc Chính Thanh cũng mang theo một đội người đi theo bên cạnh, người khác đều đang thỉnh thoảng uống một ngụm tùy thân mang rượu sưởi ấm, hắn thông thả ung dung xoa chính mình mang hai thanh tiểu chủy thủ. Lỗ Binh thấy thẳng cười nhạo, nghĩ thầm một đại nam nhân không cần đao kiếm còn muốn dùng chủy thủ chém người không thành. Quả thật là nương nhóm. Hai người mặc dù không hợp nhau, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, ai cũng sẽ không không phân nặng nhẹ, hành động theo cảm tính nam bắc hai trấn phủ tư cứ như vậy bình thản ở chung đợi đến thời cơ tốt nhất hứa gia huyền ra hiệu cả đám chậm rãi tiến vào thôn lỗ binh mặc dù cao tráng thân hình lại là mười phần nhanh nhẹn rất mau tránh quá trạm gác ngầm theo sát hứa gia huyền âm thầm xông vào chủ yếu đầu lĩnh một phòng chuẩn bị hành động nào biết phía sau hắn đột nhiên là một thân hung ác tiếng chó sủa hắn giật mình rút đao trở lại hứa gia huyền đã nhanh một bước một đao đem chó mất mạng lại bởi vì cái này một nhỏ giọng đưa tới người trong phòng cảnh giác lại cũng là thân thủ đến vừa mở mắt liền sờ dưới gối đầu đao cùng hứa gia huyền liều mạng bắt đầu trong miệng càng là hô to chỉ một thoáng nữa cái làng đều lộ ra ngay bó đuốc luận liều đao pháp đối phương không kịp hứa gia huyền tuy là bị hắn nhanh chóng chém ở đao hạ nhưng cũng đã chậm phát lệnh nhường cung tiễn thủ châm lửa hắn quay đầu cùng lỗ binh phân phó một tiếng hé mở nhún máu khuôn mặt bị ngoại đầu chiếu tới bó đuốc chiếu lên như là la sát một viên màu đỏ tín hiệu trực tiếp thăng lên không bọn cẩm y vệ nhìn thấy cái tín hiệu này nhao nhao đang đánh nhau bên trong tránh né đầy trời lửa tung tóe như lưu tinh trụy hủy gọi lao ra giặc cướp nhóm thét lên chạy trốn còn có hai dẫn đầu trong đó một cái muốn người sống liền thành ba người dễ dàng thông cung một người dễ dàng nhất đánh tan ba lượt mưa tên sau trong làng đã đến chỗ là ánh lửa, lỗ binh ở thời điểm này lao ra, mắt nhíu lại lúc này phân biệt ra nhân vật chủ yếu ở đâu phiến trong đám người. Vùng đao một đường giết tới. Bắt trấn phủ tư người đều là thiện chiến, binh khí ra khỏi vỏ, tất nhiên đao đao thấy máu. Trong ngọn lửa thành một mảnh tu la địa ngục, chết thảm đao hạ khi còn sống thét chói tai vang lên, thanh âm bị gió đêm thổi ra, hóa thành gọi người da đầu tê dại gào thét lỗ binh mắt thấy muốn xông vào vòng vây của đối phương, sau lưng lại là đột nhiên rỗng một vị trí, phía sau đứng không mở rộng, lăng lệ sức gió đúng là hướng cổ của hắn đi. Hắn tại trong điện quan hỏa thạch thấp người, phát hiện vẫn là chậm, trong lòng chửi một câu muốn mạng, nhưng cái kia đạo sức gió lại là đột nhiên hóa đi. Hắn quay đầu, nhìn thấy người đứng phía sau thẳng tắp ngã xuống, cái ốc cắm cây chủy thủ. Là mạc chính thanh vừa vặn đuổi tới, giúp hắn một tay lỗ binh kinh nghi bất định, giật giật khóe miệng muốn nói cảm ơn, mặt chính thanh lại là không lưng rút ra chủy thủ, đi qua trước người hắn thời điểm còn tại trên thân lau chùi lau. Mặt chính thanh, chày gỗ, lỗ binh, nam trấn phủ tư người làm sao như vậy đáng ghét. Nhưng mà phong thủy luân chuyển, mặt chính thanh mới gia nhập chiến trường, đối phương lại tăng người, suýt nữa bị một đao chặt tới trên cánh tay. Lỗ binh đại đao chặn lại vẫy một cái, cười nhạo nói. Chạy cán bột không lấy sức nổi, vẫn là ở phía sau vẫy vẫy phi đao liền tốt. Hai người bọn họ hòa nhau. Mạc Chính Thanh. Này tế, có người cao giọng hô phó sứ, đem hai người lực chú ý đều dẫn tới. Chỉ gặp hứa gia huyền trong tay sách lấy một người đã đứng ở chỗ cao nhất. Tước vũ khí không dết, thanh niên hô to thanh âm chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Lỗ binh biết mình bên này cái này đầu lĩnh vô dụng, mới xoay mặt nhìn thấy những người kia lui về sau do dự muốn hay không khí giới, chỉ thấy mặt chính thanh khoát tay. Ngân quan hiện lên đúng là thẳng tắp cắm vào cái kia bại lộ ở trước mặt mọi người cái đầu kia lĩnh mi tâm. Một nháy mắt, binh khí rơi xuống đất thanh âm liền truyền ra tới. Hứa gia huyền lúc này mới một tay dắt bị hắn vặn gãy tay cùng tháo cái cầm sát thủ đi xuống, trực tiếp liền ném đến thủ hạ nơi đó. Trực tiếp cho mạc chính thanh, thái tử muốn làm sao thẩm làm sao thẩm phía dưới cẩm y vệ kinh ngạc nhìn về phía trên cánh tay của hắn một đạo vết đao phó sứ ngươi liều mạng bắt người cho nam trấn phủ tư vừa rồi liền phó sứ một người xông đi vào bắt giặc trước bắt vua lúc này mới nhanh chóng giải quyết làm sao lại nhường nam trấn phủ tư lĩnh công sẽ không thiếu công lao của chúng ta chỉ là việc này là hình bộ đầu kia thông báo quá bệ hạ là muốn hỏi tới cho nam trấn phủ tư vừa vặn người bên dưới lúc này mới rầu rĩ đem người đẩy quá khứ, đẩy quá khứ trước đó còn phát tiết giống như một đao chui đem người cho kích choáng, ném đến đến đây Mạch Chính Thanh trước người. Mạch Chính Thanh nhìn một chút bên chân người, muốn nói cái gì, lại ngẩng đầu, hứa gia huyền đã cùng bắt trấn phủ tư người nói tảng, ném đi túi tiền nhỏ cho lỗ binh xin mọi người uống rượu. Mạch Chính Thanh nhìn xem dục ngựa vội vàng vẫn là hướng vùng ngoại ô phương hướng đi hứa gia huyền, cầm chân đá đá đầu lĩnh kia, có chút buồn bực. Cái này hứa sát thần, đây không phải đem thái tử đẩy ra làm vũ khí sử dụng sao? Cái này nhất thẩm khẳng định phải trước dẫn ra tam hoàng tử, người nào không biết hắn cùng tam hoàng tử có thù riêng, thiên hắn còn không thể đem người ném vào đi. Mà chính thanh tâm phiền gọi người đem người trói lại ném trên lưng ngựa, chỉ có thể kiên trì về thành bẩm báo. Vội vàng tiến cung nói rõ tình huống sau, từ trên giường bò dậy thái tử trực tiếp liền ngã bát trà, mắng. Sát thần người tốt cùng công lao đều hắn nhận rốt cục âm thái tử một lần hứa gia huyền lại không lo lắng một đường dục ngựa trở về huyền linh quang giữ cửa đạo đồng đối với hắn cũng coi là quen biết lại bị hắn một thân huyết dọa đến phát trung không nói hai lời nghiêng người nhường hắn tiến vào huyền linh quang hứa gia huyền từ nhỏ liền đi cho dù lúc này tối như mực một mảnh hắn cũng có thể chuẩn xác phân rõ phương hướng bởi vì tử dư quan hệ hứa gia nhân cùng trần gia người đều ở đến khách viện cuối cùng một bên cái kia còn có một đạo thật dài tường cùng cửa tròn là trước kia minh đức đế nhường huyền chân tử cố ý sửa xem như huyền linh quan tấm địa xưa nay không có ngoại nhân ở đây đi lại đi vào tiểu viện liền cửa đều không có đèn sáng hầu phủ thị vệ trông coi nhìn thấy hắn một thân huyết trở về đều kinh ngạc kinh thế tử làm sao còn thụ thương rồi hứa gia huyền mắt nhìn yên tĩnh viện tử không có một tia sáng, nhẹ giọng nói ra. Đánh hai thùng nước giếng tới. Cái này thiên. Thế tử, muốn đông lạnh lấy. Lúc này nấu nước, lại đánh thức phu nhân. Thanh âm hắn nhàn nhạt, không dung chất vấn. Thị vệ đành phải làm theo. Chỉ thấy hắn đứng ở trong sân, đầu xuân thiên trong đêm vẫn gọi người lạnh đến phát trung. Hắn lại đem lên thân y phục đều thoát sạch sành xanh, xông hai thùng nước, đem mặt tẩy liền nhỏ giọng hướng trong phòng đi. Bên ngoài là lục nhân ngủ ở dọn tới trường tháp bên trên, nghe được tiếng mở cửa bừng tỉnh, chỉ thấy người để trần ước dầm về cô gia, suýt nữa không có kêu ra tiếng. Nội thất cửa không có khóa, lục nhân vừa sợ vừa nghi nghi ngờ xem hắn vào phòng, sau đó là hắn mở ra tủ quần áo thanh âm. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là sờ soạn đi vào thấp giọng hỏi. Thế tử cần phải tắm rửa. Không cần, ngươi trở về phòng ngủ đi, không cần canh chừng hắn mở miệng liền đem người đuổi tùy tiện bắt khối miệng màng vải đem thân thể lau khô lại sờ mảnh vải đem cánh tay vết thương tùy tiện một đâm mặc vào quần áo trong liền hướng bên giường đi khu nhà nhỏ này phòng nhỏ nội thất không có đưa bình phong chiếu vào phòng mặt trăng vừa vặn rơi vào đầu giường hắn vung lên rèm liền nhìn thấy tử dư ôm chăn ngủ say sưa bộ dáng khóe miệng còn đi lên vểnh lên tự hồ là mơ tới chuyện tốt lành gì hắn một đường gấp trở về nàng lại là còn làm mộng đẹp đâu nghĩ như vậy thế mà còn có khí buồn bực giơ lên tay liền muốn bóp mặt nàng đầu ngón tay mới nhẹ nhàng đụng phải trơn mềm gương mặt nàng tự hồ là bị đông cứng lấy đem mặt bận bịu chôn đến trong chăn đi thật có thể cái này còn biết lạnh đâu hắn đứng đó một lúc lâu nhỏ giọng bò lên giường đi đến chết đi có thể là hắn không tại nàng liền đem cạnh ngoài chiếm cũng không thể đánh thức nàng Tại bên người nàng vừa mới chuyến dưới, trên người nàng cái kia quen thuộc mùi hương liền chui vào trong mũi, theo hô hấp, một chút xíu đem hắn cả người đều bao phủ. Vừa rồi cái kia loại đao quang kiếm ảnh chém giết tự hồ liền cách rất xa, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, ba ngày tại hầu phủ nàng nói những lời kia đều lại hiện lên ở trong đầu. Mặc kệ nhiều năm như vậy hắn đối Lưu thị làm sao có thành kiến, Lưu thị xác thực vì cái này nhà nỗ lực rất nhiều đặc biệt là phụ thân đã thương chân một năm kia, hắn thường xuyên nghe được thị vệ nói nàng sẽ vụng trộn một người tại bên ngoài viện khóc. Khóc xong sau lại lau khô nước mắt cười trở lại phụ thân bên người. Bình thường hắn viện tử đều vây như thùng sắt, lưu thị không dám tới gần, có thế trong nhà mặc kệ có cái gì mới đến, kiểu gì cũng sẽ kiên trì cho hắn trước đưa tới một phần. Nhà à! Hứa gia huyền mở mắt ra, ánh mắt tại mờ tối lấp lóe không yên. Tử dư lúc này trở mình, đúng là hướng trong ngực hắn ủi, trên người hắn lạnh, nghĩ đẩy ra nàng. Nàng mềm mềm thanh âm vang lên. Làm sao như vậy lạnh? Sau đó trong giấc mộng, vô ý thức đem chính mình bọc lấy chăn cho kéo tới trên người hắn, đi theo mèo con giống như của mình trong ngực hắn, lại lần nữa ngủ được đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Gia Huyền trên thân dựng lấy mang theo nàng nhiệt độ cơ thể chăn gấm, do dự một lát, đưa tay nắm ở nàng trên người nàng ấm áp liền liên tục không ngừng truyền tới. Như cái lò lửa nhỏ, cũng giống trong ngày mùa đông hâm rượu, có thể để trong lòng người ấm áp. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tại nàng trong tóc hôn một cái. "Ngươi đem hầu phủ xem như nhà thật sao?" Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng đi lên dương. "Vậy hắn nhất định cho nàng một cái nàng thích, cảm thấy an tâm nhà." Sáng sớm hôm sau, Tử Dư lại là bị nóng tỉnh. Đạp chăng một cước đạp đến cái gì, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Hứa Gia Huyền tấm kia thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt. Nàng chậm rãi mở to mắt, xác nhận đến mấy lần, quả thật là hắn. Hắn tại sao trở lại, trong đêm trở về? Việc phải làm đâu? Nàng ngồi dậy, khoác lên nàng ở giữa eo tay lại là đem người lại kéo hồi trong chăn, hắn còn mang theo thanh âm mỏi mệt khàn khàn trầm thấp. Ngủ tiếp sẽ. Ngươi tại sao trở lại? nàng bị lôi kéo áp vào hắn lồng ngực, phát hiện hắn thế mà liên hệ mang cũng không cài, giữa ban ngày mặt tại dán lên cái kia trần truồng khỏa thân da thịt, lại bỗng vừa thẹn. Sự tình xong xuôi liền trở lại. Không phải muốn mấy ngày. Hứa gia huyền tự hồ là bất mãn nàng truy vấn, ngón tay sờ đến nàng mềm mại môi, không có chương pháp xoa nhẹ một trận, bị nàng há miệng liền cắn. Trong nháy mắt bị đau đến mở mắt ra. Thật đúng là cắn đâu lưỡi nàng nhọn lúc này mới chống đỡ mở ngón tay hắn, ngón tay giữa nhọn cho đẩy đi ra, để mắt nghệ hắn. Tra hỏi ngươi đâu? Ngón tay có có chút ẩm ướt ý, còn còn sót lại lấy lưỡi nàng nhọn mềm mềm để cho người ta ý nghĩ kỳ quái xúc cảm, hắn lại đem tay đem thả đến môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt đều hiếp lại. Hạ khắc, hắn trực tiếp nghiêng người, đem người ngăn chặn, đem phiền phức quần áo trong thuận tay liền thoát, cúi đầu muốn hôn nàng. Giữa ban ngày đây này, làm cái gì? Tử Dư Dọa đến lệch đầu, đây là Huyền Linh Quang, hắn thật sự là làm loạn. Hứa Gia Huyền hô hấp dần dần nặng. Hôm qua giữa ban ngày không phải cũng thân, lại bắt đầu làm kiêu. Gò má nàng cũng có chút đỏ, hôm qua đây không phải là hống hắn cao hứng sao, liền sợ hắn ban sai thời điểm làm loạn. Nàng liền muốn gắt hắn một cái, nào biết Dư Quang quét đến hắn cánh tay, nhìn thấy khối quen thuộc khăn nụ hôn của hắn đã rơi xuống nàng bị cậy mở răng môi lại lần nữa không có nể mặt cắn hắn một cái ti ngươi tuổi chó không thành mới vừa buổi sáng cắn hai trở về tử dư lại là hung hăng trừng hắn trên tay ngươi buộc cái gì hứa gia huyền liền tiếp nhận hy hữu chẳng hiểu ra sao nói không phải liền là của ngươi khăn tối hôm qua hắt cánh tay có tổn thương sờ đến liền trói lại trở về mở khố phòng lấy thêm tốt vải theo mới nào biết tử dư lại là đưa tay giật rễ đai mỏng cái kia khăn bị kéo tản ra nàng một thanh kéo tới trước mắt hắn gọi hắn mở to mắt nhìn đây là cái gì khăn đây rõ ràng là nàng yếm hứa gia huyền thấy rõ cái kia hình dạng sững sờ rất nhanh nhớ tới buổi tối hôm qua sát bên người cái chủng loại kia mịn màng cảm giác cùng cái này khăn vừa mới tản ra thời điểm rất giống Vậy hắn tối hôm qua sát bên người chính là. Hắn liền hướng tủ quần áo nơi đó nhìn sang, bị hắn tiện tay khoác lên trên kệ đỏ chót cái yếm cứ như vậy đâm vào trong mắt. Hứa Gia Huyền. Tác giả có lời muốn nói. Tử Dư. Nghĩ không ra ngươi là như thế này sát thần. Đêm nay đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Chương 80. Phu quân văn võ song toàn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 80 đều bị thương, cũng không biết đốt đèn, cũng không biết bên trên thuốc trị thương, thứ gì mù mờ liền hướng trên thân chào hỏi, người liền không cảm thấy mất mặt. Tử dư ngồi tại bên bàn tròn bên trên, bị hứa gia huyền tối hôm qua làm sự tình tức giận đến không nhẹ. Có thể đếm được rơi về quỡ trách, trên tay giúp đỡ bôi thuốc băng bó vết thương động tác lại một chút cũng không có trì hoãn. Hứa gia huyền tự biết mất mặt, một nghiêm mặt không có phản bác nhưng người nào biết sẽ sờ đến món đồ kia còn buộc trên thân cũng cũng may không có ngoại nhân thấy không phải thật sự là một thế anh danh đều hủy ở kiện cái yếm lên tử dư gặp hắn không lên tiếng hung hăng kéo một cái vải bông kéo tới hắn ti ngược lại rút khẩu khí mới cho trói lại kết đem thuốc trị thương đều nhặt tốt hứa gia huyền chậm rãi mặt lên y phục buộc lại đai lưng nhìn chung quanh một chút hỏi có bút mực sao lúc này muốn bút mực làm cái gì? Tử dư nhường lục nhân đem cái hồng thuốc cất kỹ, lại để cho đi lấy thanh thủy đến, kỳ quái truy vấn. Ta viết cái cáo bệnh sớ, mấy ngày nay không đi trong triều. Cáo bệnh. Tử dư càng kinh ngạc. Nam Bắc Trấn Phủ Tư trên tay không phải có bản án đang bận. Ngươi lúc này muốn cáo bệnh. Nói, đến cùng là xoay người đi một bên khác trong ngăn tủ lấy ra đồ vật. Đồ vật bị bưng tới, hứa gia huyền xem xét, phát hiện liền sớ đều có. Xem ra nàng trước kia không ít viết cái này, bằng không thì cũng không thể có lưu. Ngược lại là tiện nghi. Hắn sắn tay áo, chuẩn bị mài mực, tử dư lắc mông đụng hắn một chút, tiếp nhận lục nhân đưa tới thanh thủy, tự mình giúp hắn mài mực. Nàng ngón tay thon dài thon trắng, bị thỏi mực một sấn càng là bạch ngọc không tì vết, để cho người ta đều nghĩ bưng lấy đích thân lên hai cái. Hắn không khỏi cảm khái. Cách không được văn nhân đều yêu hồng tụ thêm hương a, à, đúng là tăng tình thêm thú sự tình. Tử Dư tức giận trừng hắn, lại là Mị Thái Phong Lưu, Hứa Gia Huyền căn bản không có cảm thấy có cái gì uy hiếp lực, trầm thấp cười một tiếng, nắm lên bút nói: "Ta đem công lao đều ném cho thái tử, mấy ngày nay phụ thân cũng tại Huyền Linh Quang, tự nhiên là nhiều bồi bồi hắn cùng ngươi." Mà lại, hắn chỉ sợ muốn rời kinh một trận thời gian, ngươi đem công lao nhường thái tử rồi. Những cái kia giặt cỏ. Hứa gia huyền liền quét mắt đặt ở trên bệ cửa sổ thỏ ngọc tử, mập mờ nói là, không có nói cho nàng chính mình công lao là cho, nhưng cũng là hố thái tử một thanh. Hắn hạ bút như có thần, câu chữ trôi chảy, nghĩ đến là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hai người thành thân về sau, hắn liền bận biệu không nghĩ, mặc dù phía sau bổ hai ngày giả, nhưng cũng không có chính thức trong nhà nghỉ ngơi cho tốt quá. Tử Dư nghĩ đến hoàng đế cũng không thể không phê, nhưng để bảo đảm, vẫn là chính mình cho Minh Đức Đế lại viết phong thỉnh an thiếp, cùng nhau xin lỗi ở xa huyền Linh Quang không thể tới lúc tiến cung tạ thưởng. Hai lá sớ bị hỏa tốc đưa vào kinh thành. Lúc này tam hoàng tử lại là quỳ trong càng thanh cung, khóc đến một thanh cái mũi một thanh nước mắt kêu oan. Phụ hoàng. Nhi thần làm sao có thể làm xuống như thế cấu kết dập cỏ, đại nghịch bất đạo một chuyện khẳng định là người kia bị thù ý hãm hại nhi thần nhi thần oan uổng a à. thái tử đứng ở một bên thần sắc nhàn nhạt nhìn xem dưới chân không nhún bụi trần gạch vàng nghe đệ đệ tại cái kia gào khóc minh đức đế đem lời khai trực tiếp hướng dưới chân hắn một ném hãm hại ngươi ai hãm hại ngươi trẫm y vệ hãm hại ngươi vẫn là trẫm để bọn hắn hãm hại ngươi mà lại kinh hình bộ xác định những cái kia giặt cỏ liền là từ Giang Nam chạy trốn tới. Cũng đều từng cái một lần nữa an hộ tịch, trẫm biết ngươi tự mình cùng hộ bộ một chút quan viên đi được rất gần, ngươi cũng trước không tất yếu hô oán, trẫm lại xuống chút nữa ra. Ra cái ra ra manh mối. Minh Đức Đế vỗ bàn một cái, có thể thấy được là động khí. Lần trước cái kia vương thị lan liền là đi theo cái này tam nhi tử làm mưu lợi riêng kết đảng tham ô, hắn nhịn, nhưng lại náo ra ám sát hứa gia huyền sự tình hắn tiểu trừng đại giới kết quả lợi hại nhất còn tại phía sau dấu một lần dám ám sát cẩm y vệ cái này còn cấu kết lấy giặc cỏ về sau có phải hay không liền muốn trực tiếp giết cha đoạt vị nhi thần thật quan uổng a à. tam hoàng tử trùng điệp hạ đập phía dưới chạy trở về phủ đi không có trẫm cho phép không cho phép bước ra một bước chờ trẫm ra rõ cùng ngươi tính sổ sách Minh Đức Đế căn bản không nghĩ lại nghe, một mà tiếp chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, lại là thân nhi tử, hắn cũng không dậy được thương hại tâm. Rất nhanh liền có cẩm y vệ đến đây bắt hắn cho cứng rắn nâng đỡ dẫn đi, đưa về vương phủ. Tam hoàng tử một đường đều hô hào an uổng, rời đi đại điện thời điểm đáy mắt cất dấu lạnh lùng hung hăng đảo qua thái tử. Minh Đức Đế mặc dù chỉ chọn cẩm y vệ cùng hình bộ tên, nhưng hắn tối hôm qua liền nhận được tin tức người là nam trấn phủ tư cho bắc hồi cái kia mạc chính thanh trước tiên tiến cung gặp cũng không phải hoàng đế mà là thái tử việc này ngoại trừ thái tử đâu còn có thế có người khác tam hoàng tử trong lòng hận cực thái tử muốn trừ hắn cho thống khoái nhưng cũng không có dễ dàng như vậy sự tình việc này còn dắt giang nam thủy vận hắn còn có biện pháp họa dẫn chảy về hướng đông tam hoàng tử bất quá cách một tháng lại lần nữa bị đế vương trách cứ còn nhường cẩm y vệ đến trông coi lấy tam hoàng tử phủ, đám đại thần rất nhanh liền nhận được tin tức, nhao nhau nghị luận tam hoàng tử lúc này có phải thật vậy hay không không đứng dậy nổi. Thái tử tự biết chính mình thay hứa gia huyền cổng tam hoàng tử cừu hận, cho dù lúc này có thế vạn ngã tam hoàng tử một đảng, trong lòng cũng một tia đều cao hứng không nổi. Nội thị tại hắn trở về Đông Cung sau không bao lâu cáo tri, nói hứa gia huyền mời mấy ngày nghỉ bệnh. Thái tử thật muốn bị chọc giận quá mà cười lên cái kia hứa sát thần còn tưởng là lên vung tay trưởng quỷ, không cần ba ngày, chỉ cần như vậy hai ngày hình bộ cùng cẩm y vệ tự nhiên là có thể đem tam hoàng tử một đảng danh sách cho trở lên. Lúc hắn trở lại, liền là thanh bạch xem náo nhiệt đâu. Sát thần. Trước kia làm sao không có cảm thấy hắn giả hoạt. Thái tử tức giận đến vẫn là không nhịn được mắng câu. Hứa gia huyền viết xin nghĩ, vô sự một thân nhẹ đi trước cho phụ thân thỉnh an, liền đi theo cùng nhau đến huyền chân tử chỗ ấy hôm qua tử dư đã tìm huyền chân tử nói tỉ mỉ một ít chuyện huyền chân tử rất xác định cùng nàng nói thế gian như còn có biết trước người cũng không kỳ quái bất quá hắn sắc mặt nhưng dần dần trở nên ngưng trọng mặt nàng hỏi lại cái gì đều không tiếp tục mở miệng sáng nay gặp lại hắn ngược lại hết thảy như là bình thường không có cái gì dị dạng huyền chân tử người ở bên ngoài trước mặt đều là cao nhân đắc đạo liền liền tại uy võ hầu trước mặt cũng là bưng tư thái cùng hắn một đạo đàm kinh nói lại đánh cờ mấy cục tử dư nghe những cái kia cái gì nhân sinh cảm ngộ cùng đại đạo lý nghe được thẳng mơ màng chìm vào giấc ngủ một cái hạt dưa đột nhiên đột nhiên liền tạp trên trán nàng nàng ngẩng đầu nhìn thấy đối diện hứa gia huyền chính hướng chính mình hướng ngoài cửa ra hiệu làm cái gì bên nàng đầu nhìn một chút bên ngoài hứa gia huyền vụng trộn đưa tay chỉ ra hiệu ra ngoài nàng liền nhìn nhìn lại cùng uy võ hầu trò chuyện với nhau đang vui huyền chân tử liền vật nhỏ đều rất chân thành đứng tại bàn cờ bên cạnh chuyển tinh nhãn nhìn quân cờ đen trắng ngươi tới ta đi thế là nàng nhỏ giọng đứng người lên trước đi ra ngoài vừa đứng tại dưới hiên hứa gia huyền liền ra nàng hỏi làm cái gì chúng ta đến phía sau núi đi dạo bên này còn không biết hạ bao lâu phía sau núi cũng thường có người đi săn ta mang lên cung tiễn đánh chút thịt rừng, buổi trưa kêu lên lão phu nhân cùng gì, là ở phía sau núi nếm cái tươi. Ngược lại là ý kiến hay. Tử dư lại quay đầu nhìn một chút trong phòng, nói ra. Mặc dù phía sau núi đã cùng trong quán ngăn cách ra, nhưng vẫn là có chút bất kính đi. Đến cùng là ở bên cạnh sát sinh. Hứa gia huyền một thanh ôm nàng eo, trực tiếp đưa nàng nửa ôm đi. Khi còn bé huyền chân tử không ít cùng ta tại hậu sơn bắt thỏ ăn. Huyền Chân Tử còn không sợ bất kính, hắn sợ cái rắm. Tử Dư nhịn cười không được, lấy cùi chỏ chọc chọc hắn lồng ngực, thấp giọng nói: "Đạo trưởng cũng mang ta đi nắm qua thỏ. Bất quá thương thế của ngươi có nặng lắm không, có thể kéo cung?" Hứa Gia Huyền cười nhạo: "Bất quá là vết thương da thịt." Nàng liền rốt cuộc không nói cái gì, mềm mại theo sát hắn mang tới cung tiễn. Lên núi thời điểm, hắn còn không nói một lời đưa nàng cổng chạy qua một viên dáng dấp nghiêng lệch nghiêng cây lúc, hắn đột nhiên dừng lại bốn phía nhìn một chút. Tử dư cũng nhận ra cái địa phương này, ghé vào trên lưng hắn, đưa cổ đi thiếp hắn mặt. Làm sao, nhớ tới cái kia khỉ. Nàng cái này miệng thật không đáng yêu, cái gì gọi là nhớ tới cái kia khỉ. Hắn đưa nàng đi lên vứt ra một chút, lại cổng đi vào trong, không để ý đến nàng bẩn thiểu. Tử dư lại là chính mình cười đổ vào trên lưng hắn, cười cười, ngược lại là hừ lên tiểu khúc đến, trong veo uyển dương thanh âm tiếng vọng giữa khu rừng tiểu đạo. Mấy nhà vợ chồng cùng la trướng, mấy nhà phiêu linh tại tha hương. Hứa gia huyền nghe nàng hát hai câu, lại dừng lại, cái này tô châu thường nghe tiểu khúc. Nói là dân gian loạn ly nổi khổ, ngươi chỗ nào học. Nàng từ nhỏ trong huyền linh quang, tất nhiên không có đi qua tô châu. Tử dư cũng dừng lại hát, than nhẹ một tiếng mẫu thân của ta thường sẽ hát cái này khúc. Nghe nói là mẫu thân lúc nhỏ thích nghe, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu liền mời cái biết hát các nơi tiểu khúc nghệ nhân, mẫu thân nghe nghe liền cũng học xong, bình thường nhưng cũng không dám hát. Mặc dù phụ mẫu sủng ái, nhưng cũng là tiểu thư khuê cát, nơi nào sẽ mở miệng hát những này hạ tam lưu đồ vật, truyền đi thanh danh cũng không dễ nghe. Về sau tại huyền Linh Quang cũng không ngoại nhân, mẫu thân từ nhỏ liền hát những này hống ta chìm vào giấc ngủ ta nghe nghe, liền cũng sẽ. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm sa sút không ít, nhớ tới mẹ đẻ, trong lòng vẫn là khổ sở. Hứa gia huyền lại từ từ đi lên phía trước, trong lòng lại mẫn cảm cảm thấy không may gặp mặt nhạc mẫu yêu hát cái này, khả năng đem một vài cảm giác thả cái này từ bên trong. Mấy nhà vợ chồng cùng la trướng chưa hẳn liền là hai người cách xa nhau một phương, cũng chưa hẳn là chỉ nàng bản thân, chỉ sợ là tại ẩn dụ trong cung ngô hoàng hậu cùng hoàng đế đế hậu các ngũ một điện tình hình. Về phần mấy nhà phiêu linh tại Tha Hương, ngược lại là giống tại chỉ chính nàng ở xa huyền linh quang không được trở về nhà ý tứ. Vừa nghĩ như thế, nguyên bản từ bên trong ý tứ liền sai lầm đến cách xa vạn dặm. Hứa gia huyền liền muốn thở dài. Nhạc mẫu trong lòng chỉ sợ cũng là có hận. Hắn trầm mặt, tử dư cũng không tiếp tục hát khúc hoặc nói chuyện, chỉ lặng yên ghé vào hắn rộng lớn trên lưng. Thật lâu, hắn đột nhiên nói nếu có cơ hội ta mang ngươi đến Giang Nam đi một chút thật là Tử Dư kinh ngạc lại thăm dò nhìn hắn chỉ là chỉ có thể nhìn thấy hắn một chút xíu bên mặt khó được nghe được nàng loại này không thận trọng ngữ khí hắn quay đầu tại gò má nàng trộm cái hương còn phát ra một thanh âm vang lên khuyên náo nàng bận biệu lại rút về tiếng cười của hắn liền truyền vào trong tai nàng đương nhiên quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ngươi là kẻ ngu nàng ha ha cười hứa gia huyền thế mà buông lỏng tay nàng liền từ trên lưng hắn bỗng nhiên trượt xuống dọa đến thét lên tại muốn ngã tại trước mặt lại bị hắn nâng lại quăng lên đến cổng trở về đến phiên hắn cười ha ha người này thế mà còn náo loại này ngây thơ thủ đoạn tử dư tức giận đập hắn hai quyền hắn ngược lại là thu tiếng cười lỗ tai giật giật lúc này thật đưa nàng buông ra phát hiện cái gì rồi? Tử dư gặp hắn đưa tay đến đủ nàng cổng tiễn, bốn phía nhìn một chút. Hứa gia huyền lại là không có lên tiếng, thuần thục cài tên kéo cung, nhắm ngay tây nam phương hướng một chỗ rậm rạp bụi cỏ. Nhưng mà tử dư vẫn là không thấy bất cứ một thứ gì, hắn nhíu lại mắt, mũi tên hóa thành một đạo ngân quan liền phi tốc vọt bắn xuyên qua. Trong bụi cỏ có cái gì giật giật, thế nhưng là liền âm thanh đều không có, lại tiếp sau đó động tĩnh gì cũng không có thất bại rồi. Nàng đứng sẻ, hứa gia huyền đem cung đưa cho nàng, chính mình hướng phía trước đi, rất nhanh liền sách lấy một con bị xuyên đầu gà rừng đi tới. Cái thứ nhất đồ ăn có. Tử dư nhìn xem cái kia gà rừng, nhìn nhìn lại cái kia tiễn, đột nhiên ý thức được, cái này thường thường tại trước gót chân nàng mất mặt thanh niên tại bên ngoài thời điểm luôn luôn đáng tin. Mặc kệ là lần trước ám sát, vẫn là bình vương thế tử kinh mã, hay là bãi sang bên trong hết thảy đều là hắn tại thời khắc mấu chốt đưa nàng hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng nhìn xem cao lớn thanh niên đi tới, hai mắt khẽ cong, mang cười tinh nhãn bên trong rõ ràng chiếu đến hắn khuôn mặt. Phu quân văn võ song toàn. Hứa gia huyền sững sờ, có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, lỗ tai cũng tại không hiểu nóng lên. Thật tốt, khen hắn như vậy làm cái gì? Trong lòng nhưng lại nhịn không được rung động, là vui vẻ vợ chồng trẻ vụn trộn liền chui phía sau núi huyền chân tử là ám chỉ vật nhỏ vụn trộn dời uy võ hầu một vóc dáng sau chiến thắng mới phát hiện hai người không thấy hỏi một chút mới biết được hai người chạy phía sau núi đi còn nói muốn nấu cơm giả ngoại uy võ hầu nghe được lục hỷ đáp lời do dự một lát huyền chân tử coi như hiểu rõ chính mình cái này không đáng tin cậy đồ đệ đã mở miệng nói ra phía sau núi phong cảnh tốt còn có một dòng sông nhỏ rất có giả thú. Hầu gia rất nhiều năm cũng không tới, đã tới, thế tử lại là có hiếu tâm, hầu gia liền cũng làm toàn thế tử cái này hiếu tâm, đi đi một chút. Vi võ hầu nắm vuốt quân cờ, lắc đầu cười cười. Là, đạo trưởng nói đúng. Thế là đến huyền linh quan một đám đều đi vào phía sau núi chân núi cái kia bờ sông nhỏ, hầu phủ thị vệ đã sớm dựng tốt nấu cơm giả ngoại tất cả dùng đồ vật, có nha hoàng trải tốt tấm thảm, bồ đoàn còn có thấp án, cung cấp các chủ tử tọa hạ nghỉ chân. Mà tử dư ngay tại đốt chính vượng củi lửa trước xào rau. Quy võ hầu cùng lưu thị cũng không có gặp qua xuống bếp tử dư, gặp nàng thành thạo thủ pháp, vẫn là lượt kinh ngạc. Ngược lại là Trần Oánh Ngọc nhảy nhảy nhót nhót chạy lên trước muốn giúp đỡ, lại bị hung khói đến khóc hoa khuôn mặt, bị Trần Lão Phu Nhân ghét bỏ mất mặt cho giật trở về, chọc cho đám người cười ha ha. Huyền chân tử ngồi tại một chỗ, Duy trì lấy chính mình tiên phong đạo quốc hình tượng, nhìn xem trong nồi canh cá cùng hứa gia huyền nướng thịt, biết những này hôm nay đều không có quan hệ gì với mình. Nhịn không được nắm lên chén trà, uống hết mấy ngụm nước mới ngăn chặn thèm ý. Đến huyền Linh hiện đám người chính náo nhiệt cao hứng, thật sự là bị bức phải không có biện pháp vũ an bá lão phu nhân mang theo nữ nhi vội vàng đi vào huyền Linh Quang. Nhưng mà làm sao hướng trong quán đạo trưởng cùng đạo đồng nghe ngóng cũng không nghe được có quan hệ uy võ hầu phủ mấy người hạ lạc, không có cách nào phía dưới Vũ An Bá lão phu nhân cắn răng cho đạo đồng bạc nói muốn trước ở lại. Đã tới Huyền Linh Quang còn chưa đi, nàng cũng không tin tại khách viện tìm không được người. Hôm nay các nàng nhận được tin tức, nói là hình bộ đã bắt lấy giặt cỏ, khai là như thế nào, các nàng không được biết, động lòng người chậm chạp không có thả lại nhà, lúc này mới khiến cho Vũ An Bá lão phu nhân không an lòng tử dư bên này một nhóm mới ăn được nàng cho các trưởng bối pha trà liền gặp có đạo sĩ đi vào huyền chân tử bên tai nói thầm vài câu cái gì huyền chân tử liền đem hứa gia huyền gọi vào một bên nàng nhìn mấy lần thu tầm mắt lại tiếp tục cùng trưởng bối người dùng trà nói đùa huyền chân tử đầu kia là thu được nhậm gia tin tức tại khách viện ở ngươi cũng đừng ở ta trong quán nháo ra chuyện gì đến quấy rầy khát khách hành hương thanh tĩnh một bộ ghét bỏ dáng vẻ Hứa Gia Huyền nhíu nhíu mày. Nàng ở nàng, cùng chúng ta có liên can gì? Lại nhìn nàng có thể ở lại mấy ngày. Huyền chân tử phiền nhất hắn cái này kêu căng không ai bị nổi luận điệu, nếu không phải có người tại phụ cận, khẳng định phải đưa tay cho hắn một cái bạo lực. Đến cùng là nhịn một chút, đem ngo ngoe muốn động mu bàn tay hậu thân sau, đổi phó ngưng trọng ngữ khí nói. Hôm qua tiểu ngư tìm đến vi sư nói một số chuyện, các ngươi là âm thầm hoài nghi trong triều người nào nàng không tốt nói thẳng tóm lại cảm thấy vi sư là bất kể trong triều phân tranh người là không để ý tới tục sự không nghĩ nhiễu vi sư thanh tu cũng không có gặp qua ngày dạng này thanh tu mọi thứ không kỵ hắn liền bị trừng mắt liếc cúi đầu sờ lên cái mũi nói ra chúng ta hoài nghi bình vương thế tử ở phía sau dở trò quỷ phía sau hắn sẽ hay không có cao nhân chỉ điểm sao ngươi còn lợi hại hơn huyền chân tử luôn luôn hư hư thật thật có thể nói một điểm mấu chốt nhất nhưng lại luôn luôn mơ hồ không rõ gọi người cảm thấy hắn liền là thần côn gạt người một đôi phía dưới hiển nhiên đối phương con đường tới càng lợi hại hơn huyền chân tử nghe được bình vương thế tử bốn chữ nhíu lông mày lại hỏi bình vương thế tử nhưng có làm bị thương cái tráng lại là cái tráng ngài làm sao lại nắm chặt cái này không thả Ta suýt nữa bởi vậy cùng thái tử đối nghịch. Nói xong chỉ chỉ chính mình mới tiêu sưng thái dương, đồ đệ của ngài ta chỗ này cũng có một khối. Đi đi đi, liền chưa thấy qua như ngươi loại này yêu hướng trên người mình ôm sự tình. Huyền chân tử một thanh đánh rất hắn tay. Cũng may tiểu ngư không ngốc, không phải không phải trước tiên đem hắn cái này ngốc đồ đệ tiên cơ lưỡi đao, lấy đảm bảo vạn nhất. Bình Vương thế tử có hay không? Có, không có đương nhiên không có hứa gia huyền chém đinh chặt sắt trả lời vậy cũng không nên a à, không nên a à, hắn biết người kia thái dương nhất định có vết sẹo vẫn là vết thương cũ có thế hắn lại không biện pháp lại nghĩ lên cái kia thân phận cùng khuôn mặt thiên cơ sự tình có tất có bỏ huyền chân tử lại bắt đầu tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại lấy một câu không nên hứa gia huyền nhìn xem hắn thần thao thao dáng vẻ nhíu mày tinh tế lại trở về nghĩ bình vương thế tử tấm kia nương nương khang khuôn mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Ngài lại nói cho ta, ngươi cũng nên tìm ta tìm người kia, người kia đến tột cùng có cái gì năng lực. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Huyền chân tử gấp đến độ đều dậm chân, chỉ cần tìm được người kia, hắn tất nhiên liền là cái kia có thế bốc được tiên cơ người. Hứa gia huyền trước mắt chính là bình vương thế tử cuối cùng rời kinh lúc bụng mặt dáng vẻ, trong lòng rung lên, quay người không nói hai lời tới chỗ ngồi bên trên kéo tử dư liền hướng huyền linh quang phương hướng đi ta muốn đi đuổi kịp bình vương thế tử tử dư giật mình hơn nửa ngày mới a một tiếng ngươi truy hắn làm cái gì đây không phải đánh cỏ động rắn hứa gia huyền lại là kiên định nói ta phải đi ta đi xác nhận một sự kiện không phải đến tột cùng chuyện gì hứa gia huyền bị nàng dắt dừng lại hắn cầm nàng tay đưa nàng dùng sức kéo đến trong ngực. Chờ ta xác nhận, ta trở về nói cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng, theo dõi ẩn nút chuyện như vậy ta từ nhỏ liền sẽ, sẽ không gọi hắn người phát hiện. Có thế ngươi đây cũng là tự mình ra kinh. Tử dư gặp hắn kiên trì không nói, trong lòng lo lắng. Hắn lại nói, chính là bởi vì là tự mình ra kinh, cho nên mới muốn hiện tại liền đi. Muộn mấy ngày, ta còn có khác nhiệm vụ, tất nhiên là không thể lại đi dò xét vì sự tình chỉ có thể phó thác toàn ngươi có việc lỗ binh sẽ trực tiếp tới tìm ngươi phụ thân đầu kia ngươi một mực nói ta có nhiệm vụ mang theo hắn ngược lại là đem hết thảy tất cả an bài xong tử dư cao mày đối đầu hắn kiên định ánh mắt chậm rãi thở dài một tiếng hướng hắn có chút cười ta đã biết ngươi đi đi vạn sự không nên vọng động nhớ kỹ cẩm y vệ tự mình ra kinh bệ hạ đầu kia là muốn trọng phạt Tốt. Hắn đưa nàng lại kéo vào trong ngực, trịnh trọng đáp ứng. Hai người trở lại trong phòng, Tử Dư cùng trong quán người đều quen thuộc, đi tìm bọn họ tìm thân nông phu y phục. Hứa Gia Huyền dán lên giả râu ria, lại mặc lấy áo khoác áo ngắn vải thô, còn thật sự mấy phần giống. Nàng chính tả hữu đánh giá, bị hắn lôi kéo một thanh ngồi vào trên đùi, hôn liền rơi xuống, bị hắn giả râu ria cuốn lại thẳng tránh hắn phế đi chút khí lực mới đem người án đến thành thành thật thật triền miên sau đó buông nàng ra cầm mũ rộng vành đeo lên lưu loát quay người đi tử dư cũng không có tiễn hắn đi ra ngoài liền đứng tại nội giang sờ lên môi bật cười về sau cũng không thể nhường hắn lưu râu ri hứa gia huyền nửa đường xuống núi đám người thật không có quá mức ngạc nhiên thân là cẩm y vệ có cái gì đột phát sự kiện là cực chuyện bình thường ngược lại là buổi chiều Trần Lão Thái Gia cũng tới núi đến, cho tử dư mang theo cái đông cung tin tức. Hứa gia huyền cái kia thằng nhảy ranh đâu, hắn to gan lớn mật, liền thái tử cũng hố. Hiện tại tam hoàng tử một đã người đều đối thái tử hận thấu xương, đã âm thầm liên hợp lấy cũng muốn tham gia thái tử một bản. Tử dư nhìn xem ngoại tổ phụ tức giận đến nhếch lên tới râu ria, trong lòng có bất hảo dự cảm. Hắn làm cái gì? Trần lão thái gia đem giặc cỏ sự tình nói đến, tử dư nghe được khóe miệng kéo một cái. Cái này sát thần, thế mà cầm thái tử tới làm tấm một, trách không được hắn muốn cáo bệnh giả. Đã ra kinh thành một đường thuận bình vương thế tử tung tích đuổi hứa gia huyền không hiểu lạnh cả sống lưng. Ngày kế tiếp, trong triều đình liền bắt đầu cuồng cuộn sóng ngầm, bè phái thái tử cùng tam hoàng tử một đảng âm thầm so sánh hăng say tới. Bình vương thế tử lại lại đi đường hai ngày, tại trạng vạn tối tìm nơi ngủ trọ xuống tới, mới thu được đưa tới tin tức mới nhất. Hắn cầm tin ngồi vào ngọn đèn trước, triển khai tin. Trên đó viết thái tử cùng tam hoàng tử đánh nhau bắt đầu, mà thái tử cùng tam hoàng tử bên kia cũng đều âm thầm có động tác, thế mà muốn đem tứ hoàng tử lại kéo xuống nước. Có như thế cái tin tức, thần kinh căng thẳng hai ngày bình vương thế tử rốt cục trầm tĩnh lại. Thái tử đã còn âm thầm muốn đối phó tứ hoàng tử, xem ra vẫn là tin di lời của mẹ, bọn hắn những hoàng tử này tranh mới tốt. Cũng không cần hắn hao phí kiếp trước nhiều khí lực như vậy đi dần dần đánh tan. Bình vương thế tử rốt cục lộ ra hai ngày qua này cái thứ nhất cười, tại bên cạnh phục vụ tâm phúc nhìn thấy hắn cười, trùng điệp thở vào. Hai ngày trước thế tử đột nhiên liền đánh chết một cái trước mặt phục vụ lão nhân, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, còn nhường thi thể đập mạnh uy chó hoang, ngang ngược đến chân thực làm cho lòng người bên trong sinh sợ bây giờ cười bọn hắn thời gian cũng có thể tốt hơn hứa gia huyền khoái mã hai ngày cuối cùng là đuổi kịp bình vương thế tử lúc này liền đang vô thanh vô tức tìm phục tại cao cao trên xà ngang mượn lương trụ che chắn thân hình âm thầm đi xem bình vương thế tử cái tráng đáng tiếc ánh mắt bị ngăn cản chỉ có thể nhìn thấy bình vương thế tử một bên khác mặt không có bất kỳ cái gì vết tích hắn kiên nhẫn chờ đợi có thế cái kia Bình Vương Thế Tử cũng cùng vào chỗ bình thường, liền cái mặt đều không chuyển. Lúc này vừa vặn có chỉ chuột nhi từ bên cạnh hắn chạy qua, hắn linh quang lóe lên, nhanh chóng bóp lấy cái kia chuột trực tiếp hướng Bình Vương Thế Tử mặt cho ném xuống dưới. Bình Vương Thế Tử nghe được đỉnh đầu có chi chi vài tiếng thét lên, vừa mới ngẩng đầu, thứ gì liền ba một chút dán trên mặt hắn. Hứa Gia Huyền ngay trong nháy mắt này đã thấy rõ hắn muốn xác định, ánh mắt lóe lên nhanh chóng mượn che chắn thuận xà ngang lách mình đến phía sau cửa sổ, lặng yên không một tiếng động bình yên rời đi. Bình vương thế tử tâm phúc nhìn xem từ trên trời giáng xuống chuột còn không có kịp phản ứng, liền lại nhìn thấy chuột tại rơi trên mặt đất tiến về chủ tử trên mặt đi tiểu ngâm. Tâm phúc không hiểu rùng mình một cái. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới, A à A à Đác.